Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 52. Sau một khắc, từng đạo bàng bạc khí tức đánh tới. Diệp Khuynh Thiên bọn hắn xuất hiện. Một cỗ che khuất bầu trời uy áp đánh tới, để Lý Tử Nhiễm bọn hắn nhìn không được quỳ rạp xuống đất cúng bái. Cái này chẳng lẽ chính là Diệp thị cổ tộc các lão tổ tông sao? Bọn hắn là chân chính lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy lợi hại kinh khủng. Tương đương với một đống sát thần cấp bậc. Yếu nhược cũng yếu không được mấy phần. Giờ khắc này, mọi người minh bạch, thần bảng tính cái giám A. Ở trong đó tùy tiện lựa đi ra mấy người là có thể đem thần bảng chém sống. Thật đáng sợ. Ta minh bạch, bọn hắn quỷ nhất định là bởi vì bọn này lão tổ tông. Thanh Long nói. Mọi người gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bởi vì thực sự tìm không ra những người này cho Diệp Quân Lâm quỳ xuống lý do. Người còn chưa tới, Diệp Chiến Thiên giận dữ hét, còn muốn lại bị ta rút một lần đúng không? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên bọn người đi tới, nhất là nhìn thấy Diệp Chiến Thiên nổi giận sắc mặt. Diệp Vô Đạo đều muốn dọa khóc. Gia chủ, sư bá ta sai, toàn là lỗi của ta, ta không nên tự tiện làm chủ. Diệp tộc còn chưa tới phiên ta đến làm chủ, hết thảy đều là lỗi của ta. Diệp Vô Đạo lập tức xin lỗi. Còn có chúng ta cũng sai. Diệp Quân Lâm nhập tộc sự tình là lão tổ tông các ngài quyết định. Chúng ta nhưng lại thiết lập nhập tộc nghi thức đến cố ý làm khó dễ hắn. Chúng ta lúc nào có tư cách đến tự tiện chủ trương. Nhất là lão tổ tông quyết chuyện đã quyết rồi. Chúng ta có tội, chúng ta có tội. Ba ba ba. Bọn hắn bắt đầu mạnh mẽ quật lấy cái tát vào mặt mình. Nhất là Diệp Lăng Thiên mấy người để tỏ lòng thái độ, đều đem mặt mình rút nát. Bọn hắn đều coi là Diệp Khuynh Thiên để bọn hắn quỳ xuống, là trách cứ hắn nhóm tự tác chủ trương, đem lão tổ tông làm ra quyết định ném đến một bên, chính bọn hắn tổ chức nhập tộc nghi thức. Lại là bao biện làm thay hành vi. Làm ra vượt qua bản thân địa vị cùng chức trách sự tình. Liền trước mặt không lâu Diệp Chiến Thiên đi đối phó Diệp Quân Lâm đồng dạng, bọn hắn không có rõ ràng địa vị mình, bọn hắn làm chủ để Diệp Chiến Thiên đi đối phó Diệp Quân Lâm. Diệp Vô Đạo cũng cho rằng như thế. Sai cũng chỉ có thể là sai tại cái này. Mà lại lần này so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Phía trước là Diệp Chiến Thiên một người, hiện tại là Diệp Khuynh Thiên thậm chí toàn bộ Diệp thị cổ tộc. Diệp Khuynh Thiên mọi người đi tới về sau, nhìn chằm chằm Diệp Vô Đạo mấy người, các người xác thực sai. Mà lại 10 phần sai. Tại Diệp tộc các người có nói phần, các người có quyền gì trái phải Diệp tộc sự tình. Nhất là tại Diệp thị cổ tộc chi chủ trước mặt, có tư cách gì? Nghe Diệp Khuynh Thiên trách cứ, mọi người đều đang run rẩy. Nhưng bọn hắn đều lý giải sai. Diệp thị cổ tộc chi chủ là Diệp Quân Lâm. Chúng ta sai, thỉnh cầu gia chủ trách phạt. Chúng ta sai. Diệp Vô Đạo bọn hắn nhận lầm không nói, còn tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể nhận lầm, đây mới là biện pháp duy nhất. Diệp Khuynh Thiên hô lớn, tốt, vậy ta chọn liền tuyên bố một chút trừng phạt. Về phần trừng phạt Diệp Vô Đạo cũng có thể nghĩ ra được, đơn giản là gia quy kia mấy đầu. Đem hắn giam lại, nhiều nhất 3 năm. Quá đơn giản. Ngược lại là Diệp Khuynh Thiên bọn hắn lần thứ nhất tiếp nhận trừng phạt. Có chút thấp thỏm. Trừng phạt chính là từ ngày hôm nay, Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên. 9 người này trục xuất Diệp tộc, cùng Diệp tộc không có một tí quan hệ. Nhưng phàm là để chúng ta phát hiện các ngươi lại đánh Diệp tộc cờ hiệu, vậy liền giết không tha. Chấm. Oanh. Làm Diệp Khuynh Thiên tuyên đọc quyết định này về sau, toàn trường đều trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng trừng phạt vậy mà là cái này. Trực tiếp đem Diệp Vô Đạo bọn người khu trục ra Diệp tộc. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng Thiên sửng sốt. Diệp Vô Đạo sửng sốt. Liền người bên ngoài, tỉ như Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng đều sửng sốt. Vì cái gì? Cũng bởi vì như vậy một kiện sự tình, liền đem Diệp thị cổ tộc đệ nhất thiên tài khu trục xuất gia tộc. Có phải là quá qua loa rồi? Nếu như vẻn vẹn là Diệp Lăng Thiên bọn hắn đều bị khu trục, mọi người có thể hiểu được. Đám người này xúc phạm Diệp tộc uy nghiêm, lẽ ra trọng phạt. Nhưng tăng thêm Diệp Vô Đạo mọi người liền không hiểu. Lúc này, Diệp Vô Đạo, Diệp Lăng Thiên trong đầu của bọn họ hiện ra phía trước Diệp Quân Lâm đã nói đến, ta không phải tới tham gia nhập tộc nghi thức, mà là trừ tộc nghi thức, có người muốn bị trục xuất gia tộc. Hắn là làm sao biết? Không đúng. Âm mưu. Đều là Diệp Quân Lâm âm mưu. Không biết hắn cho bọn này các lão tổ tông rót cái gì thuốc mê. Vì cái gì?
Diệp Vô Đạo đặc biệt muốn biết vì cái gì. Hắn mộng. Loại này sai lầm thậm chí nói đều không gọi sai lầm, chỉ là làm khó hạ Diệp Quân Lâm. Tuyệt không khinh nhờn Diệp tộc quyền uy. Mấu chốt trước mặt đứng đấy những lão tổ tông này nhóm đều là cực kỳ yêu thương hắn. Nhất là Diệp Khuynh Thiên, càng đem hắn làm một thế hệ đến bồi dưỡng. Kết quả vì một cái Diệp Quân Lâm làm ra quyết định như vậy đến. Gia chủ vì cái gì? Sư phụ vì cái gì? Sư bá vì cái gì? Chấm. Diệp Vô Đạo nhìn xem một tấm khuôn mặt quen thuộc, nghi ngờ hỏi vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Xúc phạm gia quy, nên nhận trừng phạt, các ngươi đã bị khu trục ra Diệp tộc, không phải Diệp tộc người, cút nhanh lên. Diệp Khuynh Thiên cả giận nói. Liền sư phụ của hắn Diệp Long Thiên cũng khu trục nói, cút nhanh lên. Lưu các ngươi một cái mạng đã không sai. Diệp Vô Đạo lại chậm rãi đứng dậy, nhìn nhau Diệp Khuynh Thiên, xin hỏi gia chủ, đem ta khu trục gia tộc, là cụ thể xúc phạm đầu kia gia quy. Nói ra, ta tâm phục khẩu phục. Diệp Vô Đạo rất thông minh, biết gia quy bên trong không có đầu này. Cố ý để Diệp Khuynh Thiên nói ra. Diệp Khuynh Thiên lại vui, thật có lỗi, ta mới thêm. Ta hỏi một chút các vị, Diệp thị cổ tộc chi chủ phải chăng có sửa đổi hoặc là tăng thêm tộc quy quyền lợi? Có. Có. Đám người hô. Lần này Diệp Vô Đạo không lời nói. Tốt, ta nhận, các ngươi có tiểu hài này làm tương lai nền tảng, liền cam nguyện từ bỏ ta đúng không? Tốt, ta rời đi, có các ngươi hối hận một ngày. Diệp Quân Lâm ngươi chờ xem, khoản nợ này ta sẽ một mực nhớ kỹ. Diệp Vô Đạo cười lạnh nói. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối là Diệp Quân Lâm lấy Quân Quân vì nguyên do, cưỡng ép để tộc trưởng bọn hắn đem mình trục xuất gia tộc. Bởi vì Quân Quân thiên phú cùng tiềm lực, hoàn toàn có thể làm Diệp gia tương lai. Như vậy có cần hay không hắn đều như thế. Diệp Lăng Thiên mấy người mơ mơ màng màng đi theo Diệp Vô Đạo rời đi Diệp tộc. Ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đồ nhi, ai bảo ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Diệp Long Thiên không thôi nhìn xem. Diệp Khuynh Thiên lại một mặt băng lãnh, về sau ai dám can đảm làm ra vi phạm tộc trưởng sự tình, đều loại kết cục này. Chấm. Đi tại kinh thành trên đường cái. Diệp Vô Đạo một đoàn người mê mang. Tiểu tổ chúng ta bây giờ đi đâu? Chúng ta nghe ngươi. Diệp Lăng Thiên hỏi. Muốn để Diệp gia hối hận, chỉ có thể để chính chúng ta trở nên cường đại. Chúng ta phải đầu nhập thế lực lớn. Diệp Vô Đạo nói. Hắn cùng Diệp Lăng Thiên liếc nhau, đầu nhập Thánh Kinh tổ chức tìm Hắc Ám Thượng Đế. À, Thánh Kinh tổ chức. Diệp Cuồng Lan bọn người một mặt kinh ngạc. Vừa rời đi liền phải gia nhập nó tổ chức của hắn. Chuyện hôm nay cùng Diệp Quân Lâm thoát không ra quan hệ. Ta nhất định phải làm cho Diệp Quân Lâm trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Vô Đạo thật tức giận đến đang run rẩy, đối với Diệp Quân Lâm cừu hận đạt tới cực đại nhất. Trước kia có thể là không quen nhìn Diệp Quân Lâm cuồng vọng. Nhưng hôm nay thật cùng Diệp Quân Lâm có cừu hận bất cộng đái thiên. Chí ít hắn thấy, là lớn như thế cừu hận. Còn có Diệp thị cổ tộc, ta vì bọn họ trả giá bao nhiêu, coi ta là gia tộc đệ nhất thiên tài thời điểm. Tất cả mọi người sủng ái ta, bảo vệ ta, hiện tại đến một cái càng có tiềm lực, liền một chân đem chúng ta đá văng ra. Diệp gia ngươi sẽ hối hận. Chờ ta tu luyện tới vô cùng cường đại thời điểm, các ngươi liền biết cái gì gọi là thiên phú. Cái gì gọi là nghiền ép, đứa trẻ kia ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép. Ta sẽ để cho Diệp tộc tất cả mọi người minh bạch, đem ta khu trục ra Diệp tộc, là bọn hắn đời này làm sai lầm nhất sự tình. Diệp Vô Đạo ngửa mặt lên trời gào to. Diệp Lăng Thiên cũng phụ họa nói, đúng, chính là như vậy. Để bọn hắn hối hận. Chẳng qua để bọn hắn hối hận phương thức tốt nhất chính là thực lực. Có được không thể địch nổi thực lực, liền có thể để Diệp tộc hối hận. Như vậy, chúng ta liền cần gia nhập thế lực lớn. Minh bạch đây hết thảy Diệp Cuồng Lan mấy người hỏi, kia vì sao là Thánh Kinh tổ chức đâu? Đại hạ cũng có rất nhiều đại thế lực. Bọn hắn tại đại hạ đợi quen thuộc, lần này bị khu trục gia tộc, có chút không thích ứng đi bên ngoài. Bởi vì Thánh Kinh tổ chức thế lực khổng lồ, nhất là Hắc Ám Thượng Đế càng là mạnh khiến người giận sôi. Người người đều nói Thiên Sách Thần Soái thắng Hắc Ám Thượng Đế, nhưng theo ta được biết, cũng không phải là có chuyện như vậy. Là Hắc Ám Thượng Đế thắng. Còn có Quân Quân cùng nàng mấy vị sư phụ tại phương Tây mất tích bí ẩn, nhưng thật ra là gặp cực kỳ tồn tại cường đại, toàn bộ nhờ Hắc Ám Thượng Đế một người cứu trở về. Cho nên chúng ta đi đầu quân Hắc Ám Thượng Đế mới là lựa chọn duy nhất. Ta nếu là bái Hắc Ám Thượng Đế làm đồ đệ,
khả năng tại thời gian cực ngắn trong đạt đến đỉnh phong. Diệp Vô Đạo nói, lập tức lên đường tiến về Thánh Kinh tổ chức. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu. Hai người đều có kiêu hùng chi tư, nghĩ đồ vật đều không khác mấy. Hai người thẳng đến hải ngoại. Diệp tộc bên trong, Lý Tử Nhiễm bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Dù là đi qua thời gian rất lâu, vẫn như cũ rung động không thôi. Diệp tộc vậy mà đem Diệp Vô Đạo khu trục xuất gia tộc. Quá khó mà tin nổi. Đây chính là Diệp tộc đệ nhất thiên tài A, nói khu trục liền khu trục. Không thể không nói sư phụ vẫn là có thủ đoạn A, không biết sử dụng cái gì mưu kế, để Diệp tộc làm ra quyết định như vậy đến. Tiêu Phong sợ hãi than nói. Kiếm Tà Thần gật gật đầu, khẳng định, hắn hẳn là lấy Quân Quân vì công cụ làm điều kiện, thiết kế châm ngòi Diệp tộc cùng Diệp Vô Đạo. Thanh Long Kỳ Lân bọn hắn đều cười, các ngươi, xác thực nói là chúng ta đều xem thường lão đại. Trừ vũ lực bên ngoài, mưu kế của hắn cũng là nhất tuyệt. Đọc thuộc lòng am hiểu các loại binh pháp, các loại âm mưu quỷ kế. Năm đó chiến trường thời điểm, thường thường lấy mưu kế không đánh mà thắng cầm xuống địch nhân, không uổng phí một binh một tốt. Cái này Diệp thị cổ tộc mặc dù từng cái thực lực cường đại, nhưng dựa theo mưu kế đến nói, lão đại chính là tổ tông của bọn hắn. Tùy tiện thiết kế một chút, liền để gia tộc bọn họ nội bộ sụp đổ. Thiết kế để Diệp Vô Đạo rời đi, quả thực quá đơn giản. Nhất là có Quân Quân vì thẻ đánh bạc, rất dễ dàng nắm toàn bộ Diệp tộc. Chấm. Bởi vì là Diệp tộc nội bộ sự tình, Lý Tử Nhiễm bọn hắn chỉ có thể rời đi. Còn đem Quân Quân cũng mang đi. Dù sao nhập tộc nghi thức tôn cử hành. Lúc này từ đường bên trong, Diệp Quân Lâm còn tại ngồi. Diệp Quân Lâm ngươi làm càn, ngươi còn dám ngồi. Nói chuyện chính là Diệp Vô Đạo ngay từ đầu mang ra Diệp Danh Sâm. Cũng là Diệp tộc thiên tài. Ba. Nhưng bên cạnh Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên một bàn tay quất bay hắn. Diệp Danh Sâm trùng điệp đập ngã trên mặt đất. Đám người không hiểu nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Thà rằng để Diệp Quân Lâm ngồi, đều muốn quất bay những người khác. Đây là vì cái gì? Nhất là Diệp Danh Sâm càng thêm không hiểu. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lần nữa mở miệng nói, ta không phải nói qua không muốn tại gia chủ trước mặt không cần nhiều sự tình. Diệp Danh Sâm ủy khuất nhìn xem hắn, ta không có ở trước mặt ngươi nhiều chuyện a. Ta nói chính là Diệp Quân Lâm a. Oanh! Đúng vào lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Phù phù! Phù phù! Chấm! Cái khác các lão tổ tông cũng một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Kinh! Những người khác kinh! Các lão tổ tông làm sao đều quỳ xuống rồi? Không nên a. Dù là đây là Diệp tộc từ đường. Nhưng từ đường bên trong cúng bái tổ tông so những người này bối phận đều muốn thấp a. Thậm chí từ đường trên bức họa chính là những người này. Bọn hắn làm sao lại đi cho mình hoặc là so với mình bối phận thấp dưới người quỳ. Cái này không có khả năng. Nhưng có một bộ phận người vẫn là phát hiện. Bọn hắn quỳ lạy cũng không phải là từ đường bên trong cúng bái. Mà là giữa sân ngồi Diệp Quân Lâm. Bái kiến gia chủ. Đám người đồng loạt hô. Gia chủ. Diệp Quân Lâm là gia chủ. Giờ khắc này, mọi người dường như minh lãng. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên trước đó nói tại gia chủ trước mặt không có tư cách. Người gia chủ này không phải chỉ hắn, chỉ là Diệp Quân Lâm a. Còn nói gia chủ có thể tùy ý sửa đổi tộc quy, muốn đem Diệp Vô Đạo bọn hắn khu trục gia tộc. Người gia chủ này là Diệp Quân Lâm a. Kinh thành Diệp tộc các thành viên đều muốn điên. Diệp Quân Lâm chẳng những nhập tộc, vẫn là tộc chủ. Đây cũng quá khủng bố. Tuyên bố một chút, vị này chính là Diệp thị cổ tộc thậm chí tất cả Diệp tộc chủ. Sở dĩ để các ngươi biết thân phận của gia chủ, là để cho tiện thay hắn làm việc. Trong cổ tộc có người muốn làm việc, trong thế tục cũng có người muốn làm việc. Diệp Khuynh Thiên dặn dò. Minh bạch. Tất cả mọi người hô. Một bên khác, Diệp Vô Đạo một đoàn người trèo non lội suối rốt cuộc tìm được Thánh Kinh tổ chức cái nào đó căn cứ. Căn cứ này là từ Bạo Tà Thần phụ trách. Bạo Tà Thần nhận biết Diệp Vô Đạo, nhìn xem mấy người ngược lại là có mấy phần cảnh giác. Mệnh lệnh mấy ngàn cường giả đem bọn hắn vây quanh. Vị đại nhân này chớ khẩn trương. Chúng ta là tìm tới dựa vào Thánh Kinh tổ chức. Diệp Lăng Thiên vội vàng giải thích. Bạo Tà Thần một mặt kinh ngạc, đầu nhập chúng ta. Thật giả, Diệp Vô Đạo ngươi thế nhưng là Diệp thị cổ tộc đệ nhất thiên tài a. Như thế nào đầu nhập chúng ta? Thậm chí có thể nói như vậy, tại Diệp thị cổ tộc xem ra, chúng ta chính là bàng môn tà đạo.
ngươi làm sao có thể gia nhập chúng ta, đừng bảo là cười. Đừng nói là bạo tà thần đến, những người khác không có một cái tin tưởng. Là như thế này, chúng ta bị trục xuất diệp tộc. Diệp Vô Đạo đem mình bị trục xuất diệp tộc sự tình nói ra. Mọi người tra một chút, vậy mà là thật. Cho nên chúng ta tìm tới dựa vào Thánh Kinh tổ chức. Yên tâm, chúng ta không phải thùng cơm phế vật, gia nhập Thánh Kinh tổ chức, cũng sẽ để thực lực các ngươi tăng nhiều. Mà lại để tỏ lòng thành ý, ta đặc biệt dẫn đến một chút lễ gặp mặt. Chẳng qua nhất định phải nhìn thấy Hắc Ám Thượng Đế lão nhân gia ông ta. Chính yếu nhất chính là lần này ta đến mục đích đúng là muốn bái Hắc Ám Thượng Đế vi sư. Không nhìn thấy hắn, ta ở đây quỳ hoài không dậy. Nói Diệp Vô Đạo vậy mà phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Còn có ta, cũng muốn bái Hắc Ám Thượng Đế vi sư. Diệp Lăng Thiên cũng quỳ rạp xuống đất. Hai người cứ như vậy thẳng tắp quỳ. Kinh động toàn trường. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cũng nhìn thấy hai người quyết tâm. Cái quỷ này chính là một ngày một đêm. Làm Diệp Quân Lâm nghe được tin tức này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Quanh đi quẩn lại nhất chuyển, đám người này vẫn là trở lại mình dưới trướng. Mấu chốt bọn hắn còn muốn bái mình vi sư. Thú vị a. Diệp Quân Lâm quyết định tự mình đi một chuyến. Hắc Ám Thượng Đế đến. Quỷ một ngày một đêm Diệp Vô Đạo hai người sau khi nghe được, đôi mắt bên trong đều tại tỏa ánh sáng. Nhìn thấy Hắc Ám Thượng Đế một khắc này, Diệp Vô Đạo hai người kích động. Hắc Ám Thượng Đế, ta nguyện ý bái ngài làm thầy, chỉ cần ngài chịu thu chúng ta làm đồ đệ, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Diệp Vô Đạo nói thẳng. Diệp Quân Lâm vui, muốn biết hắn muốn bỏ ra cái giá gì. Ừm, nói thế nào? Hắc Ám Thượng Đế hỏi. Chỉ cần ngài thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý đem Diệp thị cổ tộc công pháp, luyện dược pháp, luyện khí pháp những cái này toàn bộ dâng lên. Không giữ lại chút nào, đây là Diệp thị cổ tộc mạnh nhất, ta cam đoan. Diệp Vô Đạo đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Vì gia nhập Thánh Kinh tổ chức, vậy mà đem Diệp thị cổ tộc tối vô thượng hạch tâm công pháp những cái này toàn bộ giao ra. Có thể thấy được quyết tâm của hắn cùng thành ý. Ha 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 ha, Diệp Quân Lâm cười. Cái này Diệp Vô Đạo đúng là điên. Còn có Diệp Lăng Thiên cũng đôi mắt tinh hồng, kia là đối với siêu cấp thực lực khát vọng. Hai người này vì mạnh lên, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn sẽ điên cuồng làm ra hết thảy sự tình tới. Diệp thị cổ tộc vô thượng công pháp A, cái này nếu là truyền đi, sợ là toàn thế giới đều phải đoạt điên. Tràng diện kia không thua gì Thiên Kiếm lúc đi ra. Diệp Quân Lâm cười cười. Đúng A, đây chính là Diệp thị cổ tộc vô thượng công pháp, luyện đến cực hạn thời điểm có thể đối kháng đại hạ thiên sách phủ. Đạt được tán thành. Diệp Vô Đạo lập tức nói. Oanh! Ngay tại lúc này, Diệp Quân Lâm trên thân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí lưu, mạnh mẽ đem mọi người đẩy đi ra mấy chục mét. Một cỗ nóng rực khí tức oanh bạo toàn trường. Giống như là một vòng liệt nhật. Khí tức kia xông vào trên thân, tựa như lưỡi dao đồng dạng từng khúc đem người làn da xé rách. Thật đáng sợ chí dương khí lưu. Giống như là lúc trước Thiên Kiếm phát ra khí tức đồng dạng. Thuần dương chân khí. Diệp Vô Đạo lập tức mắt trợn tròn. Người khác khả năng nhận không ra. Hắn nhận ra được. Đây là hắn Diệp thị cổ tộc hạch tâm công pháp A. Phàm là Diệp thị cổ tộc thành viên, lấy tu luyện ra thuần dương chân khí, khả năng bước vào cái này một đường. Sau này tất cả Diệp thị cổ tộc thành viên đều là dựa vào thuần dương chân khí tới tu luyện các loại công pháp tuyệt kỹ. Đây chính là bọn họ hạch tâm công pháp cơ bản. Gia tộc quy định, bất luận kẻ nào không được tiết lộ hạch tâm công pháp. Hiện tại trước mắt Hắc Ám Thượng Đế xuất ra thuần dương chân khí vô cùng thuần túy. Hoặc là nói Diệp Vô Đạo cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế thuần túy thuần dương chân khí. Dù là Diệp Khuynh Thiên chi lưu cũng không được a. Ngươi làm sao lại ta Diệp tộc hạch tâm công pháp? Diệp Vô Đạo không hiểu hỏi. Diệp Lăng Thiên rất thông minh, đã đại khái đoán ra tới. Diệp Quân Lâm đương nhiên sẽ. Diệp thị cổ tộc đã đem hết thảy giao cho hắn. Diệp Vô Đạo sẽ hắn hội. Diệp Vô Đạo sẽ không hắn cũng biết. Ta sẽ phải nhưng nhiều. Oanh, âm vang âm vang. Lúc này, Diệp Quân Lâm thân thể đột nhiên biến thành màu vàng, phát ra kim loại giao kích âm thanh. Cái gì, kim cương bất hoại thần công? Diệp Vô Đạo hai người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái này Hắc Ám Thượng Đế làm sao cái gì cũng biết ha. Thật đáng sợ. Quá khủng bố. Chưa bao giờ thấy qua người lợi hại như vậy.
Hiện tại Diệp Vô Đạo trong đầu đã không phải là Diệp Quân Lâm như thế nào đạt được Diệp tộc công pháp và Kim Cương Bất Hoại Thần Công sự tình. Hắn chỉ biết hắn đến đúng rồi. Hắc Ám Thượng Đế so với bọn hắn, so toàn thế giới tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn sâu không lường được. Thế nhân biết đến chỉ là một góc của băng sơn. Diệp Vô Đạo kích động hô, ta liền biết ngài không có bị Thiên Sách Thần Soái đánh bại. Hắn a, quá yếu, không chịu nổi một kích, ai đánh bại ta, ta cũng không thèm để ý, trong mắt ta cũng không là đối thủ. Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy. Diệp Vô Đạo hai người đều muốn điên. Thật ngông cuồng. Thế nhưng quá có thực lực đi. Đây chính là bọn họ muốn. Mời ngài thu chúng ta làm đồ đệ. Ta chờ sông pha khói lửa không chối từ. Phanh phanh phanh. Hai người quỳ trên mặt đất, điên cuồng cho Diệp Quân Lâm đập khấu đầu. Thiên ý trêu người a. Diệp Quân Lâm nhìn xem hai người dập đầu, cảm thán không thôi. Chính là thần kỳ như vậy. Thiên Sách thiếu soái thành đồ đệ mình, hiện tại Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên cũng cầu mình thu đồ. Chẳng qua lúc này là lúc dùng người. Huống chi Diệp Vô Đạo rất mạnh, mà lại quyết tâm rất đủ. Có thể dùng bọn hắn đến lo liệu rất nhiều chuyện. Thu đồ nha, có thể. Diệp Quân Lâm sẽ còn chỉ điểm bọn hắn, truyền thụ cho bọn hắn một vài thứ. Để bọn hắn trong thời gian ngắn đề cao, đạt tới ngoại nhân không cách nào tưởng tượng cao độ. Dù sao bọn hắn lại như thế nào châu, Diệp Quân Lâm cũng sẽ một mực đem bọn hắn trưởng khống ở trong đó. Đến, nói cho ta các người bái ta làm thầy nguyên nhân. Diệp Quân Lâm hỏi, chúng ta muốn mạnh lên, muốn để Diệp thị cổ tộc biết bọn hắn là sai, ta muốn để bọn hắn hối hận. Diệp Vô Đạo cơ hồ là phát điên hô. Ừm, có thể, rất ý tưởng chân thật. Ta thu các ngươi làm đồ đệ, đồng thời ta sẽ chỉ điểm các ngươi, truyền thụ cho các ngươi công pháp. Để các ngươi bay lên, sớm ngày đạt tới các ngươi muốn. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía Bạo Tà Thần, hiện tại chúng ta có cái gì lớn một chút thế lực là không người trông coi sao. Diệp Quân Lâm biết Thánh Kinh tổ chức quá nhiều thế lực. Tâm phúc của hắn đều không đủ trông coi. Cứ việc hiện tại Mã Nhã công nghiệp đã bị chúng ta trưởng khống. Có thể thiếu thiếu chân chính trông giữ người. Phái đi người thực lực không đủ, không được trấn áp hiệu quả. Bạo Tà Thần nói. A, à, làm Diệp Vô Đạo bọn hắn nghe được Mã Nhã công nghiệp cũng bị Hắc Ám Thượng Đế trưởng khống, hai người đều muốn điên. Hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Bọn hắn đến cùng bái cái dạng gì tồn tại vi sư. Có điều nghĩ đến Hắc Ám Thượng Đế thực lực, hết thảy đều thoải mái. Ha 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 ha, bọn hắn thậm chí ở trong lòng cuồng thiếu. Bọn hắn gia nhập trên thế giới này mạnh nhất thế lực. Không có cái thứ hai. Sư phụ của bọn hắn càng là vô địch. Liền để trần danh hiệu liền đầy đủ Diệp tộc hối hận. Nếu như bọn hắn thực lực lại bay lên, vậy sẽ không cách nào tưởng tượng. Làm đồ đệ của ta, liền phải làm cho ta sự tình. Về sau Mã Nhã công nghiệp từ các người bí mật trưởng khống. Minh bạch sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Sư phụ, yên tâm, chúng ta nhất định làm được tốt nhất. Hai người cam đoan, bọn hắn triệt để điên cuồng. Biến tướng nói bọn hắn đã là Mã Nhã công nghiệp chủ nhân. Diệp Quân Lâm cũng tin tưởng bọn họ sẽ làm tốt, tại lợi ích điều khiển, Diệp Vô Đạo bọn hắn khả năng so Minh Tà Thần làm còn tốt hơn. Vì để cho các ngươi tốt hơn làm việc, ta truyền thụ cho các ngươi hai kiện thần khí đi. Diệp Quân Lâm lại đem số 76 cấm địa mang tới thần khí ban cho hai người. Đạt được thần khí bọn hắn đều muốn kích động chết rồi. Cái này so Diệp Chiến Thiên Sát Đao còn muốn lợi hại hơn a. Bọn hắn có cỗ hiện tại liền phải phóng đi Diệp tộc khoe khoang xúc động. Từ nơi này rời đi sau. Diệp Quân Lâm tiến về số 76 cấm địa. Nơi này khai thác vẫn còn tiếp tục. Chỗ này tài nguyên quá phong phú. Dựa theo tính ra, lấy Thánh Kinh tổ chức trước mắt khai thác đoàn đội tốc độ, đoán chừng mấy trăm năm đều khai thác không hết. Chẳng qua Diệp Quân Lâm tạm thời trọng điểm không ở chỗ đây. Mà là tại câu cá. Nếu như dựa theo hắn dự đoán, chư thần phòng thí nghiệm vẫn tồn tại, khẳng định để mắt tới nơi này. Dù sao cái này năm đó thế nhưng là bọn hắn cấm địa. Thậm chí đối Hắc Ám Thượng Đế thân phận tra một lần lại một lần. Bọn hắn cũng không lý tới từ bỏ nơi này. Diệp Quân Lâm tại số 76 cấm địa đem Thánh Kinh tổ chức tinh nhuệ toàn bộ bố trí ở đây, có thể xưng thiên la địa võng. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm số 76 cấm địa cùng chung quanh biến hóa. Gần đây có cái gì dị thường? Diệp Quân Lâm hỏi.
Hắc ám thượng đế, cũng không khác thường. Diệp Quân Lâm quyết định đêm nay mình tự mình quan sát một phen. Có đôi khi một vài thứ cũng không phải máy móc có thể quan sát được. Trời tối người yên thời điểm, Diệp Quân Lâm ở vào trạm gác ngầm vị trí. Gần như bao quát tất cả vị trí. Đầu hôm cũng không khác thường. Nhưng đến sau nửa đêm, bố trí thiên la địa võng ngược lại là không phát hiện chút gì. Hết thảy bình thường. Nhưng Diệp Quân Lâm sắc mặt biến. Diệp Quân Lâm rõ ràng cảm giác được gió thổi cỏ lay động tĩnh. Dù là rất yếu ớt, so hồ điệp vỗ cánh động tĩnh còn muốn nhỏ. Nhưng một tia không rơi rơi vào Diệp Quân Lâm trong tai. Bây giờ Diệp Quân Lâm ý thức quét qua, thế gian vạn vật đều tại hắn trong khống chế. Cho dù là thâm lâm bên trong côn trùng nhúc nhích hắn cũng có thể cảm giác được. Có loại này yếu ớt năng lượng chấn động thời điểm, Diệp Quân Lâm có thể cảm nhận được. Trách không được những cái kia hiện đại dụng cụ tra không được. Bởi vì máy móc là có phạm vi, mức thấp nhất độ cùng tầng trên cùng nhất độ. Hiển nhiên loại này yếu ớt năng lượng chấn động, không tại máy móc phạm vi bên trong. Bởi vậy những ngày này đi qua, mọi người vẫn là phát hiểm một điểm đều không có. Diệp Quân Lâm bố trí thiên la địa võng kỳ thật căn bản vô dụng. Nhìn thấy ngươi, Diệp Quân Lâm liếc mắt khóa chặt mấy thân ảnh. Xác thực nói là như U Linh thân ảnh. Như là số 76 cấm địa những cái kia như thần, thân hình của bọn hắn có thể hoàn toàn ẩn nấp đi, hào không đấu vết. Nếu không phải Diệp Quân Lâm, căn bản đều phát hiện không được bọn hắn. Đầu tiên bọn hắn có thể khống chế thân thể gần như không tiêu tan phát ra cái gì năng lượng chấn động. Dù là thời đại mới đáng sợ tiên tiến máy móc hoặc là siêu cấp cao thủ đều không phát hiện được. Mặt khác thân hình của bọn hắn giống như U Linh. Cứ như vậy, tra được tỷ lệ cơ hồ là không. Cứ việc Diệp Quân Lâm bố trí thiên la địa võng, lại cái gì đều không có tra được. Đây cũng là bình thường. Diệp Quân Lâm lập tức xẻ tới. Gần về sau, Diệp Quân Lâm thấy rõ ràng. Đám người này ẩn nấp thân hình phương thức vẫn là cùng đám kia thần không giống. Bọn hắn thân hình tiếp cận trong suốt, trong đêm tối căn bản thấy không rõ. Thân hình trong suốt, thuần năng lượng thể. Diệp Quân Lâm lập tức nghĩ đến Hứa Chính Kiệt thuần năng lượng thể. Cứ việc đằng sau Richard làm ra một đống thuần năng lượng thể đến, đều là thấp phối phiên bản. Chân chính tiếp cận Hứa Chính Kiệt đều là không có. Dù sao loại kia siêu năng lạp tử là Hứa Chính Kiệt tự nhiên phát hiện, Richard bọn hắn chính là nhân công bắt chước chế tạo. Uy lực không giống. Diệp Quân Lâm không biết đến Hứa Chính Kiệt thuần năng lượng thể là dạng gì. Nhưng trước mắt này mấy thân ảnh hoàn toàn là cao hơn Lý Tùng Khuê những người này thuần năng lượng thể một cái cấp độ. Chí ít bọn hắn siêu cấp mạnh. Ở thời đại này thần trên bảng chính là trước mấy cấp bậc. Khả năng bọn hắn mới thật sự là tiếp cận Hứa Chính Kiệt. Đồng thời Diệp Quân Lâm dám khẳng định những người này chính là tùy tiện thám tử, cũng không phải thật sự là phái tới cao thủ. Cao thủ chân chính mới là tiếp cận Hứa Chính Kiệt, thậm chí trực tiếp đạt tới Hứa Chính Kiệt trình độ. Nếu là thuần năng lượng thể, thế gian này còn có thể là ai? Chư thần phòng thí nghiệm. Diệp Quân Lâm khẳng định, bọn hắn chính là chư thần phòng thí nghiệm người. Hưng phấn. Diệp Quân Lâm lập tức liền hưng phấn lên. Đã lâu đối thủ rốt cục xuất hiện. Không có ai biết giờ phút này tâm tình của hắn như thế nào. Quả thực hưng phấn đến bạo tạc a. Cho tới nay, Diệp Quân Lâm đều là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vô địch tịch mịch trạng thái. Hiện tại rốt cục đến đối thủ. Có thể không hưng phấn sao? Diệp Quân Lâm đều kém chút cười ra tiếng. Chẳng qua hắn phải biết đám người kia hang ổ ở nơi nào. Bởi vậy, một mực không có lộ ra động tĩnh, chỉ là lẳng lặng theo bọn hắn. Cái này mấy đạo như U Linh thân ảnh xuyên qua tại số 76 cấm địa, giống như là tại ghi chép cái gì đồng dạng. Diệp Quân Lâm một mực không có kinh động. Thẳng đến sắp hừng đông thời điểm, cái này mấy thân ảnh rời đi. Diệp Quân Lâm lập tức đi theo. Hắn thế tất yếu đi theo mấy người tìm tới chư thần phòng thí nghiệm hiện tại hang ổ. Đám gia hỏa này nhóm khẳng định là giấu ở một nơi nào đó. Đoạn đường này, mấy thân ảnh tốc độ rất nhanh rất nhanh. Chẳng qua Diệp Quân Lâm một mực khóa chặt thân ảnh của bọn hắn. Sau mấy tiếng, Diệp Quân Lâm dừng bước lại, một mặt kinh ngạc. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Không nên a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì đến địa phương là đại hạ, Diệp Quân Lâm mới có thể như thế chấn kinh. Cái này mấy đạo như U Linh thân ảnh một đầu đâm vào đại hạ cảnh nội.
Không, bọn hắn phát hiện ta, cố ý đem ta dẫn tới đại hạ. Diệp Quân Lâm lập tức nghĩ rõ ràng. Nếu như là cái khác địa điểm, khả năng thật sự là chư thần phòng thí nghiệm hiện tại hang ổ. Nhưng nếu là đại hạ, vậy khẳng định không phải. Là cố ý dẫn đạo mình. Trừ lý do này bên ngoài, Diệp Quân Lâm nghĩ không ra cái khác. Hắn chỉ có thể thầm than một tiếng chư thần phòng thí nghiệm quả nhiên khủng bố. Vậy mà phát hiện mình. Xem ra mấy tên này trước kia liền phát hiện mình. Một mực dẫn đạo mình đến đại hạ. Nếu như mình tiếp tục truy tung xuống dưới, như vậy mấy người kia khẳng định sẽ phân tán thoát đi, sẽ không tụ tập lại một chỗ. Diệp Quân Lâm lập tức đuổi theo. Quả nhiên không ra hắn suy đoán, mấy người kia tiến vào đại hạ về sau quả nhiên phân tán. Mấy người chia mấy cái phương hướng chạy trốn. Diệp Quân Lâm cười. Quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng. Đám người này sớm phát hiện bọn hắn. Lại đuổi tiếp, khẳng định cha không được hang ổ. Thậm chí bắt lấy mấy người lời nói, cũng không có tác dụng gì. Dù sao đám người này phát hiện hắn, đoán chừng sớm đã có ứng đối biện pháp. Diệp Quân Lâm liền thăm dò tính hướng một cái phương hướng đuổi theo. Cái này người vậy mà chạy đến kinh thành. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có hai tiểu tử, vậy mà sớm phát hiện chính mình. Diệp Quân Lâm tự lẩm bẩm. Hắn coi là đối phương làm ra ứng đối biện pháp, mới lấy thoát ly. Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến chính là, đối phương tuyệt không phát hiện hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, làm sao có thể có người phát hiện được hắn? Chỉ bằng mượn mấy cái này thuần năng lượng thể, làm sao có thể? Hắn càng không có nghĩ tới chính là mấy người kia cũng không phải cố ý dẫn đạo hắn đến đại hạ. Mà là bọn hắn vốn chính là muốn về đại hạ. Bởi vì nơi ở của bọn hắn ngay tại đại hạ. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chư thần phòng thí nghiệm trước mắt hang ổ vậy mà liền tại đại hạ. Cái này sợ là ai cũng không thể nghĩ tới. Chư thần phòng thí nghiệm ẩn nấp về sau, lại đem hang ổ xây dựng ở đại hạ. Cái này dù là đám người biết chư thần phòng thí nghiệm vẫn tồn tại, tìm bể đầu cũng không tìm tới. Về phần tiến vào đại hạ về sau, mấy người đều tản ra, đi phương hướng khác nhau. Đó là bởi vì chư thần phòng thí nghiệm hang ổ không chỉ một chỗ. Bọn hắn nếu là phân tán ra. Nếu như vạn nhất bại lộ, sẽ không toàn bộ bại lộ. Chỉ có thể bại lộ một chỗ. Cũng là thuận tiện làm việc. Cái này liền Diệp Quân Lâm đều không nghĩ tới. Đối phương cũng không có phát hiện hắn, mà lại hang ổ ngay tại đại hạ. Người ta tại kinh thành biến mất, đó là bởi vì tiến vào kinh thành hang ổ. Nếu như Diệp Quân Lâm lại truy tỉ mỉ một điểm, sợ là liền sẽ phát hiện. Chẳng qua ai có thể nghĩ tới hang ổ ở đây. Diệp Quân Lâm từ kinh thành sau đó trở về Giang Bắc. Hắn có chút buồn bực. Lúc đầu phát hiện chư thần phòng thí nghiệm tung tích, lần này tốt, rút dây động rừng. Đoán chừng chư thần phòng thí nghiệm sẽ không lại đi. Diệp Quân Lâm bởi vậy lại không có đi số 76 cấm địa trông coi. Kết quả vào lúc ban đêm nửa đêm, số 76 cấm địa lại xuất hiện mấy đạo như u linh thân ảnh, bọn hắn tiếp tục thăm dò số 76 cấm địa. Bọn hắn căn bản không biết sớm bị Diệp Quân Lâm phát hiện, cho nên tiếp tục đến thăm dò. Nhưng Diệp Quân Lâm coi là rút dây động rừng, tuyệt không đến tiếp tục trông coi. Chư thần phòng thí nghiệm kinh qua một đoạn thời gian thăm dò, đã phát hiện số 76 cấm địa không ít bí mật. Chỉ là đây hết thảy Diệp Quân Lâm cũng không biết được. Hắn còn tưởng rằng những người này không dám đi nữa nha. Hắn chỉ là tăng lớn các nơi thăm dò cường độ. Mấy ngày về sau, một kiện đại sự phát sinh, đủ để được xưng tụng là thời đại mới lần nữa biến đổi. Gần như cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở. Chuyện này sau khi ra ngoài, nổ, toàn thế giới đều nổ. Diệp Quân Lâm nhìn thấy cái này sau đó, cũng là khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, thậm chí ngay cả ám võng cũng ra tới rồi. Bởi vì ám võng lần này liên hợp toàn thế giới các lớn cơ cấu, đối với thần bảng trọng tân định nghĩa. Đem ở trên đỉnh thế giới, cả nước đệ nhất phong đỉnh chóp tu kiến một tòa phong thần đài. Trên đài đem đứng thẳng một tòa cao vút trong mây dài đến 100 mét bia đá. Đây là thế giới này tiếp cận nhất trời địa phương. Mang ý nghĩa đăng thiên phong thần. Cho nên bia đá tên là phong thần bảng. Phàm là lên bảng người, danh tự đều đem khắc vào tấm bia đá này bên trên. Phong thần bảng danh ngạch 1000. Chẳng qua Hắc Ám Thượng Đế lấy khủng bố chiến lực xếp tại phong thần bảng vị trí thứ nhất.
Hắc ám thượng đế bốn chữ lớn khắc vào bia đá phía trên nhất vị trí, đã bị mây mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy. Mang ý nghĩa đã lên trời. Bây giờ thần bảng ngàn trên cơ bản đều là tên xa lạ, bọn hắn đều là đột nhiên xuất hiện cổ tộc thành viên. Ví dụ như Diệp Khuynh Thiên Chi Lưu, hoặc là phương Tây một chút ẩn tàng cường giả, một chút rừng rậm nguyên thủy bên trong bộ tộc cường giả. Có đại hạ siêu cấp cổ tộc thành viên, cũng có phương Tây các đại cường giả. Lần này trên cơ bản là người người đều có thể leo lên bảng danh sách. Liền Thiên Sách Thần Soái cùng quân quân mấy vị sư phụ cũng đều trèo lên bảng. Trước kia thần bảng lên bảng quy tắc là nhất định phải người này ra tay qua, từng có chiến tích lại tổng hợp phân tích khả năng lên bảng. Không xuất thủ dù là ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể lên bảng. Nhưng lần này khác biệt. Ám võng liên hợp các tổ chức lớn đem trong phạm vi toàn thế giới có thể đào móc ra cường giả toàn bộ tiến hành tổng hợp chiến lực phân tích, tiến tới tiến hành xếp hạng, quyết định phải chăng tiến vào thần bảng. Về phần những cường giả này tư liệu chiến lực những cái này, tất cả đều là ám võng cung cấp. Không thể không nói ám võng chỗ cường đại. Phong thần đài trừ bia đá thần bảng, bên ngoài, còn có 99 cấp bậc thang. Mỗi một cấp trên bậc thang khác lấy 100 người danh tự. Cái này 99 cấp bậc thang chính là chuẩn thần bảng. Từ bậc thứ nhất đến thứ 99 cấp, lại đến bia đá, ngụ ý đăng thiên phong thần. Thứ 99 cấp bậc thang là khoảng cách phong thần bảng gần đây, cũng bị ca tụng là gần thần. Thần bảng trọng tân định nghĩa về sau, toàn thế giới đều nổ. Trước đó thần bảng, chuẩn thần bảng bài trừ đến, rất nhiều người cảm giác không lớn, thậm chí cảm thấy phải không có cái gì đại nhập cảm. Cũng rất ít có khích lệ tác dụng. Nhưng bây giờ khác biệt. Thần bảng cùng chuẩn thần bảng cụ thể biểu hiện ra ngoài, lấy bia đá cùng nấc thang hình thức. Hơn nữa còn là ở vào thế giới đỉnh phong thần đài bên trên. Một khi lên bảng, đó chính là nhìn xuống toàn bộ thế giới. Nhất là trên tấm bia đá thần bảng cường giả, tương đương với đem toàn bộ thế giới đều dẫm tại dưới chân. Dù là 99 cấp bậc thang cũng là vượt lên trên chúng sinh. Cứ như vậy, danh tự khắc vào bia đá hoặc là 99 cấp trên bậc thang sẽ thành một loại vô thượng vinh quang. Chỉ cần nhắc lên, người người đều sẽ cuồng nhiệt. Sẽ điên cuồng không tiếc hết thảy đi tăng cường thực lực, đi xung kích bảng danh sách. Nhất là trên tấm bia đá, trong mây kia một bộ phận càng trở thành người người hướng tới mục tiêu. Thử ngẫm lại, tên của ngươi bị khắc vào thế giới chỗ cao nhất. Kết nối thiên địa, bị mây mù bao phủ địa phương, đó là một loại vinh dự bậc nào a? Đối tất cả mọi người là khích lệ. Đối 99 cấp nấc thang chuẩn thần trên bảng bảng người cũng là một loại khích lệ. Cái này ngụ ý thần bảng cường giả là dẫm lên tên của bọn hắn, dẫm tại trên mặt bọn họ từng bước một leo lên phong thiện đài. Danh tự khắc vào 99 cấp trên bậc thang là vinh quang, cũng là sỉ nhục. Ai có thể cho phép tên của mình bị người chà đạp? Ai có thể cho phép tên của mình nhưng tại trên bậc thang? Người có thể làm chính là sông. Từng bước một leo lên 99 cấp bậc thang, đi thẳng tới phong thần đài, đi thẳng tới phong thần bảng, đứng tại kia chỗ cao nhất. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù là cầu thang, nhưng đó cũng là đệ nhất thế giới cao phong cầu thang, xem như thế giới cao nhất địa phương. Đây chính là vinh quang. Cho nên mới thần bảng bị định nghĩa về sau, toàn thế giới nổ. Đương nhiên chủ nếu là bởi vì Diệp Chiến Thiên bọn người đột nhiên xuất hiện, đến mức trước kia thần bảng không cách nào dự đoán. Bởi vậy, nhất định phải trọng tân định nghĩa thần bảng. Diệp Quân Lâm cảm thấy rất hứng thú. Mình là tại trên bậc thang vẫn là trên tấm bia đá đâu. Hắc ám trên đế vị liệt đệ nhất. Đại hạ một chỉ tông sư, một chỉ đoạn thiên kiếm người thần bí. Đứng hàng thứ hai. Đồng thời vị này một chỉ tông sư có được kim cương bất hoại thần công, nghe nói luyện đến đã khó mà tin nổi hoàn cảnh. Tân nhiệm Diệp thị cổ tộc chi chủ đứng hàng thứ ba. Thân phận không rõ, nhưng thực lực siêu việt, lực áp Diệp Khuynh Thiên Diệp Chiến Thiên nhóm cường giả trở thành Diệp thị cổ tộc gia chủ. Làm mới thần bảng tuyên bố, toàn thế giới đã vỡ tổ. Thứ nhất cùng thứ hai mọi người đều biết, đồng thời quen thuộc. Nhưng đột nhiên xuất hiện Diệp thị cổ tộc gia chủ mới, để toàn thế giới chấn kinh. Nhất là đến nay nắm trong tay Mã Nhã công nghiệp Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên bọn hắn. Càng là kinh ngạc, đều tại phỏng đoán bọn hắn bị khu trục xuất gia tộc, phải chăng cùng cái này tân nhiệm gia chủ có quan hệ. Cái này tân nhiệm gia chủ là ai? Vì sao bọn hắn không biết? Trong lúc nhất thời, Diệp Vô Đạo còn muốn vận dụng mình tại Diệp thị cổ tộc giao thiệp đi thăm dò tìm.
Chẳng qua bọn hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bởi vì sư tôn của bọn hắn Hắc Ám Thượng Đế nhưng là đương kim thần bảng thứ nhất a. Bọn hắn thế nhưng là thần bảng thứ nhất đồ đệ a. Chấm. Nhìn xem thần bảng trước ba xếp hạng, Diệp Quân Lâm rơi vào trầm tư. Hắn ba cái thân phận đều đứng hàng trước ba. Thân phận của mình đâu? Tìm một vòng. Thần trên bảng là không có. Cái này ám võng thần thông quảng đại, liền cái này tam trọng thân phận đều thay đổi nhỏ ra tới. Như vậy là biết thân phận của mình không? Có biết hay không cái này tam trọng thân phận kỳ thật là cùng một người? Nếu như biết, như vậy rất nguy hiểm. Chẳng qua còn tốt, Diệp Quân Lâm sơ bộ phán đoán ám võng hẳn không phải là cùng chư thần phòng thí nghiệm là cùng một thế lực. Diệp Quân Lâm tiếp tục xem xong 99 cấp trên bậc thang danh sách. Vẫn như cũ không có mình. Dù sao cái này trọng tân định nghĩa thần bảng cùng chuẩn thần bảng, là bao quát toàn thế giới cường giả. Vô luận ra tay qua vẫn là không có, là tại đại chúng tầm mắt bên trong, vẫn là ẩn thế. Không có bị thống kê đến cường giả sai lầm rất rất nhỏ. Đây mới thực sự là có tính quyền uy bảng danh sách. Đây mới thực sự là thần bảng. Trước đó thần bảng đến đằng sau một chút cường giả xuất hiện, hơi một tí đều là áp đảo thần trên bảng. Thần bảng đã không cách nào khái quát bọn hắn. Bởi vậy, dựa theo Diệp Quân Lâm trước đó thực lực, bên trên không được chuẩn thần bảng là rất bình thường. Hiện tại đoán chừng bên trên chuẩn thần bảng độ khó cùng trước đó thượng thần bảng độ khó là đồng dạng. Thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Diệp Quân Lâm tiếp tục xem thần bảng cùng chuẩn thần bảng. Diệp Khuynh Thiên, Diệp Chiến Thiên, Thiên Sách Thần Soái Chi Lưu cũng đều có mặt. Còn có phương Tây các thế lực lớn ẩn thế cường giả đều bị từng cái khai quật ra. Trên cơ bản mới thần bảng đều là tên xa lạ. Đã từng thần bảng trước 10, chỉ có trước 3 coi như gần phía trước một điểm. Còn lại trên cơ bản đều tại cuối cùng. Diệp Vô Đạo, Thiên Sách Thiếu Soái bọn hắn vẻn vẹn tiến vào thần bảng. Nhưng cái này so trước kia thần bảng trước 10 còn tới phải vinh quang. Về phần Hiên Viên Thanh Nhã đã từng thần bảng trước 10, cũng không vào thần bảng, rơi vào chuẩn thần bảng. Khiến người không nghĩ tới chính là Thánh Kinh tổ chức Minh Tà Thần, Bạo Tà Thần cùng Gió Tà Thần mấy người vậy mà xếp tại thần bảng trước 100 vị trí bên trên. Mà lúc trước cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn bọn họ một điểm kiếm Tà Thần, Tiêu Phong, Kỳ Lân bọn hắn vậy mà đều rơi ra thần bảng, tại chuẩn thần trên bảng. Vẹn vẹn đứng hàng thứ 97 cấp trên bậc thang. Khoảng cách đẳng cấp cao nhất thứ 99 cấp bậc thang còn có chênh lệch nhất định. Đó là bởi vì Minh Tà Thần bọn hắn tại số 76 cấm địa phục dụng thần huyết dịch, từng cái thực lực bạo tăng. Không chỉ là Minh Tà Thần bọn hắn. Thánh Kinh tổ chức còn có rất nhiều cường giả bí ẩn cũng nhao nhao lên bảng. Không ít đều là đứng hàng thần bảng. Cái này khiến Diệp Quân Lâm rất là đau đầu. Đây chính là vũ khí bí mật của hắn A, từng cái toàn bộ để lộ ra. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cũng cảm giác không sai. Thủ hạ của mình điên cuồng ôm đồm bảng danh sách này, mình ba cái thân phận vẫn là trước ba. Lúc này Lý Tử Nhiễm mấy người tìm tới Diệp Quân Lâm, theo chúng ta đi. Đi cái kia à? Diệp Quân Lâm rất tò mò hỏi. Đi thế giới đỉnh nhìn xem thần bia cùng thần giai. Hiện tại thần bảng bị trọng tân định nghĩa về sau, người người đều muốn đi thế giới đỉnh nhìn xem, lấy khích lệ chính mình. Lý Tử Nhiễm mấy người một mặt hướng tới. Quả nhiên, hiện tại mới thần bảng xây ở trên đỉnh thế giới phương thức, quả nhiên đối toàn thế giới các cường giả có mãnh liệt khích lệ tác dụng. Tất cả mọi người điên, đều lấy trên tấm bia đá khắc lên tên của mình vì trung cực vinh quang. Cho dù là khắc vào 99 cấp trên bậc thang cũng có thể a, là sẽ bị người dẫm đạp. Nhưng đó cũng là vinh quang a, tượng trưng mà nói, đây chính là tiếp cận trời bậc thang. Người người đều muốn nổi điên khắc vào phía trên. Lão đại tin tưởng chúng ta, khi ngươi nhìn thấy cao vút trong mây bia đá, ngươi cũng sẽ điên cuồng. Ngươi cũng sẽ không tiếc hết thảy đi xung kích, đi mạnh lên. Kỳ Lân mấy người nói. Tốt a, vậy ta liền cùng các ngươi đi xem một chút. Diệp Quân Lâm đi nguyên nhân chủ yếu là muốn nhìn một chút ám võng tu kiến thứ này đến cùng cái dạng gì. Nói không chừng còn có thể phát hiện một điểm ám võng manh mối. Ai, không nghĩ tới ta vậy mà rơi xuống thần bảng. Xếp tại thứ 97 cấp trên bậc thang. Kiếm Tà Thần cảm thán. Tiêu Phong cũng một mặt khó chịu, ta cũng là 97 cấp A. Chuẩn thần bảng A, ai nhận qua loại khuất nhục này A. Kỳ Lân Bạch Hổ mấy người đều gật gật đầu, còn có chúng ta.
Bọn hắn đắm chìm trong to lớn chênh lệch bên trong, còn chưa đi ra tới. Lý Tử Nhiễm mạnh một điểm, ở vào thứ 98 cấp bậc thang bên trong, khoảng cách thần bảng gần hơn một chút. Cái này trên cơ bản là ngay trong bọn họ tốt nhất. Lúc này Thanh Long nói ra, các ngươi liền tự mãn đi. Các ngươi còn làm qua đi đâu? Hiện tại chuẩn thần bảng cũng là một loại vinh quang a. Tên của các ngươi thế nhưng là bị khắc vào trên bậc thang. Đây chính là lên thiên giai a. Áo vải sát thần thở dài, đúng a, kỳ thật nói như vậy, thời đại lần nữa biến hóa. Diệp Chiến Thiên loại hình cường giả toàn bộ bị cưỡng ép đứng hàng bảng danh sách, chúng ta xếp hạng lạc hậu rất bình thường. Dù là lúc đầu thế giới này cũng không phải chúng ta chỗ chúa tể. Chỉ là trước đó thần bảng để chính chúng ta cảm thấy rất lợi hại. Kỳ thật không phải. Thanh Long đồng ý gật đầu, các ngươi liền thỏa mãn đi. Tối thiểu tên của các ngươi bị khắc vào lên thiên giai lên. Vẫn là sắp tiếp cận 99 cấp. Ta đây, hiện tại chẳng những rơi ra thần bảng, liền chuẩn thần bảng đều rơi ra. Liền bậc thứ nhất bậc thang đều là ta không cách nào với tới vị trí. Nói hắn vô ý thức nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt. Từ khi hắn vứt bỏ công pháp của mình, luyện tập Diệp Quân Lâm công pháp cơ bản, dẫn đến thực lực dậm chân tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người khác một cái tiếp một cái vượt qua mình. Loại này thống khổ chỉ có một mình hắn biết. Diệp Quân Lâm cười cười, Thanh Long chỉ cần ngươi thật tốt luyện. Sau đó không lâu tên của ngươi cũng sẽ bị bọn hắn khắc vào trên tấm bia đá. Minh Bạch, lão đại. Thanh Long cười thảm một tiếng. Đối với Diệp Quân Lâm, hắn sẽ không tin. Cái này sao có thể? Sau đó không lâu, một đoàn người đi vào thế giới đỉnh thứ nhất cao phong. Tòa này cao phong đối với trước đó người bình thường đến nói leo lên, có thể là khó như lên trời. Có thể đối hiện tại một đám các cường giả đến nói, quả thực quá đơn giản. Nơi này đã tụ tập mấy vạn người, nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Rất nhanh liền sẽ đột phá 10 vạn, đầy khắp núi đồi đều là người. Không đến phần lớn đều là không có bên trên chuẩn thần bảng, hoặc là chuẩn thần bảng người. Bọn hắn tới đây nguyên nhân là nhìn xem phong thần đài bên trên bia đá, khích lệ mình đem danh tự khắc vào phía trên. Về phần chân chính danh tự khắc vào trên tấm bia đá người, gần như không có tới. Mấy vạn người đứng tại lên thiên giai dưới, nghiêm túc trang trọng nhìn xem thần thánh phong thần đài. Nơi nào là hy vọng cùng mục tiêu? Không có người nào sẽ dẫm lên bậc thang đạp lên. Sợ khinh nhờn thần thánh. Nhưng bỗng nhiên một người dẫm lên trên bậc thang đi. Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, sư phụ, lão đại, ngươi làm gì? Nhìn xem Diệp Quân Lâm dẫm lên bậc thang, ở đây mấy vạn người đều cùng như bị điên quát lớn. Tất cả mọi người muốn đi ngăn cản, nhưng không có cơ hội. Diệp Quân Lâm đã đạp lên. Bởi vì cái này lên thiên giai, mặc dù là bị người muốn dẫm tại dưới chân. Nhưng đó cũng là vinh quang. Có thể đạp lên người trừ phi là có thực lực nhảy tới, ví dụ như trên tấm bia đá khắc lấy danh tự những siêu cấp cường giả kia. Nếu không những người khác nào dám đạp lên bậc thang này. Bậc thang này tại mọi người trong suy nghĩ là thần thánh trang nghiêm. Nhất là danh tự khắc vào trên bậc thang chuẩn thần bảng các cường giả càng không cho phép so với bọn hắn yếu người dẫm lên tên của bọn hắn. Đây là kiên quyết không cho phép. Cho dù là thần bảng cường giả dẫm lên trên bậc thang đi. Bọn hắn đều sẽ bất mãn, đều sẽ tức giận. Chớ đừng nói chi là so với bọn hắn yếu người. Kiên quyết không được. Đây là đối bọn hắn sỉ nhục. Là đối bọn hắn trà đạp. Bọn này các cường giả đều muốn điên. Thế nhưng là không thể làm gì, Diệp Quân Lâm đã đạp lên. Thời gian trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy cái bậc thang. Lão đại, sư phụ. Diệp Quân Lâm. Chấm. Tất cả mọi người lớn tiếng quát lớn. Diệp Quân Lâm liền cùng như bị điên. Phảng phất đang không nhìn thế giới này quy tắc. Đem thế giới này quyền uy đồ vật đều dẫm tại dưới chân. Tên điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Ngăn lại hắn. Một chút chuẩn thần bảng các cường giả muốn đi ngăn cản cản, nhưng đã trễ. Diệp Quân Lâm bước chân cũng không chậm, nhẹ nhõm vượt qua 99 cấp bậc thang, đi vào phong thần đài vị trí. Những cái này chuẩn thần bảng các cường giả lập tức dừng bước lại. Diệp Quân Lâm cùng như bị điên, đạp lên phong thần đài. Nhưng bọn hắn không được. Đây không phải là bọn hắn có thể đặt chân địa phương. Trừ phi tên của bọn hắn khắc ở phía trên bia đá, mới có tư cách bước vào. Hiện tại ngược lại những cái này chuẩn thần bảng cường giả ngược lại không có một cái dám đi đặt chân. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm một người leo lên phong thần đài.
Diệp Quân Lâm, người tại xúc phạm thế giới này uy nghiêm. Người tại trà đạp tất cả mọi người, người muốn chết. Đám người tức giận mắng. Chỉ là Diệp Quân Lâm không có chút nào để ý tới. Hắn tại phong thần đài bên trên tùy ý đi lại. Hắn đang quan sát nơi này. Nghe nói nơi này là ám võng tu kiến, bậc thang, phong thần đài bia đá những cái này đều dùng chính là đặc thù chất liệu. Dù sao khắc vào bia đá cùng trên bậc thang danh tự không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mà là thời thời khắc khắc cần đổi mới, có cái khác danh tự sẽ bị khắc lên đến. Bởi vậy cần đặc thù chất liệu, khắc lên đi danh tự có thể khứ trừ sau lại có thể khắc cái khác danh tự. Diệp Quân Lâm quan sát một hồi, phát hiện cái này chất liệu xác thực đặc thù. Cũng chưa gặp qua mới chất liệu. Hắn xoay người nhìn thoáng qua. Đứng tại phong thần đài, quả nhiên có loại sừng sững tại thế giới đỉnh cảm giác, tốt đẹp sơn hà thu hết vào mắt. Bậc thang hạ gần 10 vạn người vô cùng nhỏ bé. Mọi người hùng hùng hổ hổ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Đều nói hắn vĩnh viễn không có tư cách đạp lên cái này phong thần đài. Diệp Quân Lâm liền vui. Ta không có tư cách. Cái này trên tấm bia đá trước ba đều là ta. Ta có không có tư cách. Sau đó, Diệp Quân Lâm ánh mắt nhìn về phía bia đá. Phía trên danh tự từng cái đảo qua. Ngược lại là có không ít người quen. Chẳng qua phần lớn đều là xa lạ. Cuối cùng Diệp Quân Lâm trực tiếp tại trên tấm bia đá một chút xíu vọt lên, chỉ vì thấy rõ ràng từng cái danh tự. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm dẫm lên bia đá chậm rãi vọt thượng, hạ mặt người thật đều muốn tức điên. Diệp Quân Lâm chẳng những vũ nhục chuẩn thần bảng lên thiên giai, còn vũ nhục thần bảng bia đá. Nói trắng ra, Diệp Quân Lâm đã là gây nên công phẫn. Đại bất kính hành vi. Bia đá rất cao, chỗ cao bộ vị là chui vào trong mây. Rất nhanh Diệp Quân Lâm thân hình cũng bao phủ ở trong đó, từ mọi người trước mắt biến mất. Sau đó không lâu Diệp Quân Lâm đi vào bia đá chỗ cao nhất. Trước ba danh tự hắc ám thượng đế những cái này hắn đều nhìn thấy. Diệp Quân Lâm vui. Oanh! Diệp Quân Lâm nhảy lên một cái, đứng tại bia đá đỉnh. Có loại Quân Lâm thiên hạ cảm giác. Nhưng hắn cúi đầu xem xét, nụ cười trên mặt không có, thay vào đó chính là hoảng sợ. Hắn nhìn thấy tên của mình khắc vào mặt sau. Không phải hắc ám thượng đế, cũng không phải Diệp thị cổ tộc tân gia chủ. Mà là Diệp Quân Lâm ba chữ. Tên của hắn cũng bị khắc lên. Không phải khắc vào bia đá chính diện bên trên, mà là khắc vào bia đá mặt sau bên trên. Một cái lớn như vậy lưng mặt, chỉ có Diệp Quân Lâm ba chữ. Đây là chẳng ai ngờ rằng, bia đá bí mật lớn nhất ở chỗ mặt sau. Chẳng qua bia đá thậm chí bậc thang đối với toàn thế giới các cường giả đến nói quá thần thánh. Càng là thực lực lợi hại, đối bia đá những cái này càng là kính trọng, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Đừng nói là đi bia đá lưng mặt. Chính là bia đá chính diện hướng lên trên bộ phận đều không dám nhìn tới. Kia đối với bọn hắn đến nói là thần thánh, không thể xúc phạm. Đi bia đá mặt sau, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trừ phi có Diệp Quân Lâm dạng này không tuân thủ quy tắc người, mới có thể không chút kiêng kỵ leo lên đến, khắp nơi quan sát. Nếu không phải hắn đạp lên đỉnh chóp, cũng sẽ không nhìn thấy phía sau một mặt. Huống hồ tấm bia đá này liền đứng ở trên đỉnh núi cạnh góc chỗ. Phía sau một mặt chỉ có người dẫm tại bia đá đỉnh chóp khả năng nhìn thấy. Người quấn cũng vô pháp đi vòng qua. Dù sao bia đá xây dựng ở biên giới chỗ, kia một mặt là vạn trượng vách đá. Lại mây mù lượn lờ. Muốn nhìn thấy bia đá mặt sau, liền phải như là Diệp Quân Lâm một loại dẫm ở phía trên bia đá. Mới có thể nhìn thấy. Nhưng dẫm ở phía trên bia đá, liền đại biểu cho không nhìn hết thảy, không nhìn thần bảng, không nhìn thiên hạ. Dạng này người toàn thế giới có thể tìm ra cái khác sao? Gần như không có. Chỉ có Diệp Quân Lâm dám dạng này. Hết lần này tới lần khác hắn phát hiện cái này trọng đại bí mật. Minh bạch. Hết thảy đều biết được. Mình chân chính đại danh khắc vào mặt sau ý nghĩa chính là báo trước thực lực của hắn là áp đảo thần trên bảng. Siêu thoát ra hết thảy. Mà đây cũng là ám võng thành lập. Vậy đã nói rõ ám võng biết mình thực lực chân chính. Mình hết thảy bí mật không chỗ che thân. Biết những cái này sau. Diệp Quân Lâm ngược lại cười. Hắn cùng Lý Tử Nhiễm cùng đi, chính là nguyên nhân này. Chính là vì cha tìm ám võng có quan hệ manh mối, nhìn xem có phải là thật hay không chính biết thân phận của mình cùng thực lực. Bây giờ xem ra là thật. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm ngược lại trong lòng trấn an không ít.
Điều này nói rõ ám võng tử vừa mới bắt đầu liền biết mình thực lực cùng thân phận. Nhưng thời gian dài như vậy tuyệt không tuôn ra tới. Điều này nói rõ ám võng một mực chuyên chú vào toàn thế giới tin tức thu thập cùng tin tức sự kiện lớn vân vân. Cũng không thuộc về kia một phương thế lực, càng sẽ không cùng chư thần phòng thí nghiệm có quan hệ. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là ở vào một cái trung lập vị trí. Tựa như là thế giới bách hiểu xanh đồng dạng. Không gì không biết, không gì không hiểu. Nhưng bọn hắn sẽ không đi làm cái gì. Chỉ là tin tức thu thập thôi. Diệp Quân Lâm tình huống bọn hắn toàn bộ đều biết, nhưng tuyệt không lộ ra ánh sáng ra tới. Đoán chừng chư thần phòng thí nghiệm cụ thể tình huống như thế nào, ám võng vẫn như cũ biết được, nhưng bọn hắn cũng không nổ ra tới. Bọn hắn tồn tại chỉ là chính xác thu thập tin tức, tới làm những cái này xếp hạng loại hình. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác. Ví dụ như đem Diệp Quân Lâm danh tự khắc vào mặt sau. Không, còn có cái khác danh tự. Diệp Quân Lâm vừa cẩn thận quan sát mặt sau. Không chỉ tên của hắn. Còn có một số cổ đại chữ cái danh hiệu những thứ này. Rõ ràng là phương Tây trong thần thoại thần danh xưng. Đại khái suất đều là dùng thần danh xưng tới làm danh hiệu. Chư thần phòng thí nghiệm. Diệp Quân Lâm kỳ quái. Bia đá mặt sau càng hướng xuống nhìn danh tự càng nhiều, xem ra đều là chư thần phòng thí nghiệm. Chỉ có Diệp Quân Lâm danh tự ở mặt sau là ở vào chỗ cao nhất. Vậy nói rõ Diệp Quân Lâm vẫn là muốn mạnh. Hắn vẫn là đệ nhất. Nhưng duy nhất một điểm có thể là chư thần phòng thí nghiệm mạnh rất nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ đạo lý hắn là minh bạch. Hiện tại xác định ám võng đối chư thần phòng thí nghiệm hết thảy đều là biết đến. Nếu như mình tìm tới ám võng chỗ, không phải liền là biết chư thần phòng thí nghiệm chỗ sao. Nhưng ý nghĩ này vừa nhô ra. Diệp Quân Lâm càng phát ra xoắn suýt. Ám võng liền thân phận của mình cùng thực lực đều biết phải rõ rõ ràng ràng. Nếu là tìm kiếm ám võng, khả năng so tìm chư thần phòng thí nghiệm còn khó hơn một điểm. Chỉ có thể nói tùy duyên. Chẳng qua cái này cũng khẳng định chư thần phòng thí nghiệm tồn tại. Mà lại bọn hắn rất nhiều người danh tự đều khắc vào bia đá mặt sau, nói rõ thực lực siêu quần, là áp đảo cái này thời đại mới phía trên. Chư thần phòng thí nghiệm cùng chính mình tưởng tượng bên trong cường đại là không sai biệt lắm. Mình làm ra hết thảy chuẩn bị là đúng. Sau đó còn muốn tiếp tục. Diệp Quân Lâm vui. Cũng chính là mình, dám một chân dẫm tại bia đá đỉnh chóp, mới nhìn đến bia đá mặt sau cảnh tượng. Nếu là những người khác, căn bản không thể nào thấy được. Đoán chừng chư thần phòng thí nghiệm đám người kia trốn trốn tránh tránh, căn bản cũng không dám đến xem. Hoặc là nói cho rằng lập tức thần bảng những cái này đối bọn hắn là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm trường khống. Đem mặt sau từng cái danh tự nhớ kỹ về sau, Diệp Quân Lâm lúc này mới chậm rãi từ bia đá nhảy xuống. Đứng tại phong thần đài bên trên. Người phía dưới đã tụ tập mấy chục vạn. Người người nhốn nháo, còn tại không ngừng chửi mắng. Nhất là nhìn thấy Diệp Quân Lâm về sau, đám người này cùng như bị điên. Giống như muốn đem hắn ăn hết. Diệp Quân Lâm từng bước một từ 99 bậc thang đi xuống. Cái này không khác là đối tất cả chuẩn thần bảng thành viên vũ nhục. Lão đại là không phải bị kích thích cấp trên, mới làm ra như thế không lý trí sự tình đến. Có người nói, có khả năng, đi vào nơi này về sau, ta đều bị kích thích phải không được. Hận không thể đem tên của mình khắc vào trên tấm bia đá. Các ngươi nói lão đại là ngày xưa vương giả, chẳng phải là càng muốn điên cuồng. Kỳ Lân nói. Tiêu Phong gật gật đầu, ta thắng bại muốn liền đủ mạnh, tới đây, ta hận không thể lập tức mạnh lên, đối tất cả mọi người nói các ngươi đều yếu bảo. Lão đại là cái thắng bại muốn mạnh hơn người, làm ra cử động này khẳng định lý giải a. Đâu, mới thần bảng loại phương thức này quá kích thích người. Trước kia không cảm thấy, hiện tại đem danh tự khắc vào phía trên, quả thực để người linh hồn run rẩy. Người người đều nghĩ đầu rơi máu chảy lên bảng. Mọi người nhao nhao nói. Đối với Diệp Quân Lâm đặc thù hành vi, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nhận kích thích quá lớn. Người người đều nghĩ dẫm tại bậc thang đi chỗ cao nhất. Đáng tiếc người người lại muốn trở thành vì bậc thang. Ở đây phần lớn người là liền bậc thang đều không có cơ hội trở thành. Bậc thang chính là vinh quang. Tại mọi người trong suy nghĩ, Diệp Quân Lâm là liền bậc thang đều không thể trở thành. Lại đi trà đạp bia đá. Cái này ai có thể chịu được. Bởi vậy, làm Diệp Quân Lâm đạp xuống nấc thang cuối cùng thời điểm. Mấy vạn người toàn bộ lao đến, muốn đem Diệp Quân Lâm ăn sống nuốt tươi.
Muốn Diệp Quân Lâm cho một câu trả lời. Không phải tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi có tư cách gì leo lên bậc thang? Ngươi có tư cách gì dẫm tại phong thần đài bên trên? Ngươi có tư cách gì đi nhảy lên bia đá? Đám người liên tục đặt câu hỏi. Toàn thế giới mỗi người đều đang cố gắng, dựa vào chính mình thực lực chân chính đi leo lên bậc thang, dựa vào chăm chỉ cố gắng đi an tâm dẫm tại phong thần đài bên trên. Mỗi người đều là như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác có người trộm gian dùng mánh lưới, gian lận leo lên phong thần đài. Đây là sở hữu nhân sinh khí nguyên nhân. Liền giống với cuộc thi, mỗi người học hành gian khổ đến liều thi đại học. Kết quả Diệp Quân Lâm bỗng nhiên gian lận tiến vào nhất đại học tốt, vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người. Mọi người có thể không phẫn nộ sao? Nhất định phải cho một câu trả lời. Đám người nhao nhao quát lớn. Mọi người từng bước một hướng phía Diệp Quân Lâm xúm lại đi vào. Lý Tử Nhiễm những người này căn bản là ngăn không được. Tối thiểu muốn đối mặt mấy vạn cường giả a. Diệp Quân Lâm ngươi chỉ cần quỳ gối bậc thứ nhất bậc thang phía dưới, đối thần bia đập đủ 10 cái khấu đầu, chúng ta liền tha ngươi. Đúng, ngươi vừa rồi làm ra khinh nhờn sự tình, hiện tại liền phải sám hối, dập đầu tạ tội. Chấm. Đám người quát lớn, muốn để Diệp Quân Lâm bồi tội. Ai cũng không hài lòng Diệp Quân Lâm loại hành vi này. Bọn hắn từng cái cùng như bị điên, muốn Diệp Quân Lâm xin lỗi. Chỉ có quỳ xuống sám hối, khả năng trốn thoát chúng nhân trong lòng mối hận. Diệp Quân Lâm cười, ta sở dĩ leo lên bậc thang, dẫm lên bia đá, đó là bởi vì ta bao trùm phía trên. Một cái chỉ là thần bảng, còn chưa đủ lấy khái quát thực lực của ta. Ngươi đánh giám. Đúng, ngươi có tư cách gì vượt lên trên chúng sinh. Chấm. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, mọi người ngược lại cùng như bị điên. Chọc giận. Triệt để chọc giận. Diệp Quân Lâm chẳng những trà đạp mọi người trong suy nghĩ thần thánh đổ vật. Hiện tại còn châm chọc vũ nhục. Ai không giận, cưỡng ép để hắn quỳ xuống dập đầu. Đám người liền phải động thủ. Chậm đã, Diệp Quân Lâm nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Đám người hỏi. Muốn thế nào mới có thể dẫm lên 99 cấp bậc thang, dẫm tại bia đá trên đỉnh? Diệp Quân Lâm hỏi. Cái này sao, theo lý mà nói không có người có thể. Nhưng là thần bảng thứ nhất hắc ám thượng đế miễn miễn cứng cứng có thể dẫm ở phía trên bia đá, dù sao hắn là đệ nhất. Đúng, nếu là hắc ám thượng đế dẫm ở phía trên bia đá. Kia tất cả mọi người sẽ không nói một chữ không. Chấm. Mọi người rối rít nói. Nhưng ta nếu là so hắc ám thượng đế còn mạnh đâu. Ta áp đảo thần trên bảng đâu. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Hắc ám thượng đế chẳng qua là hắn một cái thân phận thôi. Chỉ là Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Ở đây tất cả mọi người cười. Ức chế không nổi điên cuồng cười to. Đều muốn chết cười tư thế. Thế gian này còn có người so hắc ám thượng đế mạnh. Không có khả năng. Đừng nói giỡn. Nếu là trước kia thần bảng thứ nhất, kia không nhất định là thế gian mạnh nhất. Dù sao có rất nhiều cường giả, còn không có khái quát thu nhận sử dụng tiến đến. Nhưng lần này thần bảng cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thu thập. Sai lầm suất không đủ 1%. Bởi vậy hắc ám thượng đế chính là mạnh nhất. Có thể được xưng là vô địch thiên hạ cái danh này. Kết quả Diệp Quân Lâm nói hắn so hắc ám thượng đế còn mạnh hơn. Nói ra ai sẽ tin đâu. Đây chính là chuyện cười lớn. Diệp Quân Lâm không kéo khác, ngươi nói ngươi so hắc ám thượng đế mạnh. Nhưng tên của ngươi không có khắc vào trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá tên thứ nhất chính là hắc ám thượng đế. Đúng, chúng ta không nhìn thấy Diệp Quân Lâm danh tự khắc vào phía trên. Chấm. Đám người rối rít nói. Tên của ta đương nhiên khắc vào phía trên, chẳng qua là khắc vào mặt sau. Diệp Quân Lâm nói. Mặt sau, ha 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 ha. Tất cả mọi người cười. Làm nửa ngày, Diệp Quân Lâm kéo ra đến tên của hắn khắc vào mặt sau. Ai sẽ tin tưởng? Diệp Quân Lâm biên láo có thể hay không biên cái giống một điểm. Còn mặt sau khắc chữ. Tất cả mọi người cười. Tên của ta có hay không khắc vào mặt sau? Chính các ngươi đi xem liếc mắt, chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Tất cả mọi người sững sờ chỉ chốc lát. Đúng à. Diệp Quân Lâm có không có nói sai. Hiện tại chỉ cần đi mặt sau nhìn một chút liền biết. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng toàn trường nhiều như vậy người, căn bản không có một cái nguyện ý đi mặt sau nhìn một chút. Kia là cỡ nào thần thánh tồn tại.
Dựa theo tấm bia đá này tu kiến, mặt sau hoàn toàn ở vào núi vách đá kia một mặt. Muốn nhìn, liền phải dẫm ở phía trên bia đá. Vậy thì tương đương với là dẫm tại Hắc Ám Thượng Đế, đại hạ một chỉ tông sư cùng Diệp thị cổ tộc tân chủ nhân trên đầu. Mới có thể đi nhìn. Ở đây ai dám? Hoặc là nói toàn thế giới ai dám? Muốn dẫm tại bia đá đỉnh chóp, chẳng khác gì là tại khiêu chiến Hắc Ám Thượng Đế cùng toàn bộ thần bảng các cường giả. Vẻn vẹn bởi vì chứng minh Diệp Quân Lâm danh tự phải chăng khắc vào mặt sau. Cái này ai dám? Tính ra sao? Mà lại kết quả mọi người đều biết, mặt sau khẳng định không có Diệp Quân Lâm danh tự. Làm gì vì một cái hư vô mờ mịt đồ vật, đi ném mạng của mình? Diệp Quân Lâm người thật là âm hiểm, biết rất rõ ràng chúng ta không có cách nào dẫm lên bia đá, cố ý nói phía sau có tên của ngươi. Diệp Quân Lâm nhất định phải quỳ xuống, không có người tin tưởng ngươi. Mọi người tự nhiên sẽ không có người tin tưởng, vẫn là muốn Diệp Quân Lâm cưỡng ép quỳ xuống. Thậm chí liền Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm có chút cố tình gây sự. Còn mặt sau, làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Thực sự không được, ngươi liền xin lỗi a. Dù sao ngươi gây chúng nộ. Lý Tử Nhiễm nói, mấy chục vạn người bức bách Diệp Quân Lâm quỳ xuống xin lỗi. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Diệp Quân Lâm vui. Không tin đúng không? Ta đem bia đá rút ra, cho mọi người nhìn xem mặt sau. Diệp Quân Lâm lời này vừa nhô ra, tất cả mọi người nhao nhao hít vào khí lạnh. Còn muốn đem bia đá rút ra? Đây là đại bất kính a. Diệp Quân Lâm người muốn chết sao? Tất cả mọi người giận. Lúc này lần lượt từng khí thế mạnh mẽ che khuất bầu trời đè xuống, quét ngang toàn trường. Chân chính thần trên bảng cường giả đến. Rất nhiều đều là mọi người chưa bao giờ thấy qua. Có thể thấy được lần này trọng tân định nghĩa thần bảng, đem bọn này ẩn thế đám gia hỏa toàn bộ hấp dẫn đến. Bọn hắn trực tiếp đạp lên 99 cấp bậc thang, đi vào phong thần đài. Nhao nhao nhìn trước mắt trên tấm bia đá danh tự. Cái này cho bọn hắn cũng tạo thành xung kích. Đây là thế giới đỉnh bên trên bia đá xếp hạng, đại biểu cho trên cái tinh cầu này người mạnh nhất. Ai không muốn đem tên của mình khắc vào phía trên nhất. Trên tấm bia đá phần lớn danh tự. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Duy chỉ có trên tấm bia đá bộ, không có vào trong mây mù không nhìn thấy. Những cái này thần bảng các cường giả nhảy lên một cái, đi xem phía trên xếp hạng. Đem hàng đầu cường giả danh tự từng cái nhớ kỹ. Nhất là trước 10 cùng trước 3. Chẳng qua dù là có chút cường giả siêu cấp mạnh, cũng không dám vượt ra một bước kia, đi khiêu khích Hắc Ám Thượng Đế, đi dẫm tại trên tấm bia đá. Về phần mặt sau, ai dám nhìn? Diệp Quân Lâm thấy được chưa? Nhiều như vậy cường giả không ai dám đi nhìn mặt sau. Ngươi để chúng ta đi xem. Điên rồi. Có người nói. Mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng thần bảng các cường giả sẽ không đến đâu. Kết quả đến mấy trăm vị thần bảng cường giả. Đủ thấy phong thần đài lực hấp dẫn. Bọn hắn vừa đến, mọi người chú ý lực đều tại những người này trên thân. Lại không ai đi chú ý Diệp Quân Lâm. Tất cả mọi người đang cố gắng ghi nhớ những cái này thần bảng cường giả bộ dáng, để phòng ngừa về sau đắc tội. Chấm. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Diệp Quân Lâm một đoàn người rời đi. Trên đường đi, tất cả mọi người rất trầm mặc. Diệp Quân Lâm biết bọn hắn đều bị khích lệ đến. Người người đều muốn đem danh tự khắc vào trên bậc thang, nhưng Lý Tử Nhiễm Chi Lưu không hy vọng danh tự bị người dẫm lên. Bọn hắn hy vọng có thể xuất hiện tại trên tấm bia đá. Chẳng qua Diệp Quân Lâm suy nghĩ chính là ám võng đến cùng là dạng gì tồn tại. Quá thần thông quảng đại đi. Mình cùng chư thần phòng thí nghiệm tư liệu đều biết. Nhân vật như vậy Diệp Quân Lâm trước mắt chỉ có thể nghĩ đến một người, tiện nghi của mình sư phụ. Nếu như nói ám võng là sư phụ thành lập, thật là tốt biết bao. Mặc kệ ám võng là trung lập hoặc là lập trường gì, Diệp Quân Lâm nhất định phải tra rõ ràng. Bằng không, ám võng tồn tại tựa như là người biết một cây đao. Tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng không biết lúc nào, cây đao này khả năng gác ở ngươi trên cổ, thậm chí khả năng một đao đâm vào trái tim của ngươi. Cảm nhận được rung động đi, ta hy vọng đứng tại chỗ cao nhất, đây là mục tiêu của ta. Lý Tử Nhiễm thanh âm trầm giọng nói. Nhưng ai có thể cảm nhận được nội tâm của nàng thiêu đốt hỏa diễm? Những người khác cũng đều là giống nhau. Thanh Long thở dài. Hắn cũng bị khích lệ. Nhưng hắn đã đáp ứng Diệp Quân Lâm. Chỉ có thể luyện trụ cột của hắn công pháp. Cứ như vậy,
hắn đừng nói cùng thần bảng bia đá, chính là cùng bậc thang chuẩn thần bảng triệt để mất đi duyên phận. Tân thần bảng xuất hiện mang cho toàn thế giới to lớn rung động, các nơi đều có chuyện phát sinh. Một đêm này, kinh thành xuất hiện hai thân ảnh. Một người là cái trung niên nam tử, dung mạo thường thường không có gì lạ, nhưng là tân thần trên bảng tồn tại. Ở trước mặt hắn, có một người, âu phục dày da, hình thành mãnh liệt tương phản. Chư thần phòng thí nghiệm Ích tiên sinh. Hắn xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng cái này một vị vậy mà lại tại kinh thành xuất hiện. Chẳng qua ở trước mặt hắn ngược lại là khuôn mặt xa lạ. Đoán chừng không có người thấy. Nhưng nếu là thiên sách phủ thiên sách thần soái hoặc là một chút lão tiền bối nhóm ở đây, vẫn là có thể nhận ra. Bởi vì đây là cùng kim cương bất hoại thần công nổi danh một môn khác tuyệt thế thần công, hút công đại pháp người thừa kế. Kỳ thật cái này hai môn công pháp tu luyện tới cực hạn, là có thể lẫn nhau chế hành. Không đủ để một môn công pháp cường đại nhất. Hút công đại pháp tên như ý nghĩa, chính là hút đi người khác công pháp chân khí những thứ này. Nhưng không đơn giản dễ dàng như vậy, còn có thể hút đi giữa thiên địa các loại năng lượng, chuyển hóa thành mình tất cả. Chẳng qua hút công đại pháp có cái vấn đề lớn nhất, chính là nếu như quá độ hút đến công lực của người khác hoặc là lực lượng. Thân thể của mình rất dễ dàng nhịn không được, từ đó trực tiếp nổ tung. Hay là hút đến lực lượng chia rất nhiều đủ loại, khả năng bài xích lẫn nhau, quá hỗn tạp cũng sẽ làm bị thương mình, nghiêm trọng sẽ tới chết, thân thể sẽ nổ nát. Bởi vậy mình tu vi không đủ, hoặc là thân thể không đủ mạnh, không thể kịp thời dung hợp hút đến lực lượng vì chính mình dùng. Như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Muốn để hút công đại pháp có thể đạt tới kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 cảnh giới. Như vậy nhất định phải cái này mấy vấn đề nhất định phải giải quyết. Không phải hút công đại pháp luyện không đến cực hạn, nhiều lắm là 6 tầng cho ăn bể bụng. Nói trắng ra, hút công đại pháp so kim cương bất hoại thần công còn khó hơn. Cần không ngừng dựa vào hấp thu công lực của người khác đến để thăng mình, chỉ khi nào đạt tới cực hạn liền rốt cuộc không được. Đây là mỗi một thời đại hút công đại pháp người thừa kế gặp phải nan đề. Chư thần phòng thí nghiệm Ích tiên sinh trước mặt vị này cũng không ngoại lệ. Từ khi truyền thừa đến hút công đại pháp về sau, hắn một mực yên lặng tu luyện, nghĩ đạt tới hút công đại pháp cảnh giới tối cao. Nhưng vừa vặn mấy vấn đề thành hắn cường đại chướng ngại vật. Chẳng qua ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, một cái người thần bí tìm tới hắn. Công bố có thể để hắn mạnh lên. Giải quyết tất cả vấn đề. Người kia chính là Ích tiên sinh. Ích tiên sinh cười nói, một ngày này, rốt cục đến. Bây giờ trên người ngươi tất cả vấn đề ta đều giúp ngươi giải quyết, vô luận ngươi về sau hấp thu bao nhiêu công lực của người ta, cường đại cỡ nào nhiều hỗn tạp lực lượng. Ngươi bây giờ thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng được. Mặt khác, chúng ta còn cải tạo thân thể của ngươi, ngươi đủ để trong vòng một phút tiêu hóa dung hợp tất cả hấp thu đến lực lượng. Đây chính là các ngươi đã từng chỗ khinh thường hiện đại khoa học kỹ thuật. Đối với cái này, hút công đại pháp người sở hữu căn bản không phản bác. Bởi vì sự thật xác thực như thế. Mấy cái này tu luyện hút công đại pháp nan đề đích thật là chư thần phòng thí nghiệm giải quyết. Bọn hắn dùng đáng sợ hiện đại khoa học kỹ thuật cải tạo thân thể của hắn, trực tiếp giải quyết tất cả vấn đề. Hắn biết hơn mấy mặc cho hút công đại pháp người thừa kế đều là cuối cùng hút đến quá nhiều công lực cùng lực lượng, mà không chịu nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Còn có hai vị là bởi vì hút đến lực lượng bài xích lẫn nhau, cuối cùng chết rồi. Nhất là luyện tập hút công đại pháp về sau, người sẽ là có tham lam. Muốn hút càng nhiều công lực của người ta, muốn trở nên càng cường đại. Nhưng cái này mấy vấn đề căn bản là không có cách giải quyết. Hắn vẫn là nghe được lần thứ nhất có người giải quyết vấn đề này. Thật đúng là trên người mình thực hiện. Hắn hiện tại đã luyện đến 6 tầng đến 7 tầng ở giữa. Phải biết, trước đó 7 vị hút công đại pháp người thừa kế nhiều nhất luyện đến tầng thứ 6 mà thôi. Từ giờ phút này bắt đầu, người sẽ bắt đầu không chút kiêng kỵ vương giả con đường. Muốn hút ai liền hút ai, muốn hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Chỉ có một cái mục đích, mạnh lên, biến thành mạnh nhất. Ích tiên sinh thản nhiên nói. Một mặt chờ mong. Minh bạch, hiện tại ta có thể vô hạn hút, vô hạn dung hợp. Rất nhanh ta đem quét ngang thần bảng. Hút công đại pháp người thừa kế đôi mắt bên trong tràn đầy khát máu tia sáng. Về phần người báo đáp phương thức rất đơn giản, diệt trừ mấy người. Ích tiên sinh khắp khuôn mặt là sát ý, cứ việc mới thần bảng công bố rất nhiều cường giả, nhưng đều tại chúng ta trong khống chế.
dù là mạnh như thiên sách phủ thiên sách thần soái chi lưu chúng ta đều quen thuộc, chân chính động thủ đều có thể trưởng khống. Nhưng duy chỉ có thần bảng trước ba, chúng ta căn bản là không có cách trưởng khống, thậm chí căn bản không biết là ai. Đại hạ một chỉ tông sư cùng Diệp thị cổ tộc tân chủ nhân chúng ta có manh mối, thế nhưng là đi thăm dò thời điểm, vậy mà nhận lực cản. Đến mức hiện tại còn không biết thân phận. Hắc ám thượng đế khoa trương hơn, chúng ta đã biết hắc ám thượng đế đổi người. Trước đó đều hắc ám thượng đế là thiên sách thần soái sư muội. Nhưng bây giờ hắc ám thượng đế hiển nhiên không phải nàng, là một người khác hoàn toàn. Nhưng không biết là ai. Hiện tại hắc ám thượng đế cường đại đến để người tê cả da đầu, tăng thêm thánh kinh tổ chức quả thực cường đại đến khiến người sợ hãi. Một cái duy nhất biết đầu mối chính là đã từng hắc ám thượng đế đại đồ đệ, cũng chính là hắc ám thượng đế chi tử. Hắn hẳn phải biết hắc ám thượng đế là ai, chẳng qua chúng ta tìm hắn thời gian rất lâu. Ba người này trực tiếp đối với chúng ta tạo thành trực tiếp uy hiếp, căn bản không cách nào trưởng khống. Cho nên tại kế hoạch chúng ta áp dụng trước, ba người này hoặc là trưởng khống, hoặc là chết. Đối diện người ngẩng đầu, nhìn xem Ích Tiên Sinh, cho nên ngươi muốn ta diệt trừ bọn hắn. Ích Tiên Sinh gật gật đầu, đúng, tiếp xuống ngươi chỉ cần hút đủ cái khác công lực của người ta, rất nhanh liền có thể đạt tới giết chết bọn hắn trình độ. Không có bất kỳ trở ngại nào, ngươi chỉ cần dùng hút công đại pháp điên cuồng tăng cường là được. Chúng ta tính toán qua, 3 tháng về sau thực lực ngươi tuyệt đối có thể giết chết ba người này. Không sai biệt lắm, tiếp xuống ta sẽ khiêu chiến từng cái cường giả, đem công lực của bọn hắn toàn bộ hút đi, đại khái thần bảng một nửa liền không sai biệt lắm. Vừa vặn ta mạnh lên dù là lại nhanh, cũng là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Dù là ta như thế nào, đều không có người tra được các ngươi trên đầu. Ích Tiên Sinh gật gật đầu, người rất thông minh. Người bản thân liền là đại hạ võ giả, lại là chậm rãi mạnh lên, tăng thêm mới thần bảng dẫn đến rất nhiều cường giả xuất thế. Không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Tốt, ta minh bạch, vậy ta đi. Ích Tiên Sinh nhìn xem bóng lưng, hắn lộ ra nụ cười. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu chậm rãi thu lưới. Hắn cười cười. Lúc này một bên xuất hiện một người, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Diệp Quân Lâm không giết sao? Hóa ra là khởi tử hoàn sinh Lucifer. Bây giờ Lucifer cường đại đến khiến người giận sôi tình trạng. Diệp Quân Lâm, ha ha ha, bây giờ hắn Diệp Quân Lâm có tư cách gì làm địch nhân của chúng ta rồi? Thần hội để ý một cái không đáng chú ý phàm nhân. Ích Tiên Sinh cười lạnh. Bây giờ Diệp Quân Lâm hoàn toàn không lọt mắt a. Chênh lệch quá lớn. Bọn hắn điều tra Diệp Quân Lâm, căn bản không đáng giá được nhắc tới, liền thần bảng đều lên không được. Sao có thể làm bọn hắn đối thủ? Mà lại Ích Tiên Sinh đều đem mình ví von thành thần, hắn là thật đang nói mình như là như thần tồn tại. Ta chỉ là nuốt không trôi năm đó khẩu khí kia, hắn vậy mà đều cùng có thể ta cùng đến chỗ chết. Lucifer là cái thủ rất dai người. Kỳ thật nếu như bàn giao hắn, giết chết Diệp Quân Lâm thật chính là tiện tay hút khô việc nhỏ, chẳng qua quá tận lực, ngược lại có thể sẽ bại lộ chúng ta. Ích Tiên Sinh nói. Lucifer gật gật đầu, cái này cũng đúng. Không cần thiết vì Diệp Quân Lâm bại lộ chúng ta. Nói cho cùng hắn hiện tại quá yếu, giết chết hắn, cùng giẫm tử địa bên trên một con kiến không có gì khác biệt. Người kiểu nói này ta đều không hứng thú giết hắn, quá yếu. Nói, Lucifer giẫm chết trên đất một con kiến. Hiện tại ta lo lắng nhất trừ hắc ám thượng đế ba người bên ngoài, chính là số 76 cấm địa. Cái chỗ kia thần sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Ích Tiên Sinh nói. Chẳng qua đúng vào lúc này, hắn tiếp vào một cái trọng đại tin tức. Bọn hắn phái đi ra người tra được manh mối là số 76 bọn này thần nhóm đều không có. Toàn bộ chết rồi. Tương đương diệt tuyệt. Thế nhưng là bọn này thần nhóm năng lượng toàn bộ hội tụ thành tinh thể, bị thánh kinh tổ chức cho trưởng khống. Đã như vậy, vậy thì càng không thể để cho hắc ám thượng đế còn sống. Ta đã không hiếu kỳ hắn là thân phận gì, ta chỉ muốn hắn chết. Ích Tiên Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên khối này tinh thể chúng ta cũng phải ngẫm lại biện pháp gì mới có thể có đến. Lucifer nói. Nhất định không thể bỏ qua, chẳng qua bây giờ vẫn là chờ hắn diệt trừ chúng ta ba cái đối thủ lại nói. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm chính thức lại một lần nổi lên mặt nước. Bắt đầu bọn hắn chính thức kế hoạch. Chỉ có điều những người khác không biết. Liên Diệp Quân Lâm cũng không biết. Mặc dù hắn vẫn một mực đang tìm kiếm chư thần phòng thí nghiệm, chỉ có điều phương hướng lệch.
Những ngày tiếp theo, Diệp Quân Lâm chứng kiến một đám biến thái sinh ra. Nếu như trước kia nói Kỳ Lân đám người này là nổi điên tu luyện, nhưng hiện tại bọn hắn chính là biến thái. Biến thái đến cực hạn. Một câu, hoặc là chết, hoặc là luyện. Phàm là Diệp Quân Lâm nhìn thấy bọn hắn thời điểm, tất cả mọi người đang luyện. Bọn hắn triệt để bị kích thích đến. Tân thần bảng giống như có một loại nào đó ma lực đồng dạng, còn tại đó, là đủ người của toàn thế giới điên cuồng. Mọi người không tiếc bất cứ giá nào đi đề cao. Có thuốc gì dùng cái gì thuốc. Có phương pháp gì liền dùng phương pháp gì. Chính là vì đề cao. Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng là như thế. Tại loại này gần như biến thái tu luyện dưới. Bọn hắn tăng lên nhanh chóng, so trước đó còn kinh khủng hơn quá nhiều. Từng cái sắp tới riêng phần mình công pháp tối đỉnh phong. Nhìn xem bọn hắn đề cao, Diệp Quân Lâm là một chút cũng không vui. Đề cao càng nhanh, khoảng cách diệt vong cũng liền thêm gần. Dù sao công pháp của bọn hắn luyện đến cực hạn liền phải gặp phản phệ, liền phải diệt vong. Diệp Quân Lâm khẳng định nhìn không được. Không thể làm gì, Diệp Quân Lâm chỉ có thể đem tất cả mọi người tụ tập lại. Các ngươi là thời điểm dừng tay. Diệp Quân Lâm sắc mặt phức tạp đạo. Dừng tay. Tất cả mọi người là một mặt không hiểu. Thanh Long lập tức đoán được Diệp Quân Lâm dụng ý. Lão đại ngươi có phải hay không muốn nói công pháp của bọn hắn đều nhanh luyện đến đầu rồi? Có phải là phải bị phản phệ rồi? Đúng, không ra một tháng trên cơ bản mỗi người đều luyện đến công pháp cuối cùng, khi đó chính là diệt vong. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi hy sinh. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Toàn trường đều trầm mặc. Hiển nhiên không ai sẽ tin hắn. Diệp Quân Lâm ý thức được cái gì, nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long ngươi không phải sớm đáp ứng ta thu thập mọi người công pháp đi làm thí nghiệm số liệu phân tích sao? Ngươi có phải hay không không có làm? Ta! Thanh Long sửng sốt. Hắn xác thực không có làm a. Căn bản không nghĩ tới chuyện này là thật. Không có đi làm cần phải. Bây giờ bị Diệp Quân Lâm tại chỗ chọc thủng, hắn vẫn là cảm giác rất xấu hổ. Cảm giác mình đã làm sai điều gì? Lão đại ngươi cũng đừng trách cứ Thanh Long, là chúng ta không cho hắn công pháp. Chúng ta cho rằng không cần thiết, ngươi nói không thể nào là thật. Chúng ta mỗi người công pháp thuộc tính không giống, làm sao có thể là cùng một loại. Còn có công pháp này luyện đến hiện tại, một điểm tác dụng phụ đều không có. Sao có thể nói luyện đến cuối cùng chính là diệt vong? Chấm. Mọi người nhao nhao thay Thanh Long nói chuyện, cũng cho thấy sẽ không tin tưởng Diệp Quân Lâm nói tới. Vừa vặn tương phản, chúng ta luyện công pháp của mình tiến bộ thần tốc. Có thể theo kịp thời đại. Mà Thanh Long vì an ủi tâm tình của ngươi, từ bỏ công pháp của mình, luyện ngài cho công pháp cơ bản, hắn hiện tại còn dậm chân tại chỗ. Lão đại mọi thứ phải giảng cái chứng cứ a. Rất nhiều thứ đều là chúng ta nhìn thấy, ngươi lại một câu phủ định. Chấm. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói, Thanh Long không có gì tiến bộ, là tâm hắn quá táo bạo, căn bản không hảo hảo luyện. Về phần các ngươi, không tin ta có thể, nhưng các ngươi có thể hay không tiêu tốn một chút xíu thời gian đi làm cái thí nghiệm. Diệp Quân Lâm cũng không phải là nói mà không có bằng chứng, cũng không phải một câu phủ định. Rất sớm trước đó, hắn nói cho Thanh Long bọn hắn nghiệm chứng phương pháp. Mã Nhã công nghiệp cũng có thể làm đến. Côn Luân công nghiệp cũng có thể làm đến. Chỉ là Thanh Long chính bọn hắn không có đi nghiệm chứng, một mực đang trách cứ Diệp Quân Lâm nói miệng không bằng chứng. Phàm là Thanh Long ngươi dựa theo ta nói đi làm, các ngươi sớm đã biết ta nói thật hay giả. Diệp Quân Lâm nói. Thanh Long, cái này. Lão đại đầu tiên đâu, ngươi đừng nói Thanh Long táo bạo không nỡ. Đổi lại ở đây bất cứ người nào có thể an tâm sao. Đã từng một cái hàng bắt đầu các huynh đệ tỉ muội đều bay lên, chỉ có chính mình dậm chân tại chỗ, ai không nóng nảy a? Ngươi không phải nói Thanh Long táo bạo không nỡ sao? Văn Lôi cùng Chu Nam Yên hẳn là rất nỗ lực a. Các nàng cũng đang luyện công pháp của ngươi, các nàng có tiến bộ sao? Lần này mới thần bảng tuyên bố về sau. Ta tuyệt không tại thần bảng cùng chuẩn thần trên bảng nhìn thấy tên của các nàng a. Cái này căn bản không phải Thanh Long vấn đề. Lão đại chúng ta một mực đang chiều theo ngươi, chúng ta thật mệt mỏi. Nhất là Thanh Long làm trong chúng ta lão đại ca, vì mọi người, hy sinh mình, hắn một mực đang yên lặng trả giá. Lão đại chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng cái này trong lúc mấu chốt, ngươi không nên nháo được không? Đây là chúng ta nhất giai đoạn mấu chốt. Nếu như chúng ta đem công pháp luyện đến cảnh giới tối cao, thực lực của chúng ta sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúng ta muốn đi vào thần bảng. Chấm.
Tất cả mọi người chân thành cùng Diệp Quân Lâm nói. Mục đích rất đơn giản, đừng để Diệp Quân Lâm tại cái này trước mắt quấy rầy bọn hắn. Lý Tử Nhiễm cũng nói, có sao nói vậy, bọn hắn vì ngươi thật trả giá nhiều lắm. Nhất là thời đại này ngươi có thể đi đến một bước này, không thể rời đi bọn hắn. Ngươi yên tĩnh một điểm đi, đừng có lại tới quấy rầy chúng ta, tiếp tục như vậy, đối với người nào đều không được. Tốt a, vậy các ngươi tiếp tục. Diệp Quân Lâm nhìn ra được, tất cả mọi người tâm ý đã quyết. Mình lại vô luận nói cái gì, bọn hắn cũng sẽ không tin. Bọn hắn càng không có tinh lực như vậy lại đi làm thí nghiệm đến nghiệm chứng Diệp Quân Lâm lời nói thật giả. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, đề cao thực lực. Bọn hắn đã gần như biến thái, thậm chí có thể nói tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn hiện tại trạng thái chính là điên dại trạng thái. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu bọn hắn tu luyện. Diệp Quân Lâm cưỡng ép ngăn cản, có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Thậm chí huynh đệ quan hệ quyết liệt. Diệp Quân Lâm biết bọn hắn là chưa tới phút cuối chưa thôi. Không luyện đến một bước kia, là sẽ không tỉnh ngộ. Dứt khoát liền để bọn hắn đi thôi. Diệp Quân Lâm cần phải làm là bọn hắn đi đến một bước kia thời điểm đến giải cứu bọn họ. Đương nhiên vẫn là phải từ từ suy nghĩ biện pháp. Bởi vì Diệp Quân Lâm cũng không biết cuối cùng diệt vong đến cùng là cái gì, vạn nhất đến lúc mình cũng giải quyết không được. Bởi vậy, hắn muốn một cái sách lược vẹn toàn. Trước thời gian đến làm chuẩn bị, cũng không thể thật nhìn xem bọn hắn chết đi. Mặc dù từng cái cố chấp muốn chết, so châu còn bướng bỉnh. Chẳng qua Diệp Quân Lâm khẳng định phải cứu a. Không có cách nào. Đều là người của mình a. Nhìn xem đám người toàn bộ đều đi bế quan. Thanh Long cũng thở dài một tiếng. Mọi người vừa lần a bởi vì sốt ruột, đối Diệp Quân Lâm nói lời khẳng định là nặng. Khả năng làm bị thương Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không nói một lời rời đi. Tại còn lại không đến một tháng bên trong, hắn muốn tìm tới giải quyết đám người này bị phản phệ sau biện pháp giải quyết. Không thể lại ở lại lấy. Phải tranh thủ thời gian hành động. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm không nói một lời rời đi, Thanh Long biết Diệp Quân Lâm khẳng định là tức giận. Vừa mới những lời kia thật là quá nặng đi. Luận ai cũng muốn tức giận. Chẳng qua đám người kia tu luyện tại trước mắt bên trên, nơi nào sẽ nghĩ cái khác. Chờ bọn hắn sau khi xuất quan, Thanh Long muốn lần lượt giáo dục một phen. Đúng, lão đại nói thí nghiệm số liệu có thể phân tích ra được công pháp của chúng ta vấn đề, ta có muốn thử một chút hay không? Thanh Long biết lão đại nhưng không phải lần đầu tiên nói. Nói nhiều lần, chỉ cần số liệu phân tích các môn công pháp, liền có thể đạt được kết quả, có phải là ngàn vạn công pháp là cùng một loại đồ vật, có phải là công pháp cuối cùng chính là diệt vong, sẽ tao ngộ phản phệ. Có muốn thử một chút hay không đâu? Mọi người không tin lão đại. Đều đang trách cứ hắn một câu phủ định hết thảy. Nhưng vô luận như thế nào hắn cung cấp nghiệm chứng phương pháp A? Mặc kệ phương pháp này cuối cùng có thể hay không nghiệm chứng ra tới. Nhưng bọn hắn liền đi nghiệm chứng dũng khí đều không có. Thử xem liền thử xem. Dù sao mình bây giờ cũng táo bạo, cái gì đều luyện không được. Thực lực trì trệ không tiến sự thật hắn phải tiếp nhận. Không bằng tiêu tốn thời gian nửa tháng đi nghiêm túc nghiên cứu phân tích. Vạn nhất thật chính là như là Diệp Quân Lâm nói tới đâu. Nói không chừng còn có thể cứu vớt Kỳ Lân bọn hắn một đợt. Thanh Long lập tức thu thập trên 100 loại công pháp, đi Côn Luân công nghiệp phòng thí nghiệm bế quan nghiên cứu. Dù sao vẫn là rất hao tổn thời gian. Mã Nhã công nghiệp đối loại này số liệu phân tích vốn chính là độc nhất ngăn, bởi vậy tốc độ nhanh. Côn Luân công nghiệp là lần đầu tiên tiếp xúc. Sử dụng thời gian rõ dài. Ước chừng nửa tháng. Sau đó mọi người điên cuồng huấn luyện, Diệp Quân Lâm đi tìm giải cứu biện pháp, Thanh Long đi nghiệm chứng. Mà khoảng thời gian này, toàn thế giới ngay tại phát sinh trọng đại biến hóa. Bởi vì tân thần bảng kích thích, từng vị các cường giả đều điên cuồng. Lẫn nhau khiêu chiến chém giết. Mỗi thiên thần bảng cùng chuẩn thần bảng xếp hạng đều tại đổi mới. Còn tốt ám võng kiến trúc bia đá vật liệu rất đặc thù. Có thể tùy thời xóa đi, cũng có thể tùy thời khắc mới. Không phải dựa theo tốc độ bây giờ, mỗi ngày đều phải thay mới bia đá. Khoảng thời gian này, từng vị cường giả hoành không xuất thế. Có trước đó ngay tại thần bảng cùng chuẩn thần trên bảng. Cũng có không lên bảng. Đột nhiên giết ra đến, khiêu chiến từng vị trí cường giả. Người người đều nghĩ nhảy lên tới chỗ cao. Đại hạ bên này, cũng xuất hiện 7-8 vị siêu cấp cường giả.
trong đó chính là có được hút công đại pháp vị nào. Hắn từ chuẩn thần bảng cấp 63 bậc thang một đường tăng vọt. Rất mau tới đến 90 tầng nấc thang vị trí. Chẳng qua bị hắn khiêu chiến qua người toàn bộ sinh tử, không có một cái sống sót. Dù sao gặp được hắn về sau, muốn bị hút công đại pháp sống sờ sờ hút sạch sẽ công lực cùng thân thể. Gặp được hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại hắn mỗi khiêu chiến xong phía sau một người, thực lực thế tất tăng nhiều. Bởi vì là đem công lực của người khác hút sạch sẽ đồng thời dung hợp. Có thể không mạnh sao? Chẳng qua cũng may đây là cái mạnh được yếu thua thời đại. Người người vì thần bảng xếp hạng mà chém giết, mỗi ngày tử thương vô số. Hắn tạo thành giết chóc cũng rất dễ dàng bị che giấu, không có người sẽ đi chú ý. Mà lại hắn xếp hạng không phải rất cao, tự nhiên dẫn không dậy nổi cái gì chú ý tới. Dù sao xuất hiện cường giả rất nhiều, so hắn tia sáng bắn ra bốn phía có khối người. Hắn ngược lại ở vào khiêm tốn kia một hàng, có rất ít người chú ý. Cái này cũng phù hợp Ích Tiên Sinh cùng lý niệm của hắn, chậm rãi phát dục, đến cuối cùng người khác phát hiện thời điểm, đã không cách nào khống chế. Kia lúc sau đã có khiêu chiến thần bảng hàng đầu thực lực, lại hút hút liền có thể diệt trừ trước ba. Bởi vậy hoàn cảnh như vậy, quá thích hợp hắn phát triển. Một tuần đi qua, hắn đã đi vào cấp 95 bậc thang. Kỳ thật hắn mỗi vượt qua một tầng bậc thang, liền phải hút rơi mấy chục công lực của người ta. Bây giờ thực lực của hắn là không sai biệt lắm có thể trực tiếp khiêu chiến thứ 99 tầng hoặc là thần bảng cuối cùng. Nhưng hắn vẫn là làm từng bước, từng cái khiêu chiến. Một phương diện vì khiêm tốn, không hấp dẫn quá nhiều chú ý. Một phương diện cũng là vì hút rơi càng nhiều công lực của người ta đến cường đại chính mình. Mặc dù những cái này chuẩn thần bảng cường giả với hắn mà nói đã rất yếu, nhưng trên người bọn họ công lực nếu là góp nhặt cùng một chỗ cũng rất đáng sợ. Hắn không thể lãng phí. Hắn vẫn là vững vàng. Rất mau tới đến thứ 90 tầng nấc thang vị trí. Sau đó khiêu chiến đối tượng theo thứ tự là Kỳ Lân bọn hắn. Hút công đại pháp người thừa kế Trần không dựa theo danh sách đi Giang Bắc đến nhà bái phỏng. Đi vào về sau, lại bị cáo tố Kỳ Lân bọn người toàn bộ đều tại bế quan tu luyện. Tiếp nhận xong khiêu chiến của ta lại bế quan cũng không muộn a. Trần không cười cười nói. Người có phải hay không sợ bọn họ bế quan thành công thực lực sau khi tăng lên, người đánh không lại sợ hãi. Bởi vậy nhất định phải hiện tại khiêu chiến. Trông coi Văn Lôi cười lạnh nói. Tốt a, cũng được. Chờ bọn hắn bế quan thành công ta lại đến khiêu chiến đi, tạm thời lướt qua bọn hắn đi. Trần không cười rời đi. Kỳ thật khiêu chiến chuẩn thần bảng đám người này ý nghĩa cũng không lớn, chỉ là vì hút công lực của bọn hắn. Nếu như hắn cưỡng ép đi động thủ, đi hút công lực, khả năng xảy ra chuyện, gây nên những người khác chú ý. Vậy liền được không bù mất. Trước mắt Trần không vẫn là vững vàng. Chỉ dám hút khiêu chiến công lực của người kia. Nếu như hắn buông ra. Gặp người liền hút, rất dễ dàng bị thiên sách phủ những cái này cơ cấu chú ý tới. Bởi vậy, Lý Tử Nhiễm bọn hắn miễn đi một nạn. Không phải bị Trần không khiêu chiến, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Lôi bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái này nhìn như bình thường không có gì lạ người, rất mau đem trở thành khuấy động thiên địa một loại tồn tại. Sau đó, Trần không vẫn là tìm kiếm chuẩn thần trên bảng cường giả tới khiêu chiến. Đương nhiên cũng không ít cường giả đến tìm hắn khiêu chiến, dù sao hắn nhìn thấy hắn chiến tích cũng không tệ lắm, vững vàng hình, cũng đi mau đến chuẩn thần bảng hàng trước nhất. Tất cả mọi người hạ tràng đều như thế. Bị sống sờ sờ hút khô công lực. Trần không biết mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ, bởi vậy, hắn cần tăng thêm tốc độ. Thừa dịp tại triệt để bại lộ trước, đứng vững gót chân. Lúc này chư thần phòng thí nghiệm ở sau lưng cũng cung cấp trợ giúp. Bọn hắn phân biệt phái ra trên trăm vị cường giả đi khiêu chiến thần bảng chuẩn thần bảng, náo dư luận xôn xao. Kỳ thật chính là vị yểm hộ Trần không tiến hành. Cứ như vậy, lực chú ý đều chuyển rời đến những người khác trên thân, ngược lại Trần không là vai trò thấp nhất. Có khả năng nhất chú ý tới chính là Diệp Quân Lâm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm hiện tại vội vàng tìm giải thích như thế nào cứu Kỳ Lân bọn hắn biện pháp, nơi nào lo lắng cái khác. Còn nữa nói cũng không phải chư thần phòng thí nghiệm hành tung xuất hiện, hắn càng lười đi quản. Còn nữa nói thần bảng biến động, hắn thật mảy may không hứng thú muốn biết. Vô luận như thế nào biến, nghiêng trời lệch đất đều được. Trước ba theo thứ tự là hắn ba cái thân phận. Cái này sẽ không thay đổi. Lại cường năng có số 76 cấm địa thần mạnh.
Một quyền có thể giải quyết không? Thực sự không được. Hai quyền. Duy nhất có thể phát hiện vấn đề Diệp Quân Lâm nhưng lại không đi quản. Bởi vậy cho Trần không đầy đủ nhiều thời gian đi phát dục. Ám võng có khả năng biết, nhưng bọn hắn là trung lập, sẽ không chủ động đi báo cáo Trần không thực lực. Mà lại bây giờ các lớn xếp hạng đều là bởi vì khiêu chiến mà biến hóa, không phải chân thực thực lực đến quyết định xếp hạng. Nói trắng ra, ngay từ đầu ám võng chỉ là thống kê tất cả cường giả. Nhưng bây giờ xếp hạng biến hóa đều là các lớn cơ cấu mình đến. Căn bản khiêu chiến tình huống chờ một chút đều một lần nữa xếp hạng. 10 ngày đi qua, Trần không đã đi tới 99 cấp nấc thang khiêu chiến, khoảng cách thần bảng chỉ thiếu chút nữa. 15 ngày đi qua, Trần không chính thức tiến vào thần bảng cuối cùng. Lần này dù là hắn như thế nào lại điệu thấp, cũng phải gây nên một phần nhỏ chú ý. Nhưng còn không có gây nên toàn thế giới chú ý. Vẫn tồn tại thời gian nhất định, hắn còn có thể phát dục, còn có thể tiếp tục tăng lên. Tăng thêm chư thần phòng thí nghiệm phái ra người tại chuyển di ánh mắt. Trần không còn có thể tiếp tục. Đoán chừng khi hắn chân chính tiến vào thần bảng trước 100 thời điểm, khả năng gây nên các phương chú ý. Chẳng qua đây không phải Trần không mục tiêu. Hắn hy vọng có thể triệt để gây nên chú ý chính là thần bảng trước 10. Như vậy tiếp xuống hắn cần hút càng nhiều công lực của người ta. Cần chư thần phòng thí nghiệm đến cung cấp cho hắn hút. Không phải công lực của người ta, dù là các loại năng lượng đều có thể. Chấm. Trần không bên này đang điên cuồng cố gắng. Kỳ Lân bọn hắn cũng đang điên cuồng cố gắng, sắp đến cuối cùng. Lúc này, Thanh Long thí nghiệm số liệu phân tích nửa tháng trôi qua. Kết quả ra tới. Ầm ầm. Nhìn trước mắt kết quả, Thanh Long thật sự là như bị sét đánh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật. Vậy mà là thật. Lão đại nói là thật. Trải qua cẩn thận nhất số liệu phân tích, hắn tìm kiếm đến thời đại mới trên 100 loại công pháp kỳ thật chính là một loại. Chỉ có điều diễn biến tương đối phức tạp, tạo thành ngàn vạn loại ảo giác. Kỳ thật chính là một loại. Nhưng bình thường căn bản nhìn đoán không ra. Dù là tự mình tu luyện cũng nhìn không ra tới. Duy chỉ có như vậy số liệu thí nghiệm phân tích, từng môn công pháp đến so sánh, khả năng phân tích ra được. Lão đại nói vậy mà là đúng. Trách oan hắn. Mọi người chúng ta đều trách oan hắn. Lão đại ngay từ đầu liền nói đúng rồi. Cung cấp biện pháp cho chúng ta, lại không ai đi nghiệm chứng một chút. Một sai quái liền trách oan thời gian dài như vậy. Chẳng qua Thanh Long tổ trưởng, về phần những công pháp này cuối cùng sẽ tao ngộ phản phệ hủy diệt, trước mắt chúng ta không thử ra. Đầu này kết quả hẳn là giả a. Đúng, cùng một loại công pháp là không có vấn đề. Chẳng qua công pháp cuối cùng là hủy diệt, hẳn là giả. Chấm. Mấy tên thí nghiệm nhân viên không khỏi nói. Không nhất định, tiếp tục thí nghiệm, đem cái này 100 loại công pháp phân giải về sau, mô phỏng luyện đến nhất cực hạn trạng thái lại quan sát phân tích. Thanh Long hạ lệnh, tiếp tục thí nghiệm. Lần này phức tạp hơn. Đại khái còn phải cần thời gian nửa tháng. Chẳng qua Thanh Long trước đó nghe Diệp Quân Lâm nói bọn hắn khả năng thời gian còn lại không nhiều, trước sau một tháng liền phải luyện đến cuối cùng. Như vậy mình muốn tăng thêm tốc độ, muốn tại bọn hắn tu luyện tới cuối cùng trước phân tích ra số liệu tới. Không phải thật phiền phức. Nếu như Diệp Quân Lâm nói là giả, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nhưng nếu như là thật, đám người này đều muốn diệt vong. Hắn cần rút ngắn thời gian. Hắn thấy, Diệp Quân Lâm bị làm bị thương. Đã bỏ đi. Hiện tại toàn bộ nhờ hắn. Hắn hiện tại chạy tới nói vô dụng, nói miệng không bằng chứng. Liền phải cầm chứng cứ rõ ràng lắc tại trên mặt bọn họ, đám người này mới có thể tin tưởng. Không phải bọn hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại tu luyện. Thanh Long cùng đoàn đội lập tức ngựa không dừng vó tiếp tục thí nghiệm. Còn tốt bây giờ Thiên Sách thiếu soái cũng đang bế quan, không phải phiền phức không nhỏ. Sau đó thời gian nửa tháng. Thanh Long muốn áp xúc tại chừng 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày. Trần không thực lực tăng lên điên cuồng. Mặc dù hắn xếp hạng tại thần bảng top 500. Nhưng hắn thực lực chân thật đã là trước 100. Trong vòng 10 ngày hắn trọn vẹn lên cao 500 xếp hạng, đã muốn gây nên các phe chú ý. Dù là chư thần phòng thí nghiệm lại tận lực giấu giếm, lại như thế nào hấp dẫn lực chú ý thả bom khói. Trần không cái tên này đã bị người ghi nhớ. Rất nhiều người đều tại bắt đầu điều tra Trần không cụ thể thân phận, cùng hắn như thế nào mạnh lên, tiến bộ nhanh như vậy. Rất nhanh hút công đại pháp sẽ vang triệt toàn thế giới.
khoảng cách Trần Không vang vọng toàn bộ thế giới, sợ là không đủ 3 ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, Trần Không nhất định phải đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Dạng này mới có thể tự vệ. Khả năng đạt tới chư thần phòng thí nghiệm muốn thực lực. Thời khắc cuối cùng, liều, chỉ có biện pháp kia. Sau đó, Trần Không bắt đầu điên cuồng hành vi. Hắn vậy mà đồng thời ước chiến trọn vẹn 400 người. Chư thần bảng trước 100 bên ngoài, Trần Không đem so với mình xếp hạng cao đều hẹn tới. Làm thần bảng 400 người xuất hiện thời điểm đều mộng. Không phải hẹn một đối một khiêu chiến sao? Làm sao nhiều như vậy người? Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn một người khiêu chiến dòng dã 400 người? Đây chính là thần bảng top 500 cường giả A. Chấm. Tất cả mọi người sắp điên. Không biết Trần Không muốn làm gì. Nhưng mà không chỉ là bọn hắn 400 người. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Có chuẩn thần bảng, cũng có không phải. Rất nhanh mấy vạn người xuất hiện ở đây. Nguyên lai Trần Không ước chiến thần bảng top 500-400 người, còn cố ý thiết kế tìm đến mấy vạn cường giả. Hắn muốn một lần tính hút cái đủ. Không sai. Còn lại 3 ngày thời gian, mình nhất định bại lộ. Sau đó nhất định là khó khăn trùng điệp, bởi vậy cái này trong lúc mấu chốt, Trần Không muốn đem mình thực lực tăng lên tới nhất cực hạn trạng thái. Hút. Có thể hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Lần này không cần che lấp, một lần tính hút tới cực hạn. Bởi vậy hắn mới thu xếp dạng này ước chiến. Về phần cái khác mấy vạn người là chư thần phòng thí nghiệm an bài. Nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Tổng cộng muốn vượt qua 10 vạn người để Trần Không một người hút. Không chỉ có như thế, chư thần phòng thí nghiệm còn thu xếp rất nhiều năng lượng hạch. Bên trong ẩn chứa siêu cấp năng lượng kinh khủng, là chư thần phòng thí nghiệm chuyên môn dùng. Có thể ngẫm lại uy lực bao lớn. Bọn hắn chính là thể sống chết muốn rèn đúc ra một cái siêu cấp cường giả tới. Bởi thế là không tiếc bất cứ giá nào. 400 thần bảng cường giả nhìn thấy Trần Không xuất hiện, tự nhiên là một mặt khinh thường. Một cái vừa tiến vào thứ 500 người, một lần tính khiêu chiến nhiều như vậy. Không phải muốn chết là cái gì. Trong bọn họ tùy tiện một người liền có thể đối phó. Trần Không cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Làm giao thủ một cái, tất cả mọi người hoảng. Mình lực lượng sẽ bị trống rỗng hút đi. Căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Vô luận là thần bảng hơn 400 tên vẫn là thần bảng hơn 100 tên đều là giống nhau. Tại Trần Không trước mặt chỉ có thể trơ mắt nhìn công lực của mình bị hút đi. Đây là đại hạ cùng kim cương bất hoại thần công nổi danh hút công đại pháp. Vậy mà là hút công đại pháp, ta trời, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Chấm. Thần bảng các cường giả biết đây là cái gì, lập tức muốn rút lui. Trong đó có không ít vẫn là đại hạ hoặc là đông đảo cường giả. Biết rõ hút công đại pháp mạnh bao nhiêu. Lập tức không muốn đánh, trực tiếp muốn rút lui. Hút công đại pháp tầng thứ 8. Nhưng đến miệng thịt mỡ, Trần Không sao có thể bỏ mặc rời đi. Hắn lập tức khởi động cho đến tận đây luyện đến cảnh giới tối cao tầng thứ 8. Phải biết cho tới bây giờ còn không người đem hút công đại pháp luyện đến tầng này. Cũng chính là chư thần phòng thí nghiệm giải quyết hết thảy vấn đề, mới khiến cho Trần Không luyện đến tầng này. Tầng thứ 8 chính là hút vạn vật. Bất kỳ cái gì sự vật đều có thể hút. Không sợ hết thảy. Muốn hút cái gì liền hút cái gì. Mấu chốt nhất vẫn là có thể dung hợp. Chấm. Oanh. Chấm. Tầng thứ 8 hút công đại pháp vừa thi triển về sau, thiên địa biến sắc. Một cỗ đáng sợ hấp lực bao phủ lại 400 thần bảng cường giả cùng đằng sau 10 vạn cường giả. Mỗi người đều bị khủng bố hấp lực hút lại. Tựa như là rơi vào mạng nhện bên trên tiểu côn trùng, cũng không còn cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Đây chính là tầng thứ 8 hút công đại pháp, có thể chiếu vào 10 vạn người đồng thời hút. Nếu là tầng thứ 7 đều không được. Từ nay về sau, liền từ ta đại biểu các ngươi xưng bá thế giới này đi. Trần Không tựa như là tẩu hỏa nhập ma, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, lớn tiếng gào thét. Đây chính là hút công đại pháp chỗ đáng sợ. Có thể vô hạn hút, trên lý luận chính là vô địch. Chỉ cần có thể hấp thu liền có thể vô hạn hút hút hút. Đây mới là kinh khủng nhất. A, à, Trần Không hét lớn một tiếng, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái khác công lực của người ta. A, à, A, à, chấm. Những người khác mặt mày dữ tợn, nổi gân xanh. Thân thể cấp tốc khô quắt, thẳng đến biến thành một bộ xương khô. Bị hút khô. Một cái,
hai cái, chấm, một vạn, chấm, năm vạn, chấm, mười vạn, chấm. Rất nhanh giữa sân chỉ có 400 thần bảng cường giả đứng, phía sau bọn họ tất cả đều là mảng lớn xương khô thây khô. Toàn bộ bị hút sạch. Bọn hắn mạnh một điểm, chống đỡ thời gian hơi lâu một chút. Thế nhưng không có tác dụng gì. Sớm tối muốn bị hút sạch. Chấm. Tha chúng ta, tha cho ta đi, ta nguyện phụng ngươi làm chủ. Có người bắt đầu chịu thua. Nhưng Trần không đã tại cao hứng, hưởng thụ lấy lực lượng xung kích. Không có khả năng. Chấm. Tại cái này từng trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trần không hút sạch 400 thần bảng cường giả. Oanh. Trên người hắn bộc phát ra dường như liền viên tinh cầu này đều có thể xé rách khí thế. Ta vô địch. Trần không điên cuồng hô to, đáng sợ khí tức bừa bãi tàn phá. Hết thảy chung quanh đều bị san bằng, nền tảng tại sụp đổ, sơn hà sụp đổ, thương khung lật úp. Hắn hấp thu từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất. Khủng bố tuyệt luân đến cực hạn. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia đáng sợ năng lượng, Trần không thật cảm thấy mình có thể đem hết thảy đều xé rách. Kia thật là vô địch cảm giác. Hắn lại nhìn trước mắt đưa tới từng khỏa năng lượng hạch, cũng một hơi đem tất cả năng lượng hạch toàn bộ hấp thu xong. Lần này Trần không lực lượng trong cơ thể càng phát ra mạnh. Chí ít lại mạnh một lần. Hắn lập tức dùng chư thần phòng thí nghiệm dạy qua phương pháp đến nhanh chóng hấp thu dung hợp lực lượng. Bởi vì hấp thu rất nhiều. Cho nên hấp thu dung hợp được cũng cần tốn thời gian. Trước đó nhiều nhất mấy chục giây liền có thể giải quyết vấn đề. Lần này trọn vẹn hao phí tốt thời gian mấy tiếng. Có thể đem hết thảy hấp thu năng lượng hấp thu dung hợp hoàn tất về sau, Trần không đôi mắt bên trong thần quang trầm tĩnh. Không trung có lôi điện tại rung động ầm ầm. Trần không trên thân chính là tịch diệt khí tức. Vô địch. Triệt để vô địch trạng thái. Thế nhân cho tới bây giờ không biết đến loại này cường giả. Khí tức của hắn một phóng xuất ra, tất cả mọi người muốn quỳ bái. Đó là một loại như trời rơi uy áp. Hài lòng. Rất hài lòng. Cũng là khoảng thời gian này ổn đánh ổn đâm cơ sở tại, đến mức lần này quá thành công. Vượt xa khỏi Trần không dự tính. Hắn đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. So chư thần phòng thí nghiệm dự đoán hiệu quả cũng phải tốt hơn nhiều. Vốn cho là điên cuồng như vậy sao? Còn phải hấp thu một chút thần bảng trước 100 cường giả công lực mới có thể đi đối phó thần bảng trước 3, trợ giúp bọn hắn diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng hôm nay, hiện tại Trần không đã đủ. Thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối là áp đảo thần trên bảng. Thần bảng trước 3 tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mà lại tiếp xuống, Trần không cần che giấu. Hắn có thể không chút kiêng kỵ đi tiếp tục đề cao mình thực lực, muốn hút ai liền hút ai. Xem ai khó chịu, liền giết ai. Đây chính là thực lực cường đại lực lượng. Hắn không cần kiêng kỵ, dù sao chính mình là vô địch. Muốn động ai liền động ai. Trần không cái tên này, trong vòng một đêm bị toàn thế giới tất cả mọi người biết rõ. Hắn vậy mà là hút công đại pháp truyền nhân. Trong vòng một đêm hút sạch sẽ 400 thần bảng cường giả cùng 10 vạn công lực của người ta. Một đêm thành danh. Để thần bảng cùng chuẩn thần trên bảng cường giả biến mất nhiều nhất người. Trên cơ bản để thần bảng cùng chuẩn thần bảng trọng tân định nghĩa. Hắn giết chết gần như một nửa người. Thật một trận chiến phong thần. Mọi người cấp tốc tra tìm Trần không trước đó khiêu chiến cường giả, mới phát hiện mỗi một cái đều là bị hút khô công lực mà chết. Nguyên lai Trần chính hoành không xuất thế cường giả là Trần không. Những người khác là ngụy trang, đều là cặn bã. Trần không vô địch đến cực hạn. Quá rung động. Toàn thế giới đều sợ. Một hơi hút sạch sẽ 400 thần bảng cường giả công lực, không cách nào tưởng tượng. Một cái để thần bảng chuẩn thần bảng biến hóa lớn nhất tồn tại. Ai không sợ hãi? Từng cái đem Trần không liệt vào cấm kỵ. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Không chỉ là những kẻ yếu. Chính là thần bảng các cường giả đều sợ hãi. Nhất là thần bảng trước 100 những cái kia tồn tại, sợ nhất. Bọn hắn sợ tiếp xuống Trần không sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Cả đám đều tránh né lên. Liền Thiên Sách Thần Soái Diệp Khuynh Thiên Chi Lưu đều thầm than một tiếng không ổn. Bọn hắn tự nhiên biết hút công đại pháp là cái gì. Hiện tại hắn có thể một hơi có thể hút nhiều người như vậy công lực, trên cơ bản đến hút công đại pháp cảnh giới tối cao. Liền tương đương với Kim Cương Bất Hoại Thần Công cảnh giới tối cao tầng thứ 9. Cái này người nào cản trở được? Các thế lực lớn đều sợ hãi thán phục. Mấu chốt trước kia căn bản không có phát hiện.
Trần Không lại đột nhiên quật khởi. Làm mọi người phát hiện thời điểm, hắn đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Không biết Trần Không bước kế tiếp muốn làm gì. Trần Không hoành không xuất thế, làm cho toàn thế giới đều lòng người bàng hoàng. Hắn thần bảng xếp hạng cũng đi thẳng tới vị trí thứ tư. Dựa theo hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài hết thảy. Thiên Sách Thần Soái, Diệp Khuynh Thiên, Diệp Chiến Thiên bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Duy chỉ có thần bí nhất thần bảng trước ba có lẽ có thể địch. Nhưng bởi vì tình huống thật không biết. Bởi vậy trước tiên đem Trần Không xếp hạng lên cao đến thứ tư. Cứ như vậy, mọi người càng phát ra sợ. Đây là quan phương thả ra xếp hạng, còn lại thần bảng các cường giả đều biết mình không phải Trần Không đối thủ. Sợ bị hút đi công lực, cả đám đều bế quan. Có thể lẫn mất bao xa liền có bao xa. Bởi vì cái này trong vòng nửa ngày, bọn hắn nghe được Trần Không diệt cái này đến cái khác thế lực. Hắn còn tại hút. Làm Văn Lôi mấy người biết ngày đó cái kia khiêu chiến người là Trần Không thời điểm, bọn hắn kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Văn Lôi nhớ đến lúc ấy mình lời nói còn rất không khách khí. Trời ạ! Vậy mà là đứng đầu nhất tồn tại. Cũng biết lúc trước hắn là sốt ruột hút công lực của người ta. Vừa vặn Lý Tử Nhiễm bọn hắn toàn bộ bế quan. Đám người kia nhóm vận khí quá tốt đi. Nếu là sớm gặp được hắn, đoán chừng chết sớm. Một cái cũng sẽ không lưu lại. Chấm. Lòng người bàng hoàng. Thật toàn thế giới đều đắm chìm trong cái này không khí khủng hoảng bên trong. Trần Không tựa như là đại ác ma đồng dạng, thật đáng sợ. Thấy ai hút ai. Bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi a. Chẳng qua Thiên Sách Thần Soái cùng Diệp Khuynh Thiên bọn hắn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm. Bọn hắn mặc dù biết mình không địch lại, nhưng có một người sẽ không sợ sợ Trần Không. Bọn hắn vẫn là riêng phần mình làm chính mình sự tình. Không đem Trần Không để ở trong lòng. Chẳng qua những người khác không biết. Bọn hắn gửi hy vọng ở một cái hư vô mờ mịt sự tình, chính là có người cầm tới Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đồng thời luyện đến cao nhất tầng thứ 9. Kỳ thật Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hút Công Đại Pháp là xuất từ một nhân thủ. Cái này hai môn công pháp cũng không phải lẫn nhau khắc chế quan hệ. Nhưng là lẫn nhau chế hành tồn tại. Không đến mức để nào đó một môn công pháp vô địch thiên hạ, không cách nào giải quyết. Bởi vậy Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện đến cực hạn, có thể một trận chiến Hút Công Đại Pháp. Đây cũng là lúc trước chư thần phòng thí nghiệm phái ra người đi tìm Kim Cương Bất Hoại Thần Công lý do. Bởi vì bọn hắn biết phái đi ra Hút Công Đại Pháp người thừa kế, duy nhất khả năng uy hiếp được chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Cho nên bọn hắn nghĩ sớm đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công cướp về. Nhưng thất bại. Chẳng qua nghe nói Kim Cương Bất Hoại Thần Công tại Thiên Sách Thiếu Soái trong tay, cung cấp hắn tu luyện. Bọn hắn biết Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện là cùng Hút Công Đại Pháp đồng dạng hà khắc. Một vài vấn đề không giải quyết. Nhiều lắm là tại tầng thứ 6 bồi hồi. Không cách nào đột phá đến tầng thứ 7. Chớ nói chi là tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Mà lại dù là người quá có thiên phú, có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng tu luyện vẫn là rất chậm rãi. Muốn luyện đến tầng thứ 9, đoán chừng cần 10 năm thời gian mấy chục năm. Mà Hút Công Đại Pháp nếu là giải quyết những vấn đề kia về sau, sẽ tốc độ rất nhanh, chỉ cần không ngừng hút là được rồi. Bọn hắn dự tính 3 tháng, kết quả 1 tháng thời gian liền đạt tới. Bởi vậy, chư thần phòng thí nghiệm trực tiếp đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công bài trừ bên ngoài. Không có người trong thời gian ngắn như vậy luyện đến đối kháng Hút Công Đại Pháp cảnh giới. Không có được uy hiếp. Hút Công Đại Pháp chính là vô địch. Mọi người lại làm sao không rõ đạo lý này, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Không có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, căn bản không cách nào ngăn cản Trần Không. Nhưng tuân vấn Thiên Sách Phủ về sau. Mới biết được Thiên Sách Thiếu Soái vừa luyện đến tầng thứ 6 thôi, còn chưa vững chắc. Đoán chừng đi lên Kim Cương Bất Hoại chi thân, liền bị Trần Không hút khô. Sợ hãi. Không biết mới là sợ hãi nhất. Trần Không như vậy hoành không xuất thế, mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì. Đây mới là sợ hãi nhất. Mọi người đều đang đợi. Chờ đợi một trận tai nạn tiến đến. Mà tại Côn Luân Công nghiệp, Thanh Long đoàn đội trải qua ngày đêm không nghỉ phấn chiến về sau. Mô phỏng mỗi một môn công pháp luyện đến cuối thí nghiệm số liệu ra tới. Sự thật chứng minh, Diệp Quân Lâm từ vừa mới bắt đầu nói rất là đúng. Ngàn vạn công pháp nhưng thật ra là một loại đồ vật, mà lại mỗi một loại công pháp luyện đến cực hạn, liền sẽ lọt vào phản phệ, cuối cùng diệt vong. Quả nhiên cuối cùng chính là diệt vong.
biết kết quả này sau. Phù phù. Thanh Long đặt mông ngồi ngay đó, hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng. Nguyên lai lão đại nói đều là đúng. Ngẫm lại a, đây chính là lão đại a, làm sao lại hại bọn hắn? Lão đại một mực đối bọn hắn là tận tâm tận lực tốt. Nhưng mình những người này vì cái gì không tin? Liền thấy dưới mắt một chút hiệu quả, đã cảm thấy lão đại không đúng. Người ta rõ ràng đã cho nghiệm chứng phương pháp a. Vì cái gì mình không đi nghiệm chứng? Nhất định phải hết kéo lại kéo. Ba ba. Thanh Long trở tay cho mình hai cái bạt tai. Hối hận. Kỳ thật nghiệm chứng hay không, đều là hắn quyết định. Kết quả hắn lựa chọn mọi người đề nghị, không đi nghiệm chứng. Dẫn đến hiện tại xảy ra chuyện. Trước kia bọn hắn luôn luôn nói, người vĩnh viễn có thể tin tưởng nam nhân kia. Nhưng thời đại mới tiến đến về sau, mỗi người đều trưởng khống lực lượng cường đại, mọi người ngoài miệng vô luận nói như thế nào. Kỳ thật trong lòng là đối Diệp Quân Lâm khinh thường. Đến mức lời hắn nói, làm sự tình, mọi người kỳ thật trong lòng không đồng ý. Đến bây giờ, Thanh Long chỉ muốn cảm thán một câu, lão đại chính là lão đại, liệu sự như thần a. Không được, bọn hắn đoán chừng lập tức sẽ luyện đến công pháp cuối cùng. Ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Phải tranh thủ thời gian kêu dừng bọn hắn. Thanh Long không lo được liên tục một tháng mỏi mệt, nuốt vào một ống dược tề. Thẳng đến Giang Bắc mà đi. Giờ phút này, Giang Bắc các lớn bế quan lân cận, khí tức dâng lên, bàng bạc kinh thiên. Cái này đem biểu thị có rất nhiều vị thần bảng cấp bậc cường giả sinh ra. Nhất là hai ngày này Trần Không Hoành không xuất thế, dẫn đến thần bảng cường giả gần như một nửa vẫn lạc. Bọn hắn nếu là bế quan kết thúc, liền có thể đi vào thần bảng. Người chung quanh đã cảm nhận được một đám thần bảng cường giả khí tức. Một lần tính xuất hiện nhiều như vậy thần bảng cường giả, cũng là hiếm thấy. Có thể thấy được Lý Tử Nhiễm, Kỳ Lân bọn hắn có bao nhiêu liều mạng, cố gắng thời gian ngắn nhất đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Đương nhiên toàn thế giới giống bọn hắn người không phải số ít, bị mới thần bảng kích động đến về sau, từng cái nổi điên khắc khổ tu luyện. Lúc này Thanh Long nhanh chóng đi vào Giang Bắc, tìm tới phụ trách hộ pháp Văn Lôi bọn hắn lập tức nói, mau nhường bế quan tất cả mọi người dừng lại. Nhanh nhanh nhanh, muốn xảy ra chuyện. Đi vào Giang Bắc về sau, Thanh Long đã cảm nhận được khí tức cường đại. Cái này tất nhiên là muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Bọn hắn nhanh luyện đến cuối cùng. Lúc này nếu là ngăn cản, còn có một chút hy vọng sống, tiếp qua nửa ngày tất cả mọi người phải chết. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Văn Lôi ý thức được cái gì, không khỏi nói. Đúng, lão đại nói đều là đúng. Nhanh, chúng ta mau ngăn cản bọn hắn. Chậm thật không kịp. Tại Thanh Long cùng Văn Lôi cố gắng của bọn hắn dưới, tỉnh lại bộ phận bế quan người. Nhưng Kỳ Lân, Bạch Hổ bọn hắn đã ở vào điên cuồng điên dại trạng thái, từng cái đôi mắt dường như tại đỏ lên. Nhưng càng lớn một bộ phận người căn bản cũng không xuất quan, tiếp tục đang luyện. Bọn hắn đã đi tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Vô luận bên ngoài phát sinh thiên đại sự tình cũng sẽ không ra tới. Có thể nói như vậy, bọn hắn đã lâm vào một loại cực hạn trạng thái, nhập ma đồng dạng. Căn bản không gọi tỉnh. Duy nhất tỉnh lại mấy người vẫn là Thanh Long cưỡng ép tỉnh lại. Kỳ Lân các ngươi mau dừng lại. Lão đại nói là đúng. Tất cả công pháp bản thể đều là giống nhau. Còn có các ngươi luyện tất cả công pháp luyện đến cuối lời nói sẽ tao ngộ phản phệ, cuối cùng diệt vong. Ta tiêu tốn một tháng đi làm thí nghiệm, hiện tại kết quả toàn bộ ra tới. Lão đại nói đều là đúng. Đây là ta làm được thí nghiệm kết quả. Chúng ta trách oan lão đại. Hắn ngay từ đầu chính là đúng. Chúng ta trách oan hắn. Thanh Long tiếng như sấm sét, vang vọng chân trời. Rơi vào trong tai của mỗi người. Hắn muốn để mỗi người đều biết sai. Muốn cho Diệp Quân Lâm xin lỗi. Còn muốn từ bỏ trong tay tu luyện. Thế nhưng là kết quả cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế. Mỗi người chấn kinh hoặc là ảo não. Người ở chỗ này đều là một mặt trầm mặc. Cái này sự tình a, sau này hãy nói đi. Kỳ Lân thản nhiên nói, quay người rời đi. Kỳ Lân ngươi làm gì đi? Thanh Long vội vàng hô lớn. Đương nhiên là tu luyện, ta liền kém một chân vào cửa. Chờ ta làm xong lại cùng ngươi nói. Kỳ Lân cũng không quay đầu lại đạo. Ta cũng trở về. Bạch Hổ cũng quay người rời đi. Ta cũng trở về. Thậm chí liền Lý Tử Nhiễm bọn hắn cũng quay người rời đi. Phảng phất vừa mới Thanh Long nói tin tức trọng đại đối bọn hắn một chút tác dụng đều không có.
thậm chí có thể nói bọn hắn nước đổ đầu vịt. Căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Thanh Long gấp, lập tức chạy lên trước, ngăn lại đám người, các ngươi không thể trở về đi. Không chỉ có như thế, còn muốn đem những người khác toàn bộ kêu đi ra. Vì cái gì? Mọi người không hiểu nhìn xem hắn. Ta vừa rồi đã nói, lão đại nói là đúng. Các ngươi đem riêng phần mình công pháp nếu như luyện đến cuối lời nói, các ngươi liền sẽ gặp phản phệ, toàn bộ đều sẽ chết. Lão đại các ngươi không tin, ta các ngươi nên tin tưởng đi. Đây là thí nghiệm kết quả, chính các ngươi xem đi. Thanh Long tự tin đem thí nghiệm báo cáo ném ra ngoài. Hắn tin tưởng mọi người thấy thí nghiệm kết quả về sau, toàn bộ đều sẽ từ bỏ. Dù sao sự thật mới là nhất có sức thuyết phục. Oanh! Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là Tiêu Phong một trưởng oanh ra, trực tiếp đem thí nghiệm báo cáo oanh thành bã vụn. Cái này! Thanh Long mắt trợn tròn. Liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trực tiếp đánh nát rồi. Bọn hắn liền nhìn liếc mắt súng khí đều không có. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết a. Lúc trước Diệp Quân Lâm tận tình khuyên bảo thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn đi làm cái thí nghiệm. Nhưng người người lạnh lùng, liền đi làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút dũng khí đều không có. Cùng hiện tại là giống nhau như đúc. Thanh Long ngươi vì chúng ta, tất cả mọi người lý giải. Nhưng bây giờ mắt thấy mọi người đột phá thành công, tiến vào thần bảng. Bởi vậy trong lòng ngươi không cân bằng, kể một ít căn bản không có khả năng sự tình đến mê hoặc chúng ta, để chúng ta dừng bước lại. Ta cho ngươi biết, hiện vào thời khắc này, ai cũng ngăn cản không được ta, người nào cản trở ta giết ai. Tiêu Phong cùng như bị điên. Đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Các ngươi đâu? Thanh Long lại nhìn về phía những người khác. Mọi người không nói chuyện. Nhưng toàn bộ lựa chọn cùng Tiêu Phong đứng chung một chỗ. Bây giờ bọn hắn lâm vào điên dại trạng thái, ngay thẳng chút nói chính là mất hết tính người. Ai cản giết ai? Bất luận kẻ nào ngăn cản, theo bọn hắn nghĩ chính là phá hư không nghĩ bọn hắn mạnh lên. Ai cũng không được. Bọn hắn đã đến cuối cùng trước mắt. Thiên Vương lão tử đến cũng ngăn cản không được. Thái độ biểu đạt, mọi người liền phải quay người rời đi. Nhưng Thanh Long làm sao lại trơ mắt nhìn bọn hắn đi chịu chết đâu. Thanh Long vội vàng đi lên ngăn cản. Sau một khắc, Kỳ Lân bọn hắn động thủ. Cưỡng ép áp chế Thanh Long, đem Thanh Long áp đảo trên mặt đất. Lập tức, đám người trực tiếp đem Thanh Long bọn hắn khóa lại. Không để bọn hắn ra tới ngăn cản. Nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, Thanh Long phát điên đập. Nhưng căn bản là vô dụng. Mình căn bản giãy giụa mà không thoát trói buộc. Mà lại thời gian nhanh chóng xói mòn. Liền xem như mình khôi phục sự tự do, cũng là ngăn cản không được. Hắn thực lực còn thiếu rất nhiều a. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, vô luận hắn lấy ra kết quả như thế nào đều không có người sẽ đi tin. Hiện tại bọn hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Chỉ có tận mắt thấy mình bị phản phệ, bọn hắn mới có thể tin tưởng. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh Long tức giận a. Nếu như mình lại sớm mấy ngày làm thí nghiệm nghiệm chứng, có lẽ liền có thể ngăn cản. Đáng tiếc. Đều do mình. Lần này tất cả mọi người muốn diệt vong. Thanh Long gấp đến độ đều muốn khóc. Cuối cùng Thanh Long đều ngất đi. Hắn ngăn cản không được. Không ai hiểu trong lòng của hắn thống khổ. Bi thương tại tâm chết. Chính là Thanh Long thời khắc này trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh nửa ngày thời gian trôi qua. Mọi người đã có thể cảm nhận được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ sắp bạo bành, đi vào trạng thái đỉnh cao nhất. Chấm. Khoảng cách biệt thự cách đó không xa thâm lâm bên trong, Tiêu Phong đang tu luyện. Khí tức của hắn cuồng bạo bá đạo, bay thẳng thiên khung. Hắn dường như từ trong bóng tối nhìn thấy một sợi ánh sáng. Chỉ cần bắt được cái này một sợi ánh sáng, hắn liền có thể triệt để xé nát hắc ám. Đây chính là có thể đem công pháp luyện đến cuối cùng. Oanh! Bắt lấy kia một sợi tia sáng. Hắn dùng sức kéo một phát, tia sáng cấp tốc đem hắc ám xé rách. Trước mắt hắn tất cả đều là tia sáng. Nhưng một giây sau, tia sáng hóa thân thôn thiên miệng lớn, vậy mà thôn vệ hắn. Phốc! Tiêu Phong một ngụm máu tươi phun ra. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ. Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long nói đều là đúng. Công pháp của bọn hắn luyện đến cực hạn chính là bị phản phệ, sẽ đi hướng diệt vong. Ta sai. Nhưng lúc này hối hận đã quá trễ. Tiêu Phong cảm giác ý thức dần dần tan rã, thân thể nhẹ nhàng,
hồn phách dường như tại một chút xíu thoát ly khỏi đi. Hủy diệt. Đây chính là hủy diệt sao? Cùng một thời gian, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Lý Tử Nhiễm, Kiếm Tà Thần bọn hắn cũng đạt tới cảnh giới này. Đem riêng phần mình công pháp luyện đến nhất cực hạn trạng thái. Kết quả toàn bộ gặp phản phệ. Sau đó, những người khác một cái tiếp một cái đem công pháp luyện đến nhất cực hạn trạng thái. Toàn bộ gặp phản phệ. Cái này cũng hẳn là toàn đệ nhất thế giới phê sử dụng thời đại mới công pháp, mà luyện đến cuối người. Những người khác có lẽ cùng bọn hắn dùng chính là cùng một loại công pháp, cũng không có bọn hắn như thế khắc khổ cùng có thiên phú. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, luyện đến cuối cùng. Phù phù. Đổ xuống. Một cái tiếp một cái đổ xuống. Một khắc cuối cùng, tất cả mọi người biết mình sai. Mọi người câu nói sau cùng cũng là đều giống nhau. Lão đại, sư phụ ta thiếu ngươi một cái xin lỗi. Chấm. Người ta rõ ràng từng cái sớm tại ngăn cản bọn hắn, nhưng không có người cảm kích. Sau đó không lâu, Giang Bắc bên này bàng bạc khí tức đều biến mất. Tất cả mọi người tại kinh ngạc. Không phải một đám thần bảng cường giả muốn sinh ra sao? Vừa mới rõ ràng là ở vào khí tức trạng thái đỉnh phong, làm sao thời gian một cái nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ toàn bộ thất bại sao? Mọi người không biết. Nhưng Thanh Long bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người gặp phải phản phệ. Là ta hại chết bọn hắn, là ta một tay tạo thành, đều là lỗi của ta. Ta nếu là sớm một chút đi nghiệm chứng, liền có thể ngăn cản trường hạo kiếp này. Thanh Long nổi điên giống như hô to. Cái này đối với hắn mà nói chính là lớn nhất hạo kiếp. Không có cái thứ hai. Lý Triệu hai nhà đám người cũng rất buồn bực, vì cái gì khí tức hoàn toàn không có. Bọn hắn nhao nhao đi vào đám người bế quan địa điểm. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chết, toàn bộ đều chết. Không ai sống sót. Diệp Quân Lâm nói là thật, những công pháp này luyện đến cực hạn, chính là diệt vong. Bọn hắn đều bị phản phệ. Đám người hoảng sợ nói. Lần này Lý Triệu hai nhà tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn luyện cũng là những công pháp này. Xem ra chúng ta phải cần vứt bỏ công pháp của chúng ta, tuyệt đối không thể luyện thêm. Chấm. Tất cả mọi người sợ là đều không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm ngăn cản nửa ngày. Nên ngăn cản người không có ngăn cản đến, lại đem Lý Triệu hai nhà tất cả mọi người cho ngăn cản đến. Sự thật như thế. Cùng lúc đó, ở vào kinh thành, chư thần phòng thí nghiệm trụ sở bí mật bên trong. Ích tiên sinh. Chúng ta giả tạo di tích bên trong trên trăm loại công pháp có người luyện đến cuối cùng, gặp phải phản phệ. Đồng thời thí nghiệm số liệu đã truyền tống tới. Mấy cái thí nghiệm viên hướng Ích tiên sinh báo cáo. Ích tiên sinh mạnh mẽ đứng dậy đến, đi thăm dò nhìn. Có thể a, bọn hắn là nhóm đầu tiên đem chúng ta thiết kế công pháp luyện đến cuối. Bọn hắn cứ việc gặp phải phản phệ toàn bộ diệt vong. Nhưng bọn hắn thí nghiệm số liệu đối với chúng ta đến nói quá trọng yếu. Tranh thủ thời gian tiến hành toàn phương vị phân tích, ha ha ha, Ích tiên sinh khắp khuôn mặt là kích động. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thời đại mới tất cả di tích đều là bọn hắn một tay ngụy tạo. Thời đại mới mọi người đạt được kỳ ngộ, bao quát công pháp, dược tề chờ một chút toàn bộ đều là chư thần phòng thí nghiệm thiết kế an bài. Bọn hắn đang tiến hành một trận xưa nay chưa từng có kế hoạch. Trước mắt cũng chỉ có Diệp Quân Lâm đang hoài nghi. Những người khác đừng nói phát hiện. Liền nghĩ tới phương diện này ý nghĩ đều không có. Còn có Mã Nhã công nghiệp. Kỳ thật cũng là chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch. Là bọn hắn một tay thúc đẩy. Lợi dụng Mã Nhã công nghiệp bọn này phản đồ, bọn hắn làm thành không ít sự tình. Bao quát đối với biến chủng người chết sống lại thí nghiệm. Vì chư thần phòng thí nghiệm cung cấp rất nhiều số liệu. Còn có cái khác. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm mỗi cái kế hoạch đều tại tiến hành đâu vào đấy. Khó trách Ích tiên sinh sẽ hưng phấn như vậy. Tiếp xuống chỉ chờ Trần Không Triệt để diệt đi đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất ba vị đối thủ. Ích tiên sinh cười đến càng phát ra sán lạn. Chấm. Lý Tử Nhiễm đám người xác thực gặp phải phản phệ diệt vong. Nhưng Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn như vậy mà đơn giản đi chết. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm liền xuất hiện tại ngã xuống Lý Tử Nhiễm bọn người bên cạnh. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhất là phòng ngừa chư thần phòng thí nghiệm thăm dò. Diệp Quân Lâm cố ý lấy hắc ám thượng đế hình tượng ra sân. Căn cứ suy đoán của hắn,
Không, hắn dám khẳng định công pháp sự tình chính là chư thần phòng thí nghiệm làm. Hiện tại Lý Tử Nhiễm bọn hắn gặp phải phản phệ, chư thần phòng thí nghiệm tuyệt đối là biết đến. Nói không chừng hiện tại đã phái người đến quan sát. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể lấy bộ mặt thật gặp người. Diệp Quân Lâm trong tay cầm đặc chế dược tề, là Thánh Kinh tổ chức tốt nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội đem số 76 cấm địa thần huyết dịch cùng với các vật chất dung hợp, nghiên cứu ra đến thần dược. Không đơn giản có thể giải quyết cái này phản phệ vấn đề, khoa trương một điểm nói trị liệu bách bệnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng chính là quý, bảo vật vô giá. Dù sao số 76 cấm địa những cái kia thần lệ kim sắc huyết dịch dùng một điểm chính là ít một chút. Không có bất luận cái gì bổ sung. Mà lại nghiên cứu chế tạo cũng là tiêu tốn to lớn đại giới. Dù sao huyết dịch cùng với các vật chất hiệu quả kinh người, muốn phát huy đầy đủ ưu thế lớn nhất, giảm nhỏ năng lượng tổn thất. Cái này quá phiền phức. Một hệ liệt dẫn đến loại thuốc này thành bảo vật vô giá. Nếu là bị người ta biết hiệu quả, sợ là sẽ phải phong thưởng. Diệp Quân Lâm cho Lý Tử Nhiễm phục dụng dược vật về sau, rất nhanh Lý Tử Nhiễm hô hấp khôi phục bình ổn, sắc mặt đã hồng nhuận. Nguyên lai những công pháp này luyện đến cực hạn thời điểm, sẽ tao ngộ phản phệ, tất cả công lực đều sẽ bị thôn phệ hết. Chư thần phòng thí nghiệm số liệu chính là bắt nguồn ở đây. Tương đương với Lý Tử Nhiễm bọn hắn hiện tại chính là từng cái phế nhân. Trong cơ thể một điểm công lực đều không có. Đều bị phản phệ rơi. Nếu không phải Diệp Quân Lâm, liền sinh mệnh tinh khí đều bị phản phệ rơi. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm lấy ra dược tề là bổ sung tính mạng của bọn hắn tinh khí cùng công lực. Thời gian cũng vừa đúng. Liền tại bọn hắn vừa mới bị phản phệ sau Diệp Quân Lâm đã tới. Vừa vặn bổ sung. Còn tốt Lý Triệu hai nhà đem tất cả mọi người mang lên cùng một chỗ. Cho Lý Tử Nhiễm phục dụng xong dược tề, Diệp Quân Lâm vì Kỳ Lân, Tiêu Phong bọn hắn từng cái phục dụng dược tề. Ai, một đám bướng bỉnh ra hỏa, cuối cùng vẫn là ta cho các ngươi chùi đít. Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người bất đắc dĩ nói. Một đám người vẫn là quá cưỡng. Chấm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng hơn 10 phút sau. Mọi người một cái tiếp một cái mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đều chết sao? Làm sao sẽ còn sống? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta hẳn là được người cứu. Là ai cứu chúng ta? Tất cả mọi người rất nhanh kịp phản ứng. Khẳng định là có người cứu bọn hắn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong thân thể có cỗ đáng sợ dược lực đang cuộn trào, bọn hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, đồng thời còn tại tăng cường bên trong. Đây tuyệt đối là phục dụng một loại nào đó dược tề. Còn tốt dược tề này là đem thần huyết dịch pha loãng không ít, bằng không, tùy tiện đến một chút xíu. Đủ để muốn đem bọn hắn no bạo. Phải biết nuốt vào một giọt thần huyết dịch minh tà thần bọn hắn thế nhưng là bây giờ thần bảng trước 100 tồn tại. Đây là hoàn toàn không có hấp thu tình huống dưới. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều đang suy đoán đến cùng là xuất thủ cứu bọn hắn. Muốn đem bọn hắn những người này toàn bộ cứu trở về, ở trong đó độ khó không có người so chính bọn hắn rõ ràng hơn. Các ngươi làm sao đều sống tới rồi. Trở lại Lý Triệu hai nhà người đều mắt trợn tròn. Vừa mới bọn hắn nhất thời điểm, từng cái khí tức hoàn toàn không có. Bọn hắn vừa về đến, làm sao toàn sống. Hẳn là có người đã cứu chúng ta, các ngươi không thấy được sao? Lý Tử Nhiễm lập tức hỏi. Không nhìn thấy là ai? Chúng ta vừa tới không có đụng phải người, xem lại các ngươi đã tỉnh. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Chấm. Một bên khác, bị giam lên Thanh Long còn tại khóc ròng ròng. Hắn tự trách cho rằng là hắn hại chết tất cả mọi người. Lúc này Diệp Quân Lâm đi vào. Khóc cái gì đâu? Diệp Quân Lâm hô. Lão đại là ta hại chết bọn hắn, là ta không tin ngươi, không có ngay lập tức đi làm nghiệm chứng. Bọn hắn đều chết rồi. Thanh Long khóc đến lợi hại hơn. Chết cái rắm, đều sống đây này. Diệp Quân Lâm giận mắng đồng thời, đem bọn hắn phóng ra. A, còn sống. Thanh Long mấy người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng, còn sống, ta cứu sống bọn hắn. Diệp Quân Lâm nói. Lão đại ngươi, ngươi thật cứu sống bọn hắn. Thanh Long có một tia hoài nghi. Văn Lôi vội vàng nói, hắn đều có thể biết công pháp vấn đề thiếu hụt những cái này, làm sao lại trị không hết. Đây cũng là. Diệp Quân Lâm tại Thanh Long trong mắt bỗng nhiên liền thần bí. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đám người bọn họ trở về. Thật là ngươi đã cứu chúng ta.
Lý Tử Nhiễm bọn người hỏi. Diệp Quân Lâm trong mắt bọn hắn một chút cao lớn lên. Không nói khác, chính là quang sớm gặp được công pháp này hết thảy đều đầy đủ. Mọi người toàn bộ nhìn xem Diệp Quân Lâm. Trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Tốt a, xác thực nói là Hắc Ám Thượng Đế, là hắn cứu các ngươi. Diệp Quân Lâm phòng ngừa âm thầm có chư thần phòng thí nghiệm thám tử, không thể trực tiếp thừa nhận là mình làm. Chẳng qua hắn cũng là Hắc Ám Thượng Đế. Là Hắc Ám Thượng Đế cứu bọn hắn. Không có gì mau bệnh a. Là sư phụ, quả nhiên chỉ có sư phụ mới có thực lực này. Lý Tử Nhiễm kích động kém chút đều khóc. Mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi. Không hổ là thần bảng thứ nhất Hắc Ám Thượng Đế. Nháy mắt liền cứu tốt bọn hắn. Quả thực quá thần kỳ quá khủng bố. Đã sớm nói qua cho các ngươi từ bỏ, từng cái bướng bỉnh muốn chết. Không đụng Nam Tường chưa từ bỏ ý định. Diệp Quân Lâm im lặng nhìn xem bọn hắn. Còn nữa nói, Thanh Long thí nghiệm kết quả đều đi ra. Cả đám đều không nhìn liếc mắt. Đối mặt Diệp Quân Lâm chỉ trích, mọi người nhao nhao cúi đầu. Thanh Long đứng ra giải vây, lão đại ngươi cũng đừng trách cứ hắn nhóm, bọn hắn luyện đến công pháp đỉnh phong, khó tránh khỏi tiến vào điên giống như ma trạng thái. Không để ý tới ta rất bình thường. Nếu là ta, ta cũng sẽ không nghĩ bất luận kẻ nào tại thời khắc mấu chốt quấy rầy ta. Nghe đến đó, Tiêu Phong chủ động đứng ra cho Thanh Long xin lỗi. Xưng hắn lúc ấy nhất thời nóng vội, nói ra một chút không lý trí tới. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi không có việc gì liền tốt. Thanh Long vội vàng nói. Lúc này, Lý Tử Nhiễm nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi, đúng, ngươi là thế nào ngay từ đầu liền biết những công pháp này liền có vấn đề. Lời này mới ra, mọi người nhao nhao đều nhìn lại. Tất cả mọi người nghĩ bức thiết biết. Diệp Quân Lâm vì sao có biết trước năng lực? Chúng ta biết phía sau ngươi tiêu tốn thời gian đem mỗi một môn công pháp đều thôi diễn đến cực hạn, đạt được đồng dạng kết luận. Nhưng trước lúc này làm sao ngươi biết? Lý Tử Nhiễm lại bổ sung một câu. Là Mã Nhã công nghiệp. Lúc trước Mã Nhã công nghiệp khiêu chiến hệ liệt, các ngươi tất cả mọi người đi. Cùng biến chủng người chết sống lại đối chiến, trên thực tế bọn hắn thu thập các ngươi tất cả mọi người công pháp tin tức. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Đúng, giống như đúng là dạng này. Mọi người gật đầu. Bọn hắn kỳ thật vì phong phú biến chủng người chết sống lại tiến công thủ đoạn, có thể thu thập bao nhiêu công pháp liền thu thập bao nhiêu. Thế nhưng là bọn hắn trải qua thí nghiệm phân tích về sau, kinh người đạt được kia hai cái kết luận tới. Diệp Quân Lâm nói. Cho nên chính là Mã Nhã công nghiệp trong lúc vô tình phát hiện bí mật này. Mọi người nhao nhao thoải mái. Đúng, không sai. Vậy sư phụ ngươi là làm thế nào biết? Tuần Khắc vô ý thức mà hỏi. Tiêu Phong đập hắn một bàn tay, quên lão đại trước kia là làm gì đúng không? Ngay từ đầu chính là từ đặc công làm, thu thập tình báo phương diện, lão đại tự thân ra trận, đó chính là thủy tổ cấp bậc. Đối với cái này, mọi người không chút nghi ngờ. Biết một chút tin tức, Diệp Quân Lâm vậy khẳng định rất dễ dàng. Lý Tử Nhiễm đều gật gật đầu. Nàng còn chợt nhớ tới Diệp Quân Lâm nói qua Hắc Ám Thượng Đế là nữ. Xem ra cũng là tình báo thu thập đến. Đều quên hắn có bản sự này. Trước kia hắn nhưng là mang binh đánh giặc, cũng có địch hậu thẩm thấu vân vân. Là chúng ta trách oan ngươi, ta xin lỗi ngươi. Về sau ngươi có lời gì, ta khẳng định sẽ nghe. Lý Tử Nhiễm chủ động xin lỗi. Những người khác cũng rối rít nói xin lỗi. Lão đại, sư phụ, chủ nhân, chúng ta sai. Chấm. Mọi người đồng loạt cúi cung xin lỗi. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn. Cưỡng thời điểm là thật cưỡng. Hắn đều hận không thể rút mấy bàn tay. Chẳng qua có biện pháp nào đâu. Đều là người một nhà. Liền phải sủng ái. Lần sau chú ý là được. Lời ta nói các ngươi có thể không tin. Nhưng có nghiệm chứng thật giả phương pháp nhất định phải đi thử một lần. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Minh bạch. Mọi người cũng rất áy náy. Lý Tử Nhiễm hô. Chúng ta cho Quân Lâm nói xin lỗi đồng thời, cũng phải cảm tạ sư phụ ân cứu mạng. Ta nghĩ sư phụ nhất định liền tại phụ cận, chúng ta cùng một chỗ cảm tạ đi. Cảm tạ Hắc Ám Thượng Đế ân cứu mạng. Đám người hướng về phía phương xa hô. Theo bọn hắn nghĩ, Hắc Ám Thượng Đế nhất định sẽ nghe được. Nhưng xác thực không sai. Hắc Ám Thượng Đế nhất định sẽ nghe được. Mà lại người ngay tại bên cạnh. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Diệp Quân Lâm khoát khoát tay. Mọi người cũng không có coi ra gì, chỉ coi là hắn đang nói đùa.
Nói một chút đi, tiếp xuống các người tính thế nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Tiếp xuống chúng ta đem tìm kiếm một chút chính thống công pháp. Còn phải tiếp tục luyện, loại này tốc thành khẳng định không luyện. Đúng, hiện tại xuất hiện cổ thế lực cũng nhiều. Chúng ta đi gia nhập một chút, nhất định có thể đạt được tu luyện cơ hội. Con đường của chúng ta khẳng định không chỉ có nơi này. Chúng ta còn muốn tăng trưởng. Chấm. Đám người nhao nhao nói tính toán của mình. Chẳng qua đề cập Diệp Quân Lâm công pháp cơ bản chính là một cái đều không có. Dù sao Diệp Quân Lâm công pháp cơ bản quá không hiệu quả. Một điểm đề cao đều không nhìn không đến, ai luyện a? Nhất là tại cái này nhanh tiết tấu thời đại, không cẩn thận liền tụt hậu. Nếu là một mực luyện môn kia công pháp cơ bản, không biết phải lạc hậu tới chỗ nào. Bởi vậy Diệp Quân Lâm công pháp căn bản không ai đề cập. Diệp Quân Lâm cười khổ nhìn mọi người. Hiện tại trước mắt tất cả mọi người tâm đều quá táo bạo. Dù là biết tốc thành công pháp nguy hại, nhưng từng cái vẫn còn nghĩ như thế nào trong thời gian ngắn đề cao. Bọn hắn căn bản không thích hợp luyện công pháp cơ bản. Chỉ có vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý luyện còn mới có hiệu quả. Ví dụ như chính mình lúc trước chính là như vậy. Luyện quá tạp, quá ỷ lại tại cấm kỵ thuật. Đem cấm kỵ thuật coi như bảo mệnh dùng. Nhất là một câu kia tuyệt đối không được sử dụng cấm kỵ thuật liên lụy Diệp Quân Lâm bao lâu. Cứ như vậy, Diệp Quân Lâm vẫn đem cấm kỵ thuật coi như bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt tuyệt không dùng. Một tới hai đi, ảnh hưởng tâm cảnh của hắn cùng quen thuộc vân vân. Vô ý thức cảm thấy cấm kỵ thuật mới là mạnh nhất. Kỳ thật hết thảy đều là tiện nghi sư phụ cho hắn thiết trí nan quan. Chỉ có đem tất cả đều nhìn thấu, đem tạp niệm cùng lung tung ngổn ngang đều vứt bỏ. Tập trung tinh thần đi luyện công pháp cơ bản. Đó mới là mạnh nhất. Hiện tại Hỏa Vân Tà Thần cùng Chu Nam Yên là toàn thân tâm đầu nhập, Văn Lôi ngược lại là hỉ nộ không tranh, cũng thích hợp luyện. Ba người bọn họ đều có hiệu quả. Bởi vì đi là một đầu cực hạn lộ tuyến. Cho nên bọn hắn càng luyện mỗi người khí tức là càng yếu. Cái này kỳ thật ngược lại là mạnh lên tiêu chí. Về phần Thanh Long chính là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Luyện cái này, nhìn xem cái kia, lại nghĩ đến mặt khác. Hắn ý nghĩ nhiều lắm, tâm tư hoàn toàn không tại môn công pháp này bên trên. Dạng này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Về phần trước mắt tất cả mọi người là táo bạo, không có khả năng đi luyện công pháp cơ bản của mình. Hiện tại Diệp Quân Lâm cũng muốn minh bạch. Nếu như áp đặt trên người bọn hắn cũng không luyện được. Căn bản không thể một lòng một ý đi luyện. Tạm thời gian này điểm, cái này cửa công pháp cơ bản không thích hợp bọn hắn bất luận kẻ nào. Phải hướng phương diện khác nghĩ. Đi tìm một chút phù hợp công pháp của bọn hắn. Có. Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm trong mắt sáng lên. Nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Không đơn thuần là bọn hắn. Còn có những người khác. Đều có thể. Được thôi, các ngươi sẽ tìm được thích hợp công pháp của mình. Ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi đi luyện ta công pháp cơ bản. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Tất cả mọi người tại nhảy cẫng hoan hô. Về sau không cần che che lấp lấp. Nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì. Không cần nhìn Diệp Quân Lâm sắc mặt. Diệp Quân Lâm lại nhìn xem Thanh Long nói. Thanh Long a, về sau ngươi cũng không cần luyện. Nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì đi, không cần làm cho ta nhìn, ta không thích các ngươi tới dỗ dành ta. Thanh Long kích động nói, tạ ơn lão đại nhiều. Không cần cảm ơn ta, là các ngươi đều không thích hợp luyện ta công pháp cơ bản. Ta không nên áp đặt trên người các ngươi. Diệp Quân Lâm nói, tất cả mọi người hài lòng rời đi. Tính toán ngay lập tức đi tìm kiếm công pháp mới. Sau đó, một đầu tin tức chấn kinh toàn thế giới. Thời đại mới gần như một nửa công pháp nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật, luyện đến cực hạn đều sẽ gặp phải phản phệ. Tin tức mới ra, toàn thế giới oanh động. Dù sao Lý Tử Nhiễm bọn hắn đem riêng phần mình công pháp luyện đến cực hạn gặp phải phản phệ sự tình toàn bộ truyền khắp. Lần này, đám người bắt đầu từ bỏ riêng phần mình đạt được công pháp. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Mọi người một cái tiếp một cái từ bỏ. Cuối cùng trừ một số nhỏ đầu sắt hoặc là ôm lấy may mắn tâm lý, trên cơ bản đều từ bỏ. Đương nhiên còn có một bộ phận lớn người vẫn là không có từ bỏ. Đối bọn hắn đến nói luyện đến cực hạn quá khó, thậm chí cả một đời đều không đạt được. Bởi vậy bọn hắn chính là không có nguy hiểm. Sao không tiếp tục tu luyện? Nhưng vô luận như thế nào từ bỏ người vẫn là không ít.
đối chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch đả kích vẫn là rất lớn. Ít đi rất nhiều thí nghiệm số liệu a. Hắc ám thượng đế, lại là hắc ám thượng đế, đầu tiên là đem người cứu sống, lại bại lộ tin tức này. Ích tiên sinh đều muốn tức chết. Ích tiên sinh kết quả là mã nhã công nghiệp đám phản đồ này làm được, hiện tại hắc ám thượng đế nắm trong tay mã nhã công nghiệp, hắn tự nhiên biết đây hết thảy. Lucifer nói, hắc ám thượng đế không thể lưu, kiên quyết không thể lưu, đều phải chết. Nói cho Trần Không, lập tức hành động, nhất định phải giết chết ba người này. Ích tiên sinh đã đợi không ngừng, nhất định phải hắc ám thượng đế ba người chết. Mấy ngày nay Trần Không vẫn là không có nhàn rỗi. Vẫn tại hấp thu hắn công lực của người ta hoặc là các loại tài nguyên năng lượng. Hắn đều tại hấp thu. Hắn còn tại mạnh lên. Sau đó hắn còn muốn đi số 76 cấm địa hút một phen. Dù sao nghe nói nơi nào tài nguyên phong phú, tùy tiện một khối đá đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Hắn còn muốn mạnh lên. Muốn đột phá đến tầng thứ 9. Hắn muốn hút trời hút địa. Mà lại cảnh giới tối cao tầng thứ 9, có thể cách không hút công. Cách mấy trăm mét, mấy ngàn mét, đều như thường có thể đem ngươi hút sạch sẽ. Đúng vào lúc này Trần Không tiếp vào mệnh lệnh. Thôi được, đem hắc ám thượng đế ba người hút sạch sẽ liền có thể đến tầng thứ 9. Trần Không lại đem Diệp Quân Lâm xem như đá thử đao. Muốn mượn hắn đến đột phá đến hút công đại pháp cảnh giới tối cao. Hôm sau, làm kỳ lân bọn hắn xuất phát đi tìm mới công pháp thời điểm. Hiên Viên Thanh Nhã cùng Quân Quân vậy mà đến. Các ngươi chờ một chút đi, chờ thêm mấy ngày có đại sự tuyên bố, liền cùng công pháp có quan hệ, cho nên các ngươi không cần phải chỗ chạy tới tìm kiếm. Hiên Viên Thanh Nhã nói. Quân Quân cũng gật gật đầu, đúng, cam đoan các ngươi tất cả mọi người đều có công pháp. Mà lại là chính thống nhất, so chính các ngươi ra ngoài tìm tốt hơn nhiều. Cho nên hiện tại các ngươi trước chờ lấy, không được chạy loạn, rất nhanh liền có tin tức tốt. Nghe đến đó, mọi người mới không có chạy loạn khắp nơi, mà là lẳng lặng chờ đợi. Đều tại hiếu kỳ đến cùng là dạng gì chuyện tốt. Chẳng qua Hiên Viên Thanh Nhã cùng Quân Quân cũng là biết một chút ra lông thôi. Bọn hắn không biết là đây hết thảy đều là Diệp Quân Lâm thu xếp. Sắp tuyên bố tin tức trọng đại, cũng là Diệp Quân Lâm an bài. Đang lúc đám người chờ lấy tin tức tốt thời điểm, lại có một cái tin tức động trời truyền đến. Từ khi trở thành thần bảng thứ tư về sau, Trần Không liền cùng biến mất đồng dạng. Mọi người cũng là có thể tránh liền tránh. Mọi người cũng không biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Nhưng hôm nay mọi người rốt cuộc biết. Trần Không rốt cuộc bộc lộ ra hắn bước kế tiếp. Hắn vậy mà đồng thời hướng thần bảng trước ba khởi xướng khiêu chiến. Không phải đơn độc khiêu chiến một trong số đó. Hắn là muốn một lần tính khiêu chiến hắc ám thượng đế, đại hạ một chỉ tông sư, Diệp thị cổ tộc tân chủ nhân ba người. Đồng thời muốn đối chiến ba người. Cái này khiêu chiến vừa phát ra đến, toàn thế giới chấn kinh. Nổ. Khắp nơi đều muốn nổ tung. Quá khủng bố. Cho tới bây giờ không ai sẽ nghĩ tưởng qua có một ngày như vậy. Tại tân thần bảng thành lập sau đó không lâu, lại có người một lần tính khiêu chiến thần bảng trước ba. Điên. Mọi người gần như đều muốn ngạt thở. Thật đáng sợ đi. Vậy một cái thần bảng trước ba. Nếu là những người khác dạng này khiêu chiến, mọi người khẳng định phải mắng không biết tự lượng sức mình. Nhưng lần này khác biệt. Trần Không quá cường đại. Một lần tính hút sạch sẽ 10 vạn cường giả cùng 400 thần bảng cường giả công lực. Hắn phải cường đại tới trình độ nào? Đã hắn dám một lần tính khiêu chiến thần bảng trước ba, nói rõ hắn là có lực lượng cùng tự tin. Vô luận như thế nào? Một trận chiến này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Trở về trước đó mỗi một trận đều không có một trận chiến này mạnh. Khoáng cổ thước kim. Rung động nhất một trận chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mong đợi. Vô luận ai thắng ai thua đều đem là bị nhân loại ghi lại một trận chiến. Quyết chiến địa điểm liền chọn ở trên đỉnh thế giới phong thần đài bên cạnh. Trong lúc nhất thời vô số người hướng thế giới đỉnh tiến đến. Sợ đi trễ, liền không có tốt xem chiến vị trí. Một trận chiến này thế tất trở thành kinh điển. Cả đời chỉ có một lần. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mà lại đối với Lý Tử Nhiễm bọn hắn đến nói, còn muốn liên quan đến hắc ám thượng đế. Bọn hắn càng muốn đi xem. Hy vọng sư phụ không bị thua a, nhưng đối thủ quá cường đại, không nhất định a. Hắn hút công đại pháp trên lý luận là vô địch, trừ phi hắc ám thượng đế cao hơn hắn rất nhiều,
không phải sẽ bị hắn hút sạch sẽ. Cho nên một trận chiến này rất khó a, dù là có ba người. Chấm. Tất cả mọi người lâm vào ưu sầu. Nhất là Lý Tử Nhiễm. Trần Không, thứ độ gì? Lúc này Diệp Quân Lâm thanh âm truyền ra. Nghe lời này. Tất cả mọi người cười. Đương kim thế giới, dám nói Trần Không là thứ độ gì, liền duy chỉ có Diệp Quân Lâm một người đi. Hắn vẫn là trước sau như một cuồng. Hắn vẫn là sống ở mình thời đại bên trong. Dạng này cũng rất tốt. Lão đại người gần đây không chú ý qua a. Từ khi tân thần bảng sau khi ra ngoài, toàn thế giới các nơi đều có cường giả xuất hiện. Mà Trần Không chính là ở trong mạnh nhất cái kia. Hắn là hút công đại pháp truyền nhân. Hút công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công. Đám người lập tức hướng Diệp Quân Lâm giải thích Trần Không trải qua. Vốn cho rằng Diệp Quân Lâm sau khi nghe xong, sẽ một mặt chấn kinh. Kết quả hắn bình tĩnh không thôi, a, thần bảng thứ tư a. Ta đã nói rồi, nếu là vọt tới phía trước ta làm sao lại không biết. Diệp Quân Lâm có ý tứ là trước ba đều là hắn, nếu là phá mất trong đó một cái thân phận, hắn khẳng định sẽ biết. Nhưng tại mọi người nghe tới, Diệp Quân Lâm tựa hồ chính là tại xem thường Trần Không. Lão đại đây chính là thần bảng thứ tư a, cái này theo tới thần bảng thứ tư không giống. Đi qua 1000 cái 1000 cái khả năng so ra kém hiện tại một cái. Mà lại hắn luyện hút công đại pháp có được sự không chắc chắn. Bởi vậy hắn thực lực có thể là thần bảng đệ nhất. Lần này một chọi ba chưa chắc sẽ thua. Mọi người bắt đầu giải thích. Không ít người là xem trọng Trần Không. Một lần tính chọn ba cái. Diệp Quân Lâm vui. Một chọi ba vạn không phải là hắn sao. Hiện tại ngược lại là trái lại. Để người ta một chọi ba. Thần bảng trước ba đều là mình. Chẳng lẽ cái này Trần Không còn muốn một lần tính khiêu chiến ba cái mình. Thật sự là chết cười. Trần Không cái này chính là ngươi làm lá gan lớn nhất một việc. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn có hứng thú. Trừ số 76 cấm địa bên ngoài, rốt cục đến một cái có thể đánh một điểm. Cùng kim cương bất hoại thần công nổi danh. Lại sắp luyện đến cảnh giới tối cao. Có ý tứ. Có chút ý tứ. Hút nhiều người như vậy công lực, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Để ta có thể thống khoái đánh một quyền a. Không cầu đánh hai quyền. Diệp Quân Lâm chỉ muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa oanh ra một quyền. Được, ta đáp ứng. Diệp Quân Lâm kích động hô. Hắn nói là đồng ý Trần Không khiêu chiến. Cái này những người khác nhao nhao giật nảy mình. A, ngươi đồng ý. Đồng ý cái gì a? Lý Tử Nhiễm nghi hoặc không hiểu hỏi. Ta đồng ý cùng các ngươi cùng đi thế giới đỉnh, đi xem một chút cái này Trần Không đến cùng thứ độ gì. Diệp Quân Lâm nói. Hô, ngươi vừa rồi ngữ khí ta đều kém chút tưởng rằng Trần Không khiêu chiến ngươi, ngươi đáp ứng đây. Lý Tử Nhiễm nói. Tất cả mọi người là loại cảm giác này. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến về đi. Đám người chuẩn bị, lập tức tiến về thế giới đỉnh. Rất nhanh toàn thế giới liền có tin tức truyền ra. Hắc Ám Thượng Đế, một chỉ tông sư cùng Diệp Thị cổ tộc chi chủ tiếp nhận Trần Không khiêu chiến. Trong lúc nhất thời mới là kinh thiên sóng biển. Cái này khiến Trần Không cùng phía sau chư thần phòng thí nghiệm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ ba người này ở trong có người không đáp ứng đâu. Chờ mong. Đối với một trận chiến này thật sự là tất cả mọi người đang chờ mong. Không nói đến chiến quả như thế nào. Chính là một chỉ tông sư cùng Diệp Thị cổ tộc tân chủ nhân thân phận liền đầy đủ để người hiếu kỳ. Lần này tới, há không phải sự thật rõ ràng. Đây cũng là chư thần phòng thí nghiệm chỗ mong đợi. Đối với bọn hắn người bọn hắn đều có tư liệu, tương đương với đều tại trưởng khống trong tay bọn hắn. Nhưng duy chỉ có đối với thần bảng trước ba thân phận một mực không rõ. Bọn hắn rất muốn biết a. Lần này Trần Không khiêu chiến bọn hắn. Lui một vạn bước nói, nếu Trần Không thua. Vậy ít nhất cũng có thể biết ba người này thân phận. Vẫn là không lỗ. Đối chư thần phòng thí nghiệm đến nói, chỉ cần trưởng khống tin tức của người này, liền tương đương với trưởng khống người này. Chỉ có không biết, mới là đối bọn hắn rất có uy hiếp. Trong lúc nhất thời, thế giới đỉnh trở thành tiêu điểm. Toàn các nơi trên thế giới đều tại hướng nơi này đuổi. Diệp Quân Lâm bọn hắn xem như tốc độ nhanh. Trước một bước đi vào thế giới đỉnh. Ngược lại là tại mặt phía bắc tìm một cái không sai vị trí. Góc độ thật tốt. Vừa vặn có thể nhìn thấy phong thần đài bên cạnh chỉ định chiến trường. Tất cả mọi người chờ mong.
hô hấp đều có chút khó khăn. Là chừng nào thì bắt đầu a? Diệp Quân Lâm vấn đáp. Lão đại ngày mai bắt đầu, mọi người hôm nay đến đoạt vị trí. Cũng không biết Trần không còn có Hắc Ám Thượng Đế bọn hắn lúc nào đến, thật tốt chờ mong a. Đúng a, ta còn muốn biết một chỉ tông sư cùng Diệp thị cổ tộc chủ nhân là ai đâu. Mọi người lao nhao thảo luận. Diệp Quân Lâm cũng trước án binh bất động. Trong lòng của hắn có một cái khác dự định. Chẳng qua đầu tiên phải xem đến Trần không, nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Thế giới đỉnh vài lần trên núi hội tụ người là càng ngày càng nhiều. Chém giết lên xung đột cũng không phải số ít. Khả năng vì tranh đoạt một vị trí thật tốt quan sát vị trí, mấy ngàn người giết túi bụi, cuối cùng lưu lại hơn ngàn thi thể. Nhất là cường đại một điểm thế lực hoặc nhân trực tiếp sinh đoạt. Những người khác là một mặt lạnh lùng. Đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là mạnh được yếu thua thời đại. Nhỏ yếu liền phải bị đánh. Khả năng tùy thời lấy một cái hoang đường lý do bị giết. Loại chuyện này quá phổ biến. Diệp Quân Lâm bọn hắn ở vào vị trí, kỳ thật cũng là tuyệt hảo. Có không ít người nghĩ đến đoạt. Chẳng qua nhìn thấy bọn hắn trận doanh ở trong Hiên Viên Thanh Nhã Quân Quân cùng Hắc Ám Thượng Đế đổ đệ. Không có một cái chọc nổi. Bởi vậy, mới không có bất kỳ người nào đến quấy rối. Cũng là yên tĩnh. Sau đó không lâu, một chút chuẩn thần hàng đầu, thậm chí thần bảng các cường giả đều đến. Tất cả mọi người nghĩ đến nhìn một trận chiến này. Rất nhanh một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, từng vị đại nhân vật đều đến rồi. Thiên Sách Thần Soái, Diệp Khuynh Thiên, Diệp Chiến Thiên cùng các quốc gia chiến lực mạnh nhất nhao nhao xuất hiện. Gần như thần bảng trước 100 cường giả đều đến. Dạng này khoáng thế một trận chiến ai nghĩ bỏ lỡ. Không khí khẩn trương một mực đang giữa sân lan tràn. Một trận chiến này liên quan đến tương lai biến hóa. Khả năng lại muốn tiến vào một thời đại mới. Liên quan đến trên tấm bia đá thứ một hàng chữ khác vấn đề. Là Hắc Ám Thượng Đế, vẫn là mới Trần không đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách ước chiến thời gian càng ngày càng gần. Nhưng bốn người còn không có xuất hiện. Tất cả mọi người khẩn trương chờ mong đến bạo. Là có người hay không bị hù dọa, không dám tới rồi. Có người đưa ra một cái nghi vấn. Lý Tử Nhiễm một mặt cao ngạo nói, yên tâm đi, sư phụ nhất định ngay tại giữa sân. Nói không chừng hắn hôm qua liền đến, hắn sẽ không sợ một cái Trần không. Cũng thế, Hắc Ám Thượng Đế thủ đoạn đều là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Cho đến nay, nhất làm cho ta cảm thấy thần bí tồn tại. Cũng là đã đánh bại Thiên Sách Thần Soái tồn tại. Hắn phái tại thần bảng thứ nhất là có lý do. Ta cảm thấy hắn có thể thắng. Hiện tại liền nhìn hai vị khác có thể mạnh đến mức nào rồi. Chấm. Mọi người nhao nhao thảo luận. Chỉ là không nhìn thấy người. Đều đang suy đoán ba người có phải là sợ, không dám tới. Dù sao Trần không cùng cái khác đối thủ không giống. Hắn khả năng thực lực không bằng ngươi, nhưng có thể hút khô công lực của ngươi. Đây là ai đều muốn sợ hãi. Đánh giám, bọn hắn đều sớm đến rồi. Diệp Quân Lâm nghe không vô. Nhịn không được nổi giận mắng. Hắn ở đây. Liền tương đương với ba người đều đến. Hơn nữa còn là hôm qua tới. Hiện tại chỉ còn lại Trần không tiểu tử này không đến. A, à, đều đến rồi, không có khả năng a. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem bốn phía. Cũng là, đây đều là thần cấp khác, chúng ta không phát hiện được rất bình thường. Diệp Quân Lâm nói là đúng. Những người khác cũng nói. Lý Tử Nhiễm mấy người cũng duy trì Diệp Quân Lâm, Hắc Ám Thượng Đế khẳng định đều đến rồi. Oanh! Đúng vào lúc này. Một đạo cuồng bạo khí tức càn quét toàn trường. Toàn bộ thế giới đỉnh dường như đang đung đưa đồng dạng, gió tuyết đầy trời. Nếu không phải cường giả cưỡng ép đè ép, sợ là nơi này khắp nơi tuyết lở. Trần không đến. Cái này cùng trước đó mọi người gặp qua Trần không hoàn toàn không giống. Hiện tại Trần không thật đáng sợ. Khí tức trên thân bay thẳng thiên khung, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Hắn giống như là một vòng liệt nhật rơi xuống, tia sáng bắn ra bốn phía, khủng bố tuyệt luân, làm cho không người nào có thể tới gần. Liền tùy ý đi tới, tựa như là viễn cổ thần linh. Làm cho lòng người sinh sùng bái, nhịn không được quỳ xuống thăm viếng. Đây chính là thực lực đạt tới cực hạn biểu hiện. Tùy ý khẽ động, liền có thể gây nên núi nứt sông băng. Trước đó ta còn lo lắng Trần không có phải là quá tự đại, một người đi khiêu chiến thần bảng trước ba. Hiện tại xem ra hắn là có tư cách này. Không sai,
Ta thật sự là càng ngày càng chờ mong. Một đối ba a. Nếu là Trần không đem thần bảng trước ba toàn bộ hút sạch sẽ, hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì? Chấm. Trần không vừa ra trận, trong đám người liền triệt để nổ tung. Khắp nơi đều đang sôi trào. Quá mạnh đi, hút công đại pháp luyện đến cảnh giới cực hạn chính là như vậy sao? Thiên sách thần soái thở dài một hơi. Hắn hẳn là may mắn gặp qua hút công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công cảnh giới tối cao người. Quá mạnh, tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh. Chúng ta đối đầu kết quả chính là bị sống sờ sờ hút khô. Diệp Khuynh Thiên mấy người nói. Diệp Chiến Thiên lắc đầu, không, hắn còn chưa tới cao nhất tầng cảnh giới thứ 9. Chẳng qua liền kém một bước, rất nhỏ một bước rất nhỏ. Liền kém xuyên phá giấy cửa sổ. Đều kinh khủng như vậy, nếu để cho hắn đến cảnh giới tối cao còn đến mức nào? Đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua lập tức thiên sách thần soái mấy người mịt mờ cười. Thế nhưng là hắn chọn sai đối thủ a. Vị nào không nói khác, chính là kim cương bất hoại thần công ngắn ngủi mấy giờ liền luyện đến cao nhất tầng thứ 9. Phải biết kim cương bất hoại thần công cùng hút công đại pháp luyện đến tầng cao nhất, đều là ai cũng cầm ai không có cách nào. Thế nhưng là vị nào trong tay kim cương bất hoại thần công căn bản chính là đồ chơi a, cùng nghề phụ đồng dạng. Trần không quá mạnh, ta nguyện phụng hắn vì cử thế vô địch. Ừm đâu, một chọi ba vốn chính là hắn thắng. Một đối một không người là đối thủ của hắn a. Thần bảng trước 100 cường giả liên tục phát ra cảm thán. Trần không hiện tại quá cường đại. Nếu để cho bọn hắn gặp phải lời nói, từng cái hận không thể lập tức chạy. Căn bản không phải đối thủ a. Gặp được chỉ có bị hút phần. Thần bảng trước 100 tất cả cường giả đều bị hù dọa, huống chi những người khác đâu. Chẳng qua mọi người chờ mong là càng ngày càng cao. Đỉnh phong một trận chiến a. Hắc ám thượng đế ba người bọn hắn tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Một trận chiến này đời này khó quên. Đây chính là đến từ chí cường giả uy áp sao. T. Kỳ Lân bọn hắn bắt đầu hít vào khí lạnh. Cứ việc cách rất rất xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được áp bách, tựa như muốn đem bọn hắn cả người chen bể nổ giống như. Quá mạnh. Đây là mỗi người cảm giác, giống như là trong lúc vô hình có một ngọn núi đè ép xuống, muốn đem người ép thành thịt nát. Mọi người hô hấp bắt đầu khó khăn. Mọi người bắt đầu hậu chi hậu giác, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Lúc trước Trần không thế nhưng là chuyên môn đi tìm bọn hắn, chỉ là mọi người đang bế quan, không có ứng phó thôi. Bằng không, Trần không hiện tại cường đại có bọn hắn tất cả mọi người một phần tử. Bọn hắn khẳng định toàn bộ bị hút sạch sẽ, chỉ lưu lại một bộ xác không. Chấn động nhất vẫn là Văn Lôi mấy người. Nửa tháng trước thấy Trần không là một người. Hiện tại thấy Trần không, hắn chính là một cái thần. Biến hóa quá lớn. Hút công đại pháp quả nhiên là tăng lên nhanh nhất điên cuồng nhất công pháp. Cái này so thời đại mới bên trong bất luận cái gì một môn công pháp đều muốn nhanh. Cái này, ta ngược lại là tin tưởng hắn cùng sư phụ có lực đánh một trận. Trước đó, Lý Tử Nhiễm đối Hắc Ám Thượng Đế chiến lực tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy vô luận như thế nào Trần không cũng không thể thắng. Hiện tại Trần không sau khi xuất hiện, nàng thay đổi ý nghĩ. Quá cường đại a, có lực đánh một trận cái rắm, yếu muốn chết. Bỗng nhiên, một thanh âm không đúng lúc vang lên. Mọi người xem xét là Diệp Quân Lâm. Chẳng qua đối với Diệp Quân Lâm có thể nói ra những lời này, tất cả mọi người là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là hắn không đến bên trên một câu mới kỳ quái. Trước kia Diệp Quân Lâm luôn luôn cùng mọi người làm trái lại đến bên trên một câu như vậy. Chẳng qua lời này mới ra, Lý Tử Nhiễm lập tức che Diệp Quân Lâm miệng. Là ta yếu a, Trần không đại sư đều mạnh đến vẩy một cái thần bảng trước ba. Lý Tử Nhiễm sợ hãi bị những người khác, nhất là Trần không nghe được. Kia chẳng phải phiền phức rồi. Yếu. Trần không yếu. Ngươi có thể nói ở đây tất cả mọi người yếu. Nhưng ngươi không thể nói Trần không yếu. Trần không nếu là yếu, kia toàn thế giới không có cường giả. Hắn đều mạnh thành bộ dáng gì rồi. Còn yếu, hắn yếu, kia ở đây những người này là cái gì? Nhưng là, đối Diệp Quân Lâm đến nói đúng là yếu a. Hắn có hơi thất vọng. Xác thực nói là rất thất vọng. Nghe được hắn hút nhiều người như vậy công lực cùng rất nhiều nguồn năng lượng, hắn là rất chờ mong. Kết quả Trần không mới vừa tới về sau, Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua. Lập tức thất vọng. Đều là chút cái gì? Hút mười mấy vạn người. Liền không thể hút một điểm cường giả sao?
Hút một đống gà đất chó sành công lực liền hướng mình tới khiêu chiến rồi. Đừng nhìn hút nhiều như vậy. Nhưng hút đều là rác rưởi. Nói như vậy, đem tiểu tử này ném tới đã từng số 76 cấm địa đi, hút mấy cái thần công lực vẫn được. Nếu là hắn đem tất cả thần công lực đều hút tới cùng nhau lời nói, như vậy tuyệt đối cùng mình có lực đánh một trận. Thậm chí có thể bước ra mình thực lực chân chính đến. Nhưng là bây giờ, liền hút một đám rác rưởi liền đến khiêu chiến mình rồi. Buồn cười a. Diệp Quân Lâm thừa nhận, thật sự là hắn so Diệp Khuynh Thiên, Thiên Sách Thần Soái cái gì mạnh. Sắp đến hút công đại pháp cảnh giới tối cao. So sánh chính là Kim Cương Bất Hoại thần công cảnh giới tối cao. Thế nhưng là còn chưa tới đâu. Đợi đến Diệp Quân Lâm mới có như vậy một chút điểm hứng thú đi. Nếu là như bây giờ, Diệp Quân Lâm nhẹ nhõm đánh giết. Thậm chí so đánh chết tại chỗ thần còn muốn đơn giản một điểm. Hắn chỉ là xem như trung thượng đẳng thần, đỉnh cấp cũng không bằng. Thất vọng. Quá thất vọng. Diệp Quân Lâm chủ yếu ảo não chính là mình sớm một ngày liền đến nơi này chờ lấy, đầy cõi lòng mong đợi nghênh đón một cái đối thủ tốt. Kết quả là dạng này. Diệp Quân Lâm đều muốn làm trận đi. Khiêu chiến cái giam a. Cứ như vậy, còn muốn khiêu chiến ba cái mình. Buồn cười đi. Lúc này Trần Không đã đi vào thế giới đỉnh quyết chiến khu vực. Hắn chắp hai tay sau lưng, coi trời bằng vung. Hướng bốn phía nhìn lướt qua sau âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Ám Thượng Đế. Một chỉ tông sư. Diệp thị cổ tộc tân chủ nhân. Các ngươi người đâu? Kêu một tiếng này ra ngoài, giống như cuồn cuộn thiên lôi. Mọi người bị chấn hộc máu cũng rất nhiều. Chỉ là kêu một tiếng này ra tới về sau, căn bản không hề người đáp lại. Hắc Ám Thượng Đế ba người tuyệt không hiện thân. Giữa sân trầm mặc, Lý Tử Nhiễm bọn người một cái tiếp một cái đều sắc mặt đại biến. Không phải là người đều đến nơi đây sao? Làm sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ có biến cố gì sao? Người đâu, các ngươi ba vị người đâu? Không phải đều tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Trần Không vui, hắn bắt đầu cười lớn hô. Hắn nhiệm vụ thế nhưng là đánh giết ba người, người không xuất hiện nơi nào có thể làm. Lời này vừa đi ra ngoài, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đáp lại. Ha 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 ha, vẫn chưa xuất hiện, vẫn là không dám xuất hiện a. Trần Không đề cao âm điệu. Các ngươi nói có thể hay không thần bảng trước ba đều sợ. Căn bản liền không đến. Có khả năng này, đoán chừng là kiêng kỵ Trần Không hút công đại pháp, mạnh hơn cũng phải lùi bước mấy phần. Trách không được Trần Không có thể một chọi ba, hắn có thực lực này a. Các ngươi nhìn xem đều đem thần bảng trước ba dọa cho chạy. Chấm. Đám người bắt đầu nghị luận. Lần này Lý Tử Nhiễm liền phản bác cũng không dám phản bác. Vạn nhất sư phụ thật sợ đây. Hắc Ám Thượng Đế ba người các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Mau chạy ra đây cùng ta một trận chiến. Trần Không bắt đầu điên cuồng kêu gào. Các ngươi có phải hay không sợ ta rồi? Thật sự là buồn cười. Đường đường thần bảng trước ba sẽ biết sợ mà không dám tới. Các ngươi nếu là sợ hãi, đáp ứng ta ước chiến làm gì? Ra đi, ta biết các ngươi đã tới. Không muốn đánh cũng được, cho ta dập đầu nhận thua là được. Chấm. Trần Không điên cuồng kêu gào. Nhưng Hắc Ám Thượng Đế ba người chính là không có người nào xuất hiện. Gọi thế nào dầm dĩ làm sao kích động làm sao vũ nhục đều không ai xuất hiện. Xem ra Hắc Ám Thượng Đế ba người là quyết tâm sẽ không ra mặt. Có lẽ cái này thần bảng xếp hạng đối bọn hắn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, còn sống mới là đúng. Mọi người cảm thán nói. Trần Không đều có chút mộng. Hắn hy vọng người tranh thủ thời gian xuất hiện, sau đó từng cái giết chết. Này sao lại thế này? Một người đều không ra. Liền một mực quan sát chư thần phòng thí nghiệm đều mộng. Nhất là Ích Tiên Sinh bọn hắn. Chờ chính là giờ khắc này. Đem trong lòng của bọn hắn họa lớn diệt trừ. Thế nhưng là người không xuất hiện. Người có thể có biện pháp nào? Bọn hắn gấp. Trần Không cũng gấp phải không được. Hắn chỉ có thể uy hiếp nói, tốt, đã các ngươi không xuất hiện. Ta chỉ có thể hủy các ngươi tại trên tấm bia đá danh tự. Dùng chân mạnh mẽ đạp lên trà đạp tên của các ngươi. Trần Không muốn dùng sỉ nhục nhất biện pháp dẫn ba người ra tới. Chỉ là giữa sân vẫn là không có đáp lại. Chẳng qua lúc này trong đám người Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói, tiểu tử này lại nhảy cái gì đâu. Ta đi đi nhà vệ sinh. Diệp Quân Lâm từ trong đám người rời đi, mọi người cũng không có chú ý.
dù là người bên cạnh cũng không có mấy cái đi quản. Những người khác lại càng không cần phải nói, căn bản không thấy được Diệp Quân Lâm biến mất. Như vậy kích động về sau, người vẫn là không có xuất hiện. Lần này tất cả mọi người gấp. Thần bảng trước ba đến cùng còn có thể hay không xuất hiện. Người ta đều bức bách đến mức này. Vẫn chưa xuất hiện. Liền Thiên Sách Thần Soái cùng Diệp Khuynh Thiên bọn hắn đều gấp. Diệp Quân Lâm đến cùng đang làm cái gì? Gặp được loại này phách lối đối thủ, hắn không nên nhảy ra một bàn tay chụp chết sao? Sợ là không thể nào. Bọn hắn đối Diệp Quân Lâm thực lực vẫn là có một chút hiểu rõ. Tuyệt đối không thể so hiện tại Trần Không Yếu. Hắn hoàn toàn không có khiếp đảm cần phải a. Dựa theo tính cách của hắn, cái này ba loại thân phận một trong số đó đã sớm xuất mã đem Trần Không đập vào trên mặt đất. Bây giờ bị như vậy kêu gào, vẫn chưa xuất hiện. Thật sự là không thể nào hiểu được. Mọi người vô ý thức hướng Diệp Quân Lâm vị trí nhìn lại. Chỉ là nơi nào có Diệp Quân Lâm thân ảnh. Diệp Quân Lâm đi đâu rồi? Hắn làm gì đi? Thật chẳng lẽ đi rồi? Cũng không giống là trực tiếp ra mặt tới đón thụ khiêu chiến a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đáp án. Chậm chạp không gặp người ra tới. Trần Không gấp. Không ra đúng không? Ta trước hết giẫm các ngươi tại thần trên bảng danh tự, lại một chút xíu móc xuống. Ba cái hèn nhát. Trần Không giận dữ nói. Hắn thả người nhảy lên, liền đến cách đó không xa phong thần đài lên. Oanh! Hắn đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp hướng bia đá đỉnh chóp mà đi. Rất mau tới đến chỗ cao nhất. Thần bảng trước ba khắc chữ ngay tại trước mắt của hắn. Là chói mắt như vậy. Hắn hiện tại liền nghĩ phá đi. Chẳng qua hắn liền nghĩ ba cái chân nhân ra tới. Oanh! Cuối cùng, hắn vững vàng đứng ở phía trên bia đá. Lại cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn bị toàn thế giới chế nhạo, liền lập tức ra tới. 10 giây về sau, ta liền sẽ hủy đi tên của các ngươi. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Không phải về sau các ngươi sẽ thành trên đời này sỉ nhục. Trần Không vì chính là bức người ra tới. Sẽ không sốt ruột động thủ. Có thể kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian. Cái này cùng Ích Tiên Sinh ý nghĩ không mưu mà hợp. 3. Chấm. Hắn bắt đầu đếm ngược, nhưng bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, vậy mà nhìn thấy bia đá phía sau. Giống như có chữ viết. Trần Không đình chỉ đếm ngược, bắt đầu hướng bia đá đằng sau nhìn lại. Lá? Lá cái gì? Phải biết chỉ có dẫm tại trên tấm bia đá, khả năng nhìn thấy mặt sau. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có tư cách đi lên. Cũng không dám a. Trần Không là một cái duy nhất. Leo lên về phía sau, lập tức phát hiện bí mật. Hắn cố gắng hướng phía sau nhìn lại. Diệp Quân. Làm muốn thấy rõ sở một chữ cuối cùng thời điểm, một thanh âm vang lên, Trần Không. Trần Không lập tức thu tầm mắt lại, từ bia đá nhảy xuống. Phong thần đài bên trên đã đứng một người, Minh Tà Thần. Minh Tà Thần là thần bảng thứ 10. Hắn có tư cách đứng ở chỗ này. Trần Không nhìn thấy Minh Tà Thần hắn lập tức cười. Nghĩ đến trước xử lý chuyện nơi đây, chờ sau này lại đi thấy rõ ràng bia đá mặt sau bên trên khắc chữ là có ý gì. Dù sao không nóng nảy. Ta biết ngươi, Hắc Ám Thượng Đế tướng tài đắc lực. Làm sao, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Trần Không cười lạnh nói. Không, ta tự tin nhưng ta cũng có tự mình hiểu lấy, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta tới đây, là nghĩ chuyển đạt Hắc Ám Thượng Đế ý tứ. Minh Tà Thần nói. Lời này mới ra. Toàn trường ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Minh Tà Thần. Hắc Ám Thượng Đế ý tứ. Tốt, ngươi nói. Cái này con rùa đen rút đầu đều không dám tới gặp ta. Có phải là sợ ta? Trần Không cười lạnh nói. Minh Tà Thần vui, sợ ngươi. Liền ngươi, ngươi cũng xứng. Trần Không vừa muốn nổi giận. Minh Tà Thần lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Oanh! Trần Không còn không có tiếp nhận hộp, liền đã cảm nhận được trong đó đáng sợ năng lượng chấn động. Cái này so hắn gặp phải bất kỳ vật gì năng lượng đều mạnh. So chư thần phòng thí nghiệm cho hắn cũng mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Cái này, hắn đã đang run rẩy. Bởi vì luyện là hút công đại pháp, gặp được mạnh như vậy lực lượng liền nghĩ toàn bộ hút. Mấu chốt là hắn từ trước tới nay gặp phải năng lượng mạnh mẽ nhất. Những người khác tại kinh ngạc. Đến tột cùng Minh Tà Thần cho hắn cái gì? Để Trần Không kích động thành bộ dạng này.
Mọi chuyện đều tốt giống như không phù hợp lẽ thường đồng dạng. Đây là số 76 cấm địa tinh thể, bên trong ẩn chứa không cách nào tưởng tượng năng lượng. Là ngươi chưa hề được chứng kiến lực lượng cường đại. Minh Tà Thần nói. Hắc Ám Thượng Đế cảm thấy ngươi quá yếu, không đủ để làm đối thủ của hắn. Hy vọng ngươi tại cường đại một điểm, nhiều hút một điểm lực lượng cường đại, mà không phải hút một chút rác rưởi công lực. Ngươi đối với hắn như vậy đến nói quả thực quá yếu. Hắn muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem tinh thể bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu xong tất. Đến cường đại mình, mặt khác thánh kinh tổ chức quản hạt số 76 cấm địa cũng có thể mở ra cho ngươi. Bên trong tài nguyên năng lượng phong phú, ngươi có thể hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Minh Tà Thần giải thích nói. Lúc này Trần Không đã đắm chìm trong vui sướng. Trong tay cầm tinh thể, hận không thể hiện tại liền bắt đầu hút. Có cái này sức mạnh đáng sợ hắn liền có thể đột phá đến hút công đại pháp cảnh giới tối cao. Thậm chí đạt tới tầng thứ 9 đỉnh phong nhất một bước kia. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có đột phá cảnh giới tối cao, về phần giết chết Hắc Ám Thượng Đế ba người sớm đã bị hắn lãng quên. Người có thể đằng sau lại giết. Huống chi hắn đột phá đến hút công đại pháp cảnh giới tối cao, giết chết Hắc Ám Thượng Đế ba người chẳng phải là lại càng dễ. Tốt, vậy liền đem quyết chiến ngày trì hoãn. Chờ ta triệt để hấp thu tinh thể năng lượng đột phá đến cảnh giới tối cao lại đến tìm Hắc Ám Thượng Đế ba người. Trần Không nhìn về phía đám người, bởi vì ta cùng Hắc Ám Thượng Đế lâm thời có chuyện khác. Cho nên quyết chiến trì hoãn đến 3 ngày về sau. Giao phó xong về sau, Trần Không vội vàng rời đi, hắn đi số 76 cấm địa. Nghĩ mau đem tinh thể bên trong năng lượng hấp thu xong tất, tranh thủ đạt tới hút công đại pháp cảnh giới tối cao. Sự tình khác đều ném đến sau đầu. Cái gì bia đá đằng sau khắc chữ, cùng hắn có quan hệ sao? Minh Tà Thần cười rời đi. Mắt trợn tròn. Ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Không đột nhiên đem hết thảy trì hoãn rồi. Xảy ra chuyện gì? Khục khục. Lúc này Diệp Quân Lâm đi nhà xí trở về. Vừa mới hắn kỳ thật chính là đi cho Minh Tà Thần tinh thể. Trần Không quá yếu, hắn đều không nghĩ mình đi cho. Viên này tinh thể chính là lúc trước Diệp Quân Lâm rèn luyện thần kiếp còn lại 1/5. Nhưng cái này 1/5 năng lượng cũng là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Nhìn xem Trần Không cầm tới sau nhiều vui vẻ, đều quên hết tất cả. Hiển nhiên tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa là siêu thoát hắn nhận biết. So hắn được chứng kiến tất cả năng lượng đều mạnh hơn. Bởi vậy hắn mới có thể điên cuồng như vậy. Đương nhiên từ Diệp Quân Lâm góc độ đến xem. Hắn quá yếu mới có thể như vậy điên cuồng. Không sai. Diệp Quân Lâm chính là ghét bỏ hắn quá yếu. Muốn cho hắn đề cao, thậm chí không tiếc đem số 76 cấm địa mở ra để hắn đến tăng cường. Vì chính là một hơi đem thực lực của hắn đẩy lên tối cao. Dạng này Diệp Quân Lâm mới có hứng thú cùng hắn một trận chiến. Không đến mức quá yếu. Đề cao đến cảnh giới tối cao, tối thiểu Diệp Quân Lâm có thể đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một quyền. Ai hiểu vô địch tịch mịch. Diệp Quân Lâm vì tìm một cái ra dáng điểm đối thủ, không tiếc bất cứ giá nào để đối thủ mạnh lên, để hắn luyện đến hút công đại pháp cảnh giới tối cao. Không có người hiểu Diệp Quân Lâm dụng tâm lương khổ. Vì có cái đối thủ, không tiếc là địch nhân cường đại mà vắt hết óc. Một sự kiện, không tiếc hết thảy để Trần Không mạnh lên. Chuyện gì xảy ra a? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Căn bản không hiểu cái gì ý tứ. Mà lại cách quá xa. Minh Tà Thần cùng Trần Không nói lời đều không nghe thấy. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, để Trần Không trì hoãn, còn vội vàng rời đi. Không đơn giản bọn hắn muốn biết, liền chư thần phòng thí nghiệm ích tiên sinh bọn hắn cũng bức thiết muốn biết. Trần Không vì cái gì trì hoãn. Đồng thời rời đi rồi. Lý Tử Nhiễm bọn hắn thảo luận nửa ngày, tranh luận phải túi bụi. Các ngươi đang nói Trần Không vì cái gì rời đi à? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng a, chẳng lẽ ngươi biết? Lý Tử Nhiễm hừ lạnh. Diệp Quân Lâm cười, đương nhiên, Hắc Ám Thượng Đế chê hắn quá yếu. A, tất cả mọi người là sững sờ. Ghét bỏ hắn quá yếu rồi. Cái này còn yếu. Tất cả mọi người chấn kinh. Không đúng sao, nếu là Hắc Ám Thượng Đế nói thẳng hắn yếu, sợ Trần Không sẽ ngay tại chỗ nổi giận a. Làm sao lại rời đi? Không có khả năng. Tiêu Phong đưa ra nghi vấn. Đó là bởi vì, Diệp Quân Lâm vừa muốn nói chuyện, Minh Tà Thần thanh âm vang lên, đó là bởi vì chủ nhân nhà ta muốn để hắn trở nên mạnh hơn một chút.
cho hắn một khối ẩn chứa khủng bố năng lượng tinh thể, lại mở ra số 76 cấm địa tài nguyên, để hắn hấp thụ năng lượng, tiếp tục cường đại. Xông phá cực hạn, đi vào trạng thái mạnh nhất. Minh tà thần dạng này một giải thích về sau, mọi người nhao nhao minh bạch. Nguyên lai Trần không là vội vàng đề cao đi. Trách không được sẽ như vậy vội vàng rời đi. Cái gì? Hắc ám thượng đế ghét bỏ Trần không yếu. Còn tốn sức tâm tư để hắn đề cao. Đây là cái gì thao tác? Hắc ám thượng đế tự đại. Vẫn là đối với thực lực mình quá tự tin, với hắn mà nói, Trần không quá yếu rồi. Hoặc là có nguyên nhân khác. Rất có thể sư phụ thật cảm thấy Trần không yếu, tăng thêm bọn hắn thần bảng trước ba đồng loạt ra tay, có chút khi dễ người. Bởi vậy mới có thể để Trần không đề cao. Lý Tử Nhiễm nói. Khả năng này là có. Dù sao thần bảng trước ba thực lực sâu không lường được, không ai biết bọn hắn mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cảm thấy Trần không chẳng qua tiểu bối thôi, lại là một người. Để hắn đề cao cũng không sao. Đại đa số người đều cho rằng như vậy. Được rồi, đợi thêm 3 ngày đi. Nếu như Trần không trở nên càng cường đại, như vậy một trận chiến này tuyệt đối là càng thêm đẹp mắt. Đúng, tốt cơm không sợ muộn. Chấm. Mọi người quyết định không rời đi. Tiếp tục chờ đợi quyết chiến đến. Đúng, chờ xem, ta cũng rất chờ mong. Diệp Quân Lâm nằm tại Lâm Thời Dưỡng gian phòng bên trong, một mặt chờ mong. Hắn hy vọng Trần không có thể mạnh lên, đột phá đến cảnh giới tối cao. Hoặc là nói Diệp Quân Lâm so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn chờ mong. Trần không rời đi sau. Gần như tất cả mọi người không có đi. Dù sao vừa đi, vị trí lại muốn bị người chiếm lấy. Sau đó tranh đoạt địa bàn hoặc là giang hồ báo thù bắt đầu tiếp tục. Có thế giới của võ giả chính là như thế. Diệp Quân Lâm bắt đầu nằm ngáy o o. Lý Tử Nhiễm bọn hắn một phương diện sốt ruột chờ đợi quyết chiến bắt đầu. Một phương diện nghĩ đến mình công pháp vấn đề. Bọn hắn không có khả năng người người cũng giống như Quân Quân như thế, đi ra một đầu con đường của mình. Bọn hắn rất muốn biết Thiên Sách Phủ kế hoạch tiếp theo là cái gì. Hiên Viên Thanh Nhã để cho mình những người này ở đây chờ cái gì. Chư thần phòng thí nghiệm. Ích tiên sinh rốt cục tra được. Trần không trì hoãn đồng thời rời đi nguyên nhân là Hắc Ám Thượng Đế. Lucifer đem tra được tin tức toàn bộ nói cho Ích tiên sinh. Cái gì, ẩn chứa năng lượng tinh thể, cũng không chính là số 76 cấm địa thần năng lượng hội tụ thành. Ích tiên sinh chấn kinh. Cả người lập tức nhảy dựng lên. Đúng, hẳn là. Không chỉ như thế, Hắc Ám Thượng Đế còn đem số 76 cấm địa mở ra cho Trần không, để hắn tùy ý hấp thụ tài nguyên. Lucifer nói. Hắc Ám Thượng Đế hắn điên rồi sao? Ta chưa thấy qua dạng này. Để đối thủ của mình địch nhân cường đại. Trọng yếu như vậy tinh thể cho hết Trần không rồi. Ích tiên sinh cùng với khác người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình. Trừ phi Hắc Ám Thượng Đế điên. Nghe nói Hắc Ám Thượng Đế là cảm thấy Trần không quá yếu, muốn cho hắn đề cao, để hắn đạt tới cảnh giới tối cao lại đánh. Hiện tại ngoại giới đều là như thế truyền. Đem Hắc Ám Thượng Đế truyền đi vô cùng kỳ diệu. Lucifer nói. Nói bậy. Hắc Ám Thượng Đế là cường đại, nhưng hắn không có bệnh đi. Chính các ngươi ngẫm lại, sẽ cảm thấy địch nhân yếu vắt hết óc để hắn đề cao tới đối phó mình sao? Ta lấy một thí dụ, lúc trước Diệp Quân Lâm, chúng ta khẳng định mạnh hơn hắn, nhưng các ngươi sẽ nghĩ đến để Diệp Quân Lâm đề cao mạnh lên tới đối phó mình sao? Nghe được Ích tiên sinh hỏi như vậy, mọi người nhao nhao lắc đầu. Kia tất nhiên sẽ không, chúng ta lại không phải người ngu. Diệp Quân Lâm mơ tưởng được một điểm đề cao tới đối phó chúng ta, chẳng phải là muốn bị tức chết. Ích tiên sinh gật gật đầu, đây mới là người bình thường logic. Hắc Ám Thượng Đế không thể nào là não tàn a. Kia tất nhiên không phải, nếu là não tàn, như thế nào mạnh như vậy? Mọi người nhao nhao nói. Vậy đã nói rõ trong đó có vấn đề. Ích tiên sinh bắt đầu phân tích. Giả thiết Hắc Ám Thượng Đế cảm thấy Trần không quá yếu. Để hắn đề cao đến cảnh giới tối cao tái chiến. Thật sự là chuyện như vậy. Thế nhưng là hai vị khác đâu. Bọn hắn cũng cảm thấy Trần không yếu. Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có xuất hiện qua a. Trải qua Ích tiên sinh một nhắc nhở như vậy, mọi người cấp tốc kịp phản ứng. Thật sự là dạng này. Căn bản liền không thấy được Diệp thị cổ tộc tân gia chủ cùng một chỉ tông sư a. Hắc Ám Thượng Đế có thể đại biểu bọn hắn sao? Không thể a.
Bọn hắn đều không có tỏ thái độ. Vậy đã nói rõ là thật có vấn đề. Ích tiên sinh ngươi chẳng lẽ biết chân tướng rồi? Lucifer hỏi. Đã hai người này không có tỏ thái độ, cho phép hắc ám thượng đế hành vi. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, bọn hắn sợ. Không đơn thuần là Diệp thị cổ tộc gia chủ cùng một chỉ tông sư sợ, liền hắc ám thượng đế đều sợ. Bọn hắn biết hút công đại pháp quỷ dị cùng đáng sợ, tự biết không địch lại, rất có thể bị hút khô. Bởi vậy một mực tránh né không ra. Nghe đến đó, Lucifer đưa ra nghi vấn, kia hắc ám thượng đế cử động đâu? Đưa trần không tinh thể, còn mở ra số 76 cấm địa. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Kia nguyên nhân chỉ có một cái, hắc ám thượng đế kỳ thật tại nịnh bợ trần không. Đang cho hắn tặng lễ. Tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa khủng bố, nhưng mọi người có thể hấp thu nhiều thiếu. Nhưng hút công đại pháp khác biệt, có thể hoàn toàn hấp thụ. Hắc ám thượng đế nhìn trên một điểm này, đem tinh thể đưa cho trần không. Trên thực tế có hai điểm. Mọi người nghe được càng phát ra nghi hoặc, kia hai điểm. Điểm thứ nhất, đưa cho trần không trọng yếu như vậy lễ vật, lại mở ra số 76 cấm địa, để hắn đột phá đến hút công đại pháp cảnh giới tối cao. Chỉ bằng cái này tình cảm, trần không giết thế nào hắc ám thượng đế ba người. Ích tiên sinh lời này mới ra, toàn trường xôn xao. Đúng a. Nghĩ lại, đây chính là thiên đại ân tình a. Thậm chí nói trần không tu luyện tới hút công đại pháp trước 8 tầng cũng không bằng một bước cuối cùng trọng yếu. Hắc ám thượng đế đối với hắn chính là thiên đại ân tình. Đến lúc đó trần không căn bản ngượng ngùng giết hắn, còn muốn cảm tạ hắc ám thượng đế đâu. Một trận ân oán cũng rất dễ dàng hóa giải. Tiếp theo, trần không tại hấp thu năng lượng về sau, rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới tối cao. Hắn liền theo lý đương nhiên tấn thăng đến thần bảng thứ nhất. Lực áp hắc ám thượng đế ba người. Thế nhưng là hắc ám thượng đế ba người nhất định cũng sẽ không mất mặt. Bởi vì trần không là bị bọn hắn cho tinh thể năng lượng sau đề cao. Nói lớn chuyện ra, chính là bọn hắn một tay thúc đẩy. Đem trần không một tay đẩy lên thần bảng thứ nhất. Ta minh bạch, cái này cùng trực tiếp đánh bại không giống. Dạng này không cần động thủ. Hắc ám thượng đế ba người thuận nước đẩy thuyền để hắn có được thần bảng thứ nhất. Ba người bọn họ rất tự nhiên lui khỏi vị trí tiếp theo. Lucifer lập tức nói. Chính là như vậy. Đây là hắc ám thượng đế mưu đồ tốt mưu kế. Hóa giải một trận chiến đấu, bảo trụ ba người tính mạng không nói. Còn để ba thanh danh của người đều tại. Thật sự là túc trí đa mưu a. Ích tiên sinh cười lạnh nói, các ngươi tin hay không, ba ngày về sau hắc ám thượng đế ba người vẫn là sẽ không xuất hiện. Tin tưởng, khẳng định như thế. Mọi người nhao nhao gật gật đầu. Chẳng qua ta hiện tại sợ hãi một điểm là trần không thật bị ân tình làm cho mê hoặc. Đến lúc đó sẽ không đối hắc ám thượng đế ba người xuống tay. Hắn đạt tới cảnh giới tối cao có thể sẽ không lại nghe từ chúng ta. Ích tiên sinh không chỉ có thở dài một hơi. Đúng, hiện tại tiểu tử này đã tiến vào số 76 cấm địa. Đồng thời ngăn chặn cùng giữa chúng ta liên hệ, ta lại không tốt phái người tiến vào số 76 cấm địa. Lucifer tức giận nói. Đến lúc đó xem đi, nếu như hắn không thể diệt trừ hắc ám thượng đế ba người, đối với chúng ta đến nói chính là phế vật. Chúng ta có thể một tay nâng đỡ hắn lên, cũng có thể tùy ý hủy đi hắn. Ích tiên sinh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý. Lucifer bọn hắn đều cười. Trần không đối với ngoại giới đến nói vô cùng cường đại, nhưng vô luận như thế nào đối chư thần phòng thí nghiệm đến nói, vẫn như cũ có thể giết chết hắn. Đủ thấy chư thần phòng thí nghiệm khủng bố đến mức nào. Sau đó toàn thế giới bắt đầu lưu truyền hắc ám thượng đế ba người nhưng thật ra là sợ trần không tin tức. Mọi người bắt đầu phân tích. Càng ngày càng cảm thấy có đạo lý. Hắc ám thượng đế là tại tặng lễ cho trần không. Chẳng qua lúc này trần không đắm chìm trong thế giới của mình bên trên, điên cuồng hấp thụ năng lượng. Càng ngày càng để hắn vui mừng chính là, hắn điên cuồng như vậy hút, nhưng tinh thể này đại thể năng lượng là không đổi. Giống như là trong biển rộng hút mấy giọt đồng dạng. Hắn là càng ngày càng hưng phấn. Tinh thể này nếu để cho hắn hút xong, còn đến mức nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.